Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 22. Âm thanh chấn động vang lên liên tục gần nửa tiếng, vòng xoáy màu đen hút hết tất cả linh khí vào bên trong biến mất ở trong sơn động lưng chừng núi. Xung quanh khôi phục như thường, yên tĩnh đến mức ngay cả gió cũng không có, yên tĩnh làm tâm người ta khiếp sợ. Sắp ra rồi sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm giữa sườn núi nói. Giọng nói của hắn vừa vang lên. Giống. Một tiếng giống dài truyền từ trong sơn động ra, giống như long quy đại hải, hổ hồi sơn lâm. Cả ngọn núi lại chấn động, thứ dính dính màu đen đầy núi như núi lửa phun trào phóng lên trên trời. Vừa đến chỗ cao hơn 10 thước, âm khí vô cùng lạnh lẽo xuất hiện. Ken két, thứ dính dính màu đen bắn lên không trung nhanh chóng bị đóng băng, thứ dính dính này bắt đầu cử động trong giây lát, rồi như một đóa hoa sen màu đen nở rộ trên đỉnh núi. Hàn khí trắng mờ quay quanh đóa sen màu đen, lại làm đóa hoa sen này tăng thêm vài phần sắc thái. Đóa hoa sen màu đen vừa thành, tiếng bước chân có lực vang lên. Cộp, cộp, mỗi khi bước một bước, cả ngọn núi đều lắc lư, giống như một thứ khổng lồ sắp xuất thế. Mỗi một bước, bất luận là Hà Thi Thi, Phu Chủ Hấp Hối hay đám Tần Kiệt chưa rời đi, trong lòng đều cảm thấy hồi hộp, giống như bước chân này dẫm nát ngực bọn họ, hơi ấn mạnh chân sẽ dẫm nát trái tim. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu trượt từ trán đám Tần Kiệt xuống. Mỗi một bước đều có thể khiến núi lay động, người này đáng sợ đến mức nào. Trên bầu trời, mặt trời bị nuốt hết dần lộ ra một góc, ánh mặt trời chiếu xuống phía dưới, chiếu lên cửa sơn động lưng chừng núi, một người đàn ông cao lớn uy vũ đi ra. Người đàn ông cao hơn 1m9, khoảng gần 30 tuổi. Mái tóc dài màu đen như thác nước của anh ta để sau lưng. Trên gương mặt tinh xảo là ngũ quan hoàn mỹ không thể bới móc, bất luận để ở đâu cũng đều trở thành điểm sáng. Nhất là trong mắt còn có hai đồng tử, khiến người ta có cảm giác vô cùng tà dị. Nếu người đàn ông này ở trong thành phố lớn, cho dù không trở thành minh tinh, cũng sẽ trở thành người có trăm vạn fan. Người đàn ông cởi trần, phía dưới mặc một chiếc quần màu đen, làn da trắng nõn như ngọc, trên người tràn đầy ma văn màu đen như ngọn lửa. Bắp thịt như cầu long, tràn ngập lực lượng tính nổ mạnh. Người đàn ông này vừa xuất hiện, trên gương mặt già nua của Vu Chủ hiện lên vẻ vui mừng, chỉ Mạc Phàm nói. Thiếu Huyền, mau giết tiểu tử tử này, chính cậu ta làm hại Vu thần giáo chúng ta như vậy. Vu Thiếu Huyền người đàn ông làm như không nghe thấy, bốn đồng tử liếc xung quanh một vòng, chân mày hơi nhíu lại. Ngay cả một tiểu tử cũng không ngăn cản được, làm hại thực lực của tôi yếu đi nhiều như vậy, ông cũng đi chết đi. Nếu dùng máu 10 vạn người tế thành công, ít nhất anh ta cũng có tu vi tiên thiên trung kỳ, hiện giờ chỉ có sơ kỳ, phù thể cũng chỉ có một nửa. Mắt Phu Chủ mở to, vẻ mặt khó có thể tin. Ông ta tốn rất nhiều sức lực mới khiến huyết tế thành công, kết quả lại là kết cục này. Phu Thiếu Huyền, tôi là sư phụ cậu, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Sư phụ phạm vào sai lầm, cũng cần phải chết, còn nữa, bây giờ tôi là Vu Chủ rồi. Khóe miệng Vu Chủ cong lên nụ cười tà dị, một tay giơ lên, vươn về phía Vu Chủ ở phía xa. Một đạo hắc khí tự nhiên ngưng tụ, hình thành một bàn tay to, nắm chặt lấy cổ Vu Chủ lập tức bị xách lên như con gà. Răng rắc, cổ Vu Chủ cong thành 90 độ, không cam lòng trong mắt nhanh chóng mất đi, bị ném sang một bên. Cách đó không xa, vẻ mặt Hà Thi Thi thay đổi, sắc mặt tái mét. Vu Thiếu Huyền đi ra liền giết Vu Chủ trước. Chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của cô ta. Phu Thiếu Huyền giống như nhìn thấu tâm tư của Hà Thi Thi, cười nói. Yên tâm đi, Hà sư muội, chỉ dựa vào vài phần tư sắc của em anh sẽ không giết em đâu. Ừng ực, Hà Thi Thi nuốt nước bọt, khuôn mặt xinh đẹp lại khó coi hơn vài phần. Yêu thích của Phu Thiếu Huyền, cô ta hiểu rõ nhất, những phụ nữ lên giường với anh ta cơ bản không còn sống nữa. Phu Thiếu Huyền cười lạnh lùng. Lúc này mới rời mắt nhìn Mạc Phàm, ánh mắt trở nên phát lạnh. Cậu là Mạc Phàm đúng không, có thể khiến Vu thần giáo chúng tôi thương vong gần như không còn, vậy mà chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Phu Thiếu Huyền vừa mở miệng, Hà Thi Thi sửng sốt. Mạc Phàm có thể giết chết tên cuồng đồ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong ở Đông Hải, lại giết yêu thú hoàng gia cảnh giới tiên thiên, còn phá đại trận của Vu thần giáo bọn họ, ngăn cản huyết tế của Vu thần giáo. Ít nhất Mạc Phàm cũng phải ở cảnh giới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí là tiên thiên trung kỳ, còn cùng tu luyện ba loại võ pháp thể.
Có ai ngờ vậy mà Mạc Phàm chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Sao lại có chuyện này được, tu vi trúc cơ kỳ, sao có thể cường hãn như thế? Mạc Phàm nhìn thoáng qua mắt Phù Thiếu Huyền, vẻ mặt lạnh nhạt. Công pháp của tu sĩ trên địa cầu là phiên bản cắt xén ở tu chân giới, độ tinh khiết của linh khí tu luyện ra căn bản không thể so sánh với hắn. Hơn nữa tu vi sẽ quyết định thực lực sao? Tu vi của hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng thân thể hơn cảnh giới tiên thiên, thần thức còn trên tiên thiên chân nhân. Ba thứ cộng vào nhau, mới là thực lực chân chính của hắn. Đối phó các người, trúc cơ trung kỳ là đủ rồi. Phù Thiếu Huyền khẽ nhếch miệng, anh ta nhìn Mạc Phàm, cười khinh thường, đối phó đám phế vật kia thì đủ, đối phó tôi thì kém xa, cậu đã hủy chuyện tốt của bản vũ chủ, cậu phải chết. Giọng điệu khi nói chuyện, đơn giản như giết chết một con kiến. Tuy anh ta luôn ở trong huyết chỉ dưới tế đàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chuyện xảy ra ở bên ngoài. Mạc Phàm hủy đi đại trận của Vu Thần Giáo, giết nhiều người Vu Thần Giáo như vậy, anh ta căn bản không để trong lòng. Ở trong mắt anh ta, những người này từ nhỏ đã là con kiến để anh ta sử dụng. Chết một lượng lớn, sẽ có một đống người khác đi theo anh ta. Nhưng Mạc Phàm dám ngăn cản huyết tế của anh ta, khiến thực lực của anh ta bị hao tổn, chết 100 lần cũng không thể bình ổn lửa giận trong lòng anh ta. Những người chắn trước mặt anh ta đều phải bị tiêu diệt. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Với bản lĩnh của anh, còn chưa đủ. Không đủ sao, kha kha. Phù Thiếu Huyền cười to, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Mạc Phàm, cậu quá kiêu ngạo rồi. Tôi sẽ cho cậu thấy vu thể lợi hại của bản vu chủ. Khí kình màu đen bắt đầu khởi động, ma văn màu đen trên người anh ta như ngọn lửa nhảy múa. Ánh lửa chớp lóe, cả người anh ta biến mất trong hư không như đám hỏa nhãn bị dập tắt. Khi xuất hiện lần nữa đã đến chỗ cách Mạc Phàm hơn 10 thước, vậy mà anh ta có thể rời cự ly 100 mét trong chớp mắt. Năm ngón tay anh ta mở ra, một trường cách không đánh về phía Mạc Phàm. Một luồng khí xoáy màu đen tự nhiên hình thành trước người Mạc Phàm. Không khí, đất đá, cỏ cây xung quanh bị hút mạnh vào, toàn bộ đều chui vào trong, tảng đá cứng rắn bị vặn thành mảnh nhỏ trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Mạc Phàm vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí rót vào trong quả đấm, mai một chi khí sản sinh. Băng sơn, một quyền không do dự đánh về phía luồng khí xoáy màu đen. Một tiếng rầm, thật lớn vang lên. Ngọn núi mới yên bình không lâu lại lắc lư. Sắc mặt Mạc Phàm khẽ thay đổi, một quyền băng sơn của hắn đánh vào vòng xoáy màu đen như châu đất xuống biển, giống như không có tác dụng. Chân hắn khẽ động, bóng dáng vội vàng tránh sang một bên. Tiếng rầm, như sao băng rơi xuống đất, luồng khí xoáy màu đen bay về vách núi phía xa. Luồng khí xoáy màu đen như hắc động, cắn nuốt toàn bộ tảng đá và cỏ cây trên núi. Rất lâu sau, một sơn động sâu không thấy đáy xuất hiện trên núi. Tất cả những người xung quanh đều không nói nên lời. Quả đấm của Tần Kiệt không tự chủ được nắm chặt lại, trong con ngươi lộ ra lo lắng. Từ khi anh ta quen Mạc Phàm, không có ai có thể trở thành địch của Mạc Phàm. Vậy mà một trưởng của vu chủ này lại làm Mạc Phàm tránh né, thật sự quá đáng sợ rồi. Trong lòng Hà Thi Thi vui vẻ, giống như thấy được hy vọng báo thù. Cô ta giao thủ với Mạc Phàm 2 lần. Chưa từng thấy Mạc Phàm như vừa rồi. Mạc Phàm, không phải cậu rất lợi hại sao, dưới tay vu chủ chúng tôi cũng chỉ như vậy, vậy mà không dám đỡ một trưởng của vu chủ chúng tôi. Hà Thi Thi cười khinh thường nói. Một câu không chỉ dẫm mạnh Mạc Phàm dưới chân, còn vô hình vỗ mông ngựa Vu Thiếu Huyền. Vu Thiếu Huyền lộ ra vẻ thất vọng, anh ta tưởng rằng Mạc Phàm rất lợi hại, không ngờ cũng chỉ như vậy, thậm chí còn không đỡ được một trưởng của anh ta. Mạc Phàm, tôi nói rồi, cậu quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Hắn nhìn thoáng qua tay mình, hắn vừa tiếp xúc với luồng khí xoáy màu đen kia, linh khí trên tay lại bị luồng khí xoáy nuốt lấy. Chỉ trong phút chốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vu Thiếu Huyền. Thái âm vô thể, chẳng trách huyết tế vào hôm nhật thực. Vu Thiếu Huyền nhớn mày, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Vậy mà cậu biết thái âm vô thể. Thái âm vu thể là một trong hai đại vu thể của Vu Thần Giáo, có lực lượng cắn nuốt toàn bộ, giống như hắc động. Ngoại trừ thái âm vu thể ra, còn có thái dương vu thể, tu luyện thái dương vu thể đến thâm sâu có thể hóa thành mặt trời, luyện hóa toàn bộ mọi thứ trên thế gian.
Hai đại vu thể này là bí mật cấp cao của vu thần giáo bọn họ, chỉ có ba người biết, lão vu chủ bị anh ta giết lúc trước, Hà Thi Thi và anh ta, vậy mà tiểu tử này cũng biết. Ha ha, Mạc Phàm cười mà không nói. Thái âm vu thể mà thôi, đừng nói là thái âm vu thể, thái dương vu thể lợi hại hơn thái âm vu thể, hắn cũng từng thấy vài người. Biết thì sao chứ, hôm nay cậu vẫn phải chết, cậu sẽ bị vu thể của tôi hấp thu sạch. Vu Thiếu Huyền nhíu mày, cười mỉa nói. Tiểu tử này rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ có thực lực trúc cơ trung kỳ, lại giết được cao thủ tiên thiên, nếu có thể hấp thu cậu ta, nói không chừng sẽ thu hoạch được thứ gì ngoài ý muốn. Hấp thu tôi. Mạc Phàm cười, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, không chỉ không sợ hãi, trái lại trong mắt có chút hưng phấn. Ở tu chân giới không gặp nhiều thái âm vô thể, thông qua huyết tế có được lại càng hiếm thấy, đa số đều thông qua tu hành vô cùng vất vả mới luyện thành. Không ngờ gặp được một người trên địa cầu. Vậy thì phải xác minh một phen, thái âm vô thể lợi hại, hay luyện thể của hắn mạnh hơn. Ý niệm của hắn khẽ động, dừng vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, trên người lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Anh không có bản lĩnh này. Tiểu tử, biết thái âm vô thể còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ra cậu chưa hiểu rõ về thái âm vô thể. Vu Thiếu Huyền dẫm mạnh chân, sơn thể trong vòng năm thước xung quanh lập tức vỡ ra, đất đá văng tung tóe. Cả người anh ta như đạn bay ra khỏi nòng súng, lao về phía Mạc Phàm, một vùng sóng khí nổi lên cuồn cuộn trước người anh ta. Chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh Mạc Phàm, luồng khí xoáy màu đen xuất hiện, không chút do dự xông về phía Mạc Phàm. Một trường khủng bố vừa rồi đánh vào ngọn núi xuất hiện một hắc động. Nếu đánh trúng người, hậu quả có thể nghĩ được. Hà Thi Thi cười lạnh lùng, cô gái vô tộc nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Vẻ mặt Tần Kiệt và Tiểu Hồ Ly lo lắng, nhất là Tiểu Hồ Ly, trong ký ức truyền thừa của nó cũng có thái âm vô thể. Một khi luyện thành, có thể cắn nuốt mọi thứ trên thế gian. Trong trí nhớ của nó, từng có một người vô tộc luyện thành thái âm vô thể, không chỉ thiếu chút nữa hấp thu toàn bộ thanh khâu nhất tộc của nó. Ngay cả nhân loại gần đó cũng bị hấp thu. Mạc Phàm là đối thủ của người này sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, trên tay vừa phiếm bạch quang, bỗng nhiên tay trắng nõn biến từ huyết nhục thành như kim cương, đánh mạnh vào luồng khí xoáy màu đen. Keng, âm thanh như đánh chuông vang lên, cả ngọn núi chấn động, như sóng âm tản ra từng vòng từng vòng. Đến chỗ nào, tảng đá biến thành bột phấn, cây cối bị cắn nát, kình phong như gió xoáy thổi ra bốn phía. Trong kình phong, luồng khí xoáy màu đen bị đập nát dưới tay Mạc Phàm. Thế đi của tay Mạc Phàm không giảm, đánh về phía ngực Vu Thiếu Huyền. Sắc mặt Vu Thiếu Huyền thay đổi, hai tay vội vàng chắn ở trước ngực, mà văn màu đen lóe lên như ngọn lửa thiêu đốt. Rầm! Một tiếng thật lớn vang lên, Vu Thiếu Huyền vội vàng lùi về sau 10 thước, quay về nơi lúc trước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cậu đây là sức mạnh gì? Vì sao không bị thái âm vô thể của tôi hấp thu? Thái âm vô thể của anh ta được xưng là có thể hấp thu toàn bộ lực lượng thành của mình, vừa rồi võ pháp của Mạc Phàm bị anh ta hấp thu, mới không thể không tránh đi. Ai biết lần này thái âm vô thể của anh ta không chỉ không hấp thu được một trưởng của Mạc Phàm, chính anh ta cũng bị đánh lui. Bị thương thì chưa đến mức, nhưng có cảm giác thất bại, khiến anh ta rất không thoải mái, giống như bị người ta tát mạnh một cái. Thái âm vô thể của anh ta mới thành, liền gặp đối thủ sao? Chẳng lẽ là thái dương vô thể mạnh hơn? Không chỉ có anh ta, Hà Thi Thi cũng há to miệng, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vậy mà Mạc Phàm đánh lui thái âm vô thể của vô chủ. Đám Tần Kiệt, Tiểu Hồ Ly cũng sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Thể lực lượng của thân thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thái âm vô thể khác võ pháp và thuật pháp, võ pháp. Thuật pháp bình thường và không khí kỹ sẽ bị hấp thu trong chớp mắt, nhưng dùng lực lượng thân thể thì khác. Muốn hấp thu lực lượng thân thể, trừ phi có thể hấp thu khí huyết. Thái âm vô thể có thể hấp thu khí huyết của người khác, nhưng với thái âm vô thể của Vu Thiếu Huyền thì không thể làm được. Tôi không tin. Vu Thiếu Huyền lắc đầu. Anh ta đường đường là thái âm vô thể lại bị lực lượng cấp thấp như vậy khắc chế. Hai tay anh ta tạo thành chữ thập. Hai vòng xoáy màu đen có cùng kích thước chuyển động, xuất hiện ở hai bên Mạc Phàm, giống như hai khối nam châm lớn, nhanh chóng đè về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không để ý đến hai vòng xoáy đó. Chân hắn khẽ động, mặt đất nứt ra trong chớp mắt, hắn bay ra ngoài như cung rời tên,
một cước từ trên trời giáng xuống đánh vào người Vu Thiếu Huyền. Vu Thiếu Huyền nhíu chặt mày, tức giận quát một tiếng, hai tay giơ ra trước chắn. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, thân thể di chuyển trong không trung, như gió thu cuốn hết lá vàng đánh về phía Vu Thiếu Huyền. Dầm, Vu Thiếu Huyền bay ra ngoài, đụng mạnh vào thạch bích phía sau, hình thành hình người trên thạch bích. Dầm, đất đá văng tung tóe, trong thạch bích lộ ra Vu Thiếu Huyền nghiến răng nghiến lợi. Tuy anh ta không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, quả thật lực lượng cơ thể biến thái của Mạc Phàm khắc chế thái âm vô thể của anh ta. Trong mắt anh ta hơi híp lại, nghiến chặt răng, bóng đen chớp lóe, vậy mà không tiếp tục ra tay với Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu có thể khắc chế thái âm vô thể của tôi thì sao chứ, chỉ dựa vào lực lượng hiện giờ của cậu đừng mơ tưởng giết được tôi, cậu không giết được đâu, tôi sẽ đến Đông Hải giết hết người nhà của cậu trước. Vu Thiếu Huyền nói xong, trong mắt anh ta lóe lên tàn nhẫn, vậy mà lao về phía xa. Vu Thiếu Huyền rút lui, vẻ mặt đám Tần Kiệt sửng sốt. Cứ rời đi như vậy sao? Hà Thi Thi cũng nhíu mày, sau đó thoải mái hơn. Từ trước đến giờ Vu Thiếu Huyền không phải là người lỗ mãng, hành động theo cảm tính. Anh ta giống như ác lang trên núi, không đánh lại thì đợi cơ hội phục thù, hay mang thù như rắn độc, phàm là người chọc tới người của anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở trong mắt anh ta không có quân tử tiểu nhân, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, anh ta là vương, những người khác đều là kẻ xâm lược. Lúc trước Vu Thiếu Huyền ở trong một tự miếu Thái Quốc, nhìn chúng một mỹ phụ cầu phúc cầu tử, anh ta bắt lấy mỹ phụ này, muốn chiếm đoạt mỹ phụ này ở trong Phật Điện. Ai biết trong tự miếu xuất hiện một tăng nhân, đánh bại Vu Thiếu Huyền có tu vi trúc cơ trung kỳ. Tăng nhân này không gây khó dễ Vu Thiếu Huyền, chỉ bảo Vu Thiếu Huyền xin lỗi mỹ phụ này. Vậy mà Vu Thiếu Huyền thật sự xin lỗi mỹ phụ, sau đó rời đi. Anh ta rời khỏi tự miếu không lâu, liền đến nhà mỹ phụ, không chỉ giết cả nhà mỹ phụ kia, còn quang minh chính đại lưu giống trong bụng mỹ phụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chuyện này còn chưa xong, anh ta làm xong mọi chuyện liền bế quan tu luyện, chuyện thứ nhất làm khi đến trúc cơ hậu kỳ, chính là mang mỹ phụ có thai giết tất cả tăng nhân trong ngôi chùa kia. Mạc Phàm, cậu xong rồi, cậu diệt phu thần giáo tôi, chính cậu đợi bị diệt tộc đi. Hà Thi Thi cười mỉa nói. Vu Thiếu Huyền rút lui, cô ta không có bất luận khả năng thoát khỏi tay Mạc Phàm, nhưng có cả nhà Mạc Phàm chôn cùng cũng không tệ. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn quang. Hắn chỉ trải qua một lần thứ cốt, lực lượng mạnh hơn Vu Thiếu Huyền, nhưng muốn giết anh ta quả thật hơi khó khăn một chút. Nếu để Vu Thiếu Huyền chạy, không ai ở Đông Hải là đối thủ của Vu Thiếu Huyền. Nhưng Y Tiên Bất Tử hắn không có chút bản lĩnh này sao? Trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng lạnh, giống như hàn băng ngàn năm, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống rất nhiều. Hôm nay không một người của Vu Thần Giáo có thể sống sót, anh cũng không đi được. Giọng nói như sấm vang lên. Mạc Phàm vừa nói xong, một cơn gió tự nhiên dâng lên. Hửm! Bước chân của Vu Thiếu Huyền bị kiềm hãm. Hai mắt nheo lại, cười khinh thường. Mạc Phàm, tôi thừa nhận sức mạnh của cậu kinh người, nhưng chỉ có thể đánh tôi mấy quyền mấy cước, chỉ cần cậu đánh tôi một quyền, tôi sẽ khiến người bên cạnh cậu chết thêm 100 người, cậu cảm thấy đáng sao? Vu Thiếu Huyền quay đầu, cười quỷ dị nói. Người khác đánh anh ta một quyền, anh ta phải trả lại gấp trăm lần, nếu không sẽ làm thất vọng thân phận vu chủ vu thần giáo của anh ta. Anh cảm thấy thái âm vu thể của anh vô địch sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí không giữ lại chút nào, hội tụ mà đi về các nơi trên người hắn. Vu Thiếu Huyền nhận thấy được linh khí dao động trên người Mạc Phàm, cười khinh thường. Mạc Phàm dùng lực lượng thân thể, còn có khả năng khiến anh ta đau xót, sử dụng võ pháp hoàn toàn là cung cấp năng lượng cho anh ta. Võ pháp có tác dụng sao, tôi muốn xem cậu dùng võ pháp đối phó tôi thế nào. Vu Thiếu Huyền xoay người lại. Nhìn Mạc Phàm với vẻ nghiền ngẫm. Sáu vòng xoáy màu đen xuất hiện xoay quanh anh ta, trái lại anh ta không đi nữa. Vu thể hiện giờ của anh ta tương đương với trẻ sơ sinh mới sinh, cần lượng lớn linh khí mới có thể cường tráng. Mạc Phàm kỳ lạ như vậy, chắc chắn linh khí không tầm thường, là đối tượng thích hợp nhất để anh ta hấp thu. Hấp thu linh khí của Mạc Phàm giết anh ta thế nào đây? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Linh khí đi khắp nơi trên cơ thể hắn,
sau đó dung nhập vào trong huyết dịch và khung xương. Thân thể của hắn vốn phiếm hào quang nhàn nhạt, giống như kim cương hình người, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Vậy anh nhìn kỹ đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vu Thiếu Huyền chỉ thấy miệng Mạc Phàm khẽ động, còn chưa kịp nghe thấy âm thanh gì, liền cảm nhận được kình phong như gió bão bên người đánh úp lại. Mạc Phàm đến bên cạnh anh ta, lúc này giọng nói mới truyền đến. Đây là... Trên gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý của Vu Thiếu Huyền lộ ra khủng hoảng. Tốc độ của Mạc Phàm vượt qua vận tốc âm thanh sao? Rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, sáu vòng xoáy khí màu đen nứt ra trong chớp mắt như giấy. Không hay rồi. Vu Thiếu Huyền thầm kêu lên, lùi về phía sau theo bản năng. Tốc độ của Mạc Phàm tăng nhanh, còn có thể phá thái âm chân khí của anh ta, tuy không biết là võ pháp gì, nhưng không thể bị thái âm chân khí hấp thu, chắc chắn không phải võ pháp bình thường. Chạy sao, ở lại đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, năm ngón tay nắm chặt, quả đấm như mặt trời tiến về phía Vu Thiếu Huyền. Rầm, một tiếng thật lớn như tuyết lở vang lên. Rõ ràng quả đấm còn chưa tới, nhưng năm thước quanh Vu Thiếu Huyền lõm xuống, hình thành hình dạng như quả đấm, đất đai ngọn núi run rẩy không thôi. Vu Thiếu Huyền ở dưới quyền kình này, giống như thân thể bị đè nặng xuống, rất nặng, bóng ma tử vong xuất hiện trong lòng anh ta. Mạc Phàm, dừng tay, cậu giết tôi, đối với cậu cũng không có lợi. Anh ta quát to một tiếng, ma văn như ngọn lửa màu đen trên người bắt đầu chuyển động. Hai cánh tay hoàn toàn biến thành màu đen, như ma thiết, khiến người ta có cảm giác không thể đánh bại được. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, gương mặt lạnh lùng, không chỉ không dừng tay, trái lại hào quang trên quả đấm tăng thêm. Quang mang cực sáng bao phủ ánh nắng, bao phủ hết Vu Thiếu Huyền. Vu Thiếu Huyền là một người thay đổi thất thường như thế, không giết chết mới không có lợi. Quả đấm đánh vào tay Vu Thiếu Huyền, hai tay như ma thiết giống hai que diêm, bị quả đấm của Mạc Phàm đập nạt rất dễ dàng. Thế quả đấm như trẻ tre, đánh vào ngực Vu Thiếu Huyền. Rầm, đất đai chấn động, núi run rẩy dữ dội, vết rạn như mạng nhện nứt ra quanh Mạc Phàm, hình thành khe hở có chiều rộng từ 3 đến 5 mét. Trong khe hở, trong một cái hố to dài 5-6 thước, một tay Mạc Phàm trực tiếp xuyên qua ngực Vu Thiếu Huyền, máu tươi bắn tung tóe. Vu Thiếu Huyền liên tục nôn ra máu, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Anh ta mới đúc thành thái âm vô thể, đợi một thời gian nữa, anh ta hoàn toàn có thể biến địa cầu này thành địa cầu của anh ta muốn lưu lại hạt giống trong bụng người phụ nữ kia thì lưu, ai biết anh ta đi ra chưa tới một tiếng, liền bị người trẻ hơn anh ta giết chết. Mạc Phàm, đừng giết tôi, chúng ta không cừu không oán, không cần phải làm kẻ địch, tôi có thể làm nô lệ cho cậu. Vu Thiếu Huyền cầu xin, không còn bộ dạng của vô chủ như trước. Tuy thân thể anh ta bị xuyên thủng, nhưng dù sao thái âm vô thể là thái âm vô thể, anh ta hoàn toàn có thể tự lành. Nếu có thể sống sót, lần sau sẽ giết chết Mạc Phàm và cả nhà cậu ta. Anh nói xong rồi sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Mắt Vu Thiếu Huyền mở to, lộ vẻ bối rối. Tha cho tôi đi, cậu bảo tôi làm gì cũng được, thật đó. Không phải chúng ta không cừu không oán, 5 ngày trước tôi giết cậu anh, bây giờ tôi muốn giết anh. Chuyện này không tính là cừu, cậu tôi đáng chết. Vu Thiếu Huyền khẽ đảo mắt, vội vàng nói. Cậu anh ta chết thì chết, nhưng anh ta không thể chết được. Còn nữa, cho dù tôi không giết anh cũng sẽ chết trong tay người khác, cho nên anh vẫn nên chết trong tay tôi đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tay hắn cử động, hào quang tỏa ra, bạch quang bao phủ Vu Thiếu Huyền. Bùm, thân thể Vu Thiếu Huyền lập tức tứ phân ngũ liệt. Vu Thiếu Huyền chết. Cách đó không xa, Hà Thi Thi nhìn Vu Thiếu Huyền bị đánh thành mảnh, thân thể run lên, giống như bị sét đánh. Cho dù là tiên thiên tông sư, thương tổn đến mức độ này, cũng chỉ có đường chết. Vu thần giáo bọn họ hao phí tâm huyết, không tiếc đối địch với quân đội Hoa Hạ, cũng phải tiến hành huyết tế, kết quả Vu thần giáo bọn họ bị diệt, Vu Thiếu Huyền bị Mạc Phàm giết chết như vậy. Mạc Phàm chỉ mới 17, 18 tuổi, đợi một thời gian nữa, Mạc Phàm đáng sợ biết bao nhiêu. Cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng cô ta, phịch một tiếng, hai chân cô ta mềm nhũn ngã trên đất. Một lát sau, Mạc Phàm đi từ trong hố sâu ra. Trên người hắn đầy máu tươi, ánh mắt rét lạnh, cả người như chiến thần tắm máu, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Thi Thi một cái. Cô còn gì để nói?
Mạc Phàm, cậu giết nhiều người của Vu Thần giáo tôi như vậy, cậu sẽ không có kết cục tốt đâu, cậu đợi đó, sẽ có vô số người đối phó cậu. Hà Thi Thi nghiến răng nói. Thánh địa của Vu Thần giáo bọn họ ở đây, nhưng đệ tử của Vu Thần giáo bọn họ ở trên địa cầu đâu chỉ mấy vạn, nhất định sẽ có người đến tìm Mạc Phàm báo thù. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên tươi cười, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, làm như không nghe thấy câu đó. Dám đến thì cứ việc đến, thần tôi giết thần, Phật tôi diệt Phật, trước khi bọn họ tìm tới, cô có thể chết rồi. Ánh mắt hắn phát lạnh, ý niệm khẽ động, tia lửa xung quanh Hà Thi Thi rơi lên người cô ta, trong chớp Hà Thi Thi bị ngọn lửa bao phủ. Hà Thi Thi vừa chết, Vu Thần giáo không còn dư nghiệt. Trong chớp mắt bạch quang trên người hắn tối đi, như bóng đèn không còn điện, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, khí tức trên người cũng xuống dốc không phanh, còn không bằng tiểu hồ ly và Tần Kiệt. Sư phụ, người làm sao vậy? Tần Kiệt nhận thấy được khác thường của Mạc Phàm, vội vàng chạy tới hỏi. Tiểu hồ ly cũng nhảy lên vai Mạc Phàm, trong mắt là lo lắng. Nó chưa từng thấy Mạc Phàm yếu ớt như vậy, còn yếu hơn ở Âm Sơn lần trước. Không sao, các người thu dọn đi, quân đội sẽ tới nhanh thôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn về phía Tây Nam, nói tiếp. Mấy ngày nay tôi sẽ bế quan ở đây, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi. Tần Kiệt nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, vẫn gật đầu. Sư phụ yên tâm, nhất định không ai dám quấy nhiễu người bế quan. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, xoay người muốn đi về phía sơn động của Vu Thần giáo. Còn chưa đi được vài bước, bỗng nhiên hắn nhíu mày, bất chợt nhìn về phía thi thể Vu Thiếu Huyền. Trên thi thể Vu Thiếu Huyền, ma văn màu đen như còn sống, như ngọn lửa lắc lư trên người Vu Thiếu Huyền, chỉ trong phút chốc thi thể bị đốt sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Một đám lửa màu đen bay ra, ngưng tụ trong không trung, hóa thành một tảng đá như thủy tinh đen, to bằng nắm tay. Tràn đầy góc cạnh như kim cương, rơi về phía mặt đất. Không đợi tảng đá rơi xuống mặt đất, một tay Mạc Phàm vươn ra, tảng đá màu đen bay vào trong tay hắn. Hắn nhíu mày, mắt nheo lại đánh giá tảng đá này, lam quang hiện lên. Thần giám, mấy chữ xuất hiện trong mắt hắn. Thái âm thần thạch, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra vui mừng sợ hãi. Thái âm thần thạch là địa bảo đứng thứ ba, chỉ dưới Hỗn Độn chi ngọc và Thái Dương thần thạch. Ở tu chân giới cũng rất ít thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kiếp trước hắn ở tu chân giới 500 năm, chưa từng thấy thái âm thần thạch này. Không ngờ chiếm được một viên trên địa cầu. Chỉ cần một viên này khiến Vu Thiếu Huyền không cần trải qua tu luyện gian khổ, đạt được thái âm vô thể, đủ để biết giá trị của nó. Có tảng đá này, hắn hoàn toàn có thể nâng cao thân thể thêm bước nữa, một chuyến này đúng là không tới vô ích. Hắn chỉ giải quyết họa lớn Vu Thần giáo, giải trừ nguyên rủa, còn được tảng đá này. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, thái âm thần thạch biến mất vào trong nhẫn. Hắn lấy mấy viên khí huyết đan nuốt vào, đi về phía sơn động. Thái âm thần thạch mới tiến vào trong nhẫn Mạc Phàm, ở nơi cách nơi này không xa. Hai người mặc trang phục màu đen, khuôn mặt đều giấu dưới mũ đi về phía chỗ Mạc Phàm. Hả? Trong đó có một người hơi thấp. Dáng người cũng hơi gầy yếu nhíu mày. Sư phụ, hình như con không cảm nhận được khí tức của thái âm thần thạch nữa rồi. Không chỉ con không cảm nhận được, sư phụ cũng không cảm nhận được. Một người khác ngẩng đầu, hai mắt như trời xanh nhìn về phía vị trí của Mạc Phàm, nói. Có chuyện gì thế này, người kia cảm nhận được chúng ta, trốn rồi sao? Trốn, cậu ta trốn được sao, thực sự nghĩ rằng dễ lấy đồ nhà ta như vậy à? Chúng ta chỉ mượn cậu ta huyết tế, đợi thứ này tăng uy lực liền cầm lại mà thôi, sư phụ không cho Vu Thần giáo cậu ta lấy đi, cậu ta lấy được sao? Người cao lớn hơn một chút hừ lạnh một tiếng nói, trong giọng nói đều là kiêu ngạo. Vậy sao bỗng nhiên con người không còn hơi thở? Người thấp hơn tò mò hỏi. Người đàn ông cao lớn hơn im lặng một lát, mắt hơi nheo lại. Chắc người kia đã chết, thái âm thần thạch rơi vào tay người khác. Dù sao anh ta cũng có thực lực cảnh giới tiên thiên, cộng thêm thái âm thần thạch, hẳn là có ít người đối địch được với anh ta. Hừ, con thực nghĩ rằng có thái âm thần thạch cộng thêm máu 10 vạn người huyết tế, là có thể thiên hạ vô địch, nói cho con biết muốn kinh cửu bất suy ở Hoa Hạ, phải nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân trước, cho dù tế máu 10 vạn người thành công, Hoa Hạ có ít nhất 10 người giết được anh ta dễ dàng, trên thế giới thì hơn 100 người.
Người đàn ông cao lớn hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói. 10 người, sư phụ, chuyện này không có khả năng đâu. Người thấp hơn khó có thể tin nói. Hoa Hạ có không ít tiên thiên tông sư, nhưng đa số đều là tiên thiên sơ kỳ, không có mấy người lợi hại chân chính. Không có khả năng, ha ha, Lâm Thiên Nam thiếu tướng quân đội Hoa Hạ, Minh Vương Dạ Vô Nhai, Thích Diệp Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tự, Trần Vô Cực Trần gia Thái Cực Thế gia, Long Hổ chân nhân của Thiên Sư Đạo. Người đàn ông cao lớn nói ra mười mấy cái tên. Chỉ cần những người này đồng ý ra tay, 10 người phía trước nhất định có thể giết chết Phù Thiếu Huyền, mấy người sau không giết chết được, cũng có thể khiến cậu ta bị thương nặng bắt lấy cậu ta. Nghe thấy mấy cái tên này, người thấp hơn hít vào một hơi khí lạnh. Vậy mà Hoa Hạ có nhiều cao thủ như vậy, sư phụ, giết chết Phù Thiếu Huyền lấy Thái Âm Thần Thạch có phải một trong những người này không? Có phải hay không, chúng ta đều phải lấy lại Thái Âm Thần Thạch, đồ của nhà chúng ta. Người nào dám động vào người đó phải chết, đi thôi. Người đàn ông cao lớn vô cùng khí phách nói. Kinh phong dao động xung quanh ông ta, lá cây cát đá bốn phía lùi hết về sau, giống như rất sợ người đàn ông này. Ông ta vừa mới nói xong, vù vù vù, mấy chục máy bay chiến đấu xẹt qua không trung, mấy chục phi cơ trực thăng quân dụng bay qua. Trong đó có mấy phi cơ trực thăng dừng trên ngọn núi, từng sợi dây thường được ném xuống phía dưới. Binh lính súng thật đạn thật theo dây thừng từ trên trời giáng xuống. Sư phụ, là người của quân đội, chúng ta làm sao bây giờ? Người thấp hơn lo lắng nói. Mắt người đàn ông cao lớn nheo lại, lạnh lùng nhìn lướt qua vị trí của Mạc Phàm, chỉ trong phút chốc, ông ta mới thu lại ánh sáng lạnh trong mắt. Chúng ta rời đi trước, phái người điều tra xem là ai giết Phù Thiếu Huyền, đồ nhà chúng ta cứ để ở chỗ người kia một thời gian, sau này lấy lại cũng không muộn. Người đàn ông cao lớn nắm chặt tay lại, nói rất chắc chắn. Trong sơn động Vu Thần Giáo, Mạc Phàm phóng cảm ứng ra, xác nhận trong sơn động không còn những người khác, hắn tạo pháp ấn, đánh vào tảng đá màu đỏ ở ngay cửa vào. Tiếng tảng đá ma sát vang lên, cửa vào như dã thú khép miệng lại. Tách tách, cây đuốc trong sơn động tự động sáng lên, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Mạc Phàm nhìn lướt qua sơn động, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống. Hắn lấy một ít khí huyết đan, bồi nguyên đan vào huyết linh chi, nuốt hết những thứ này vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Mấy thứ này vừa vào miệng liền biến thành linh khí và huyết khí, được cửu chuyển hỗn nguyên công khiên dẫn lan tràn ra toàn thân. Thân thể hắn như sa mạc hạn hán đã lâu, hấp thu những linh khí này trong giây lát. 3 tiếng sau, Mạc Phàm phục dùng liên tục hơn 100 viên đan dược, lúc này sắc mặt mới khá hơn chút. Nhưng trên khuôn mặt góc cạnh của hắn vẫn trắng như trước. Bả vai, cánh tay và nhiều vị trí còn có vết rách. Ái ra, hắn không quan tâm lắm, thở dài một hơi. Một quyền cuối cùng của hắn chính là một loại bí thuật, tên là tinh phệ. Hóa thân thể cắn nuốt tất cả những ngôi sao, nuốt sạch năng lượng trong cơ thể, do đó khiến thân thể phát huy lực lượng khó mà tin. Loại bí thuật này không chỉ nuốt linh khí, còn có thể nuốt khí huyết, hơn nữa tiêu hao rất lớn, không cẩn thận sẽ bị cắn nuốt thành thây khô. Khi hắn đánh chết Phù Thiếu Huyền, tinh phệ không những nuốt tất cả linh khí của hắn, còn hơn nửa khí huyết. Không thể không nói tiêu hao tất cả linh khí và hơn phân nửa khí huyết đổi lấy lực lượng không phải mạnh bình thường, vậy mà tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Thái âm vô thể của Phù Thiếu Huyền không chịu nổi một kích của hắn, bị giết chết. Nhưng trên khuôn mặt Mạc Phàm không có một chút vui mừng, trái lại còn thở dài. Vẫn do thực lực quá yếu. Nếu hắn đến tiên thiên sơ kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ, còn cần sử dụng loại bí thuật nguy hiểm như tinh phệ này sao? Chỉ dựa vào thực lực có thể giết Phù Thiếu Huyền, với trình độ thái âm vô thể của Phù Thiếu Huyền muốn hấp thu linh khí của hắn căn bản là vọng tưởng. Nếu hắn trải qua 3 lần thứ cốt, giết Phù Thiếu Huyền dễ như giết một con chó, cánh tay có thể xé nát Phù Thiếu Huyền. Trong mắt hắn lóe lên vài cái, nhẫn trên tay sáng lên, yêu đan của quỷ xà vương xuất hiện trong tay hắn. Nguyên rủa đã loại trừ, đạo cơ của hắn đã ổn định, cũng đến lúc tăng tu vi thêm một tầng nữa. Thực lực của hắn hiện giờ, đối phó với Phù Thiếu Huyền tiên thiên sơ kỳ miễn cưỡng như vậy. Nếu gặp cao thủ tiên thiên trung kỳ, thậm chí là tiên thiên hậu kỳ, tuy hắn không sợ nhưng phiền phức rất lớn, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trọng sinh một đời này, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận biến cố nào xảy ra, tuyệt đối không. Một lát sau. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên kiên nghị,
không do dự nuốt yêu đan xuống. Lần thứ ba của thứ cốt sử dụng cốt hoàng, phải tốn thời gian mấy tháng, thời gian lâu lắm. Dùng yêu đan trúc cơ hậu kỳ này trước, tăng tu vi lên tới trúc cơ hậu kỳ. Hai mắt hắn nhắm chặt, toàn thân hiện lên kinh văn màu vàng, kinh văn nhất minh nhất ám, thân thể hắn như nuốt trôi biển lớn, hấp thu linh khí tràn đầy bên trong yêu đan. Trong linh đài, theo thời gian trôi qua từng ngày, đạo cơ giống như xây nhà, từng tầng tăng cao, khí tức trên người Mạc Phàm cũng càng ngày càng khác. Năm ngày sau, ngoài cửa Vân Trung tự thành phố Đông Hải. Một lão giả gầy khô mặc trang phục luyện võ màu đỏ đứng khoanh tay, hai mắt nheo lại nhìn vào trong Vân Trung tự, lông mày hoa dâm của ông ta nhướn lên, lộ ra chút bất ngờ. Mỗi căn biệt thự Đông Hải kế núi gần sông, vậy mà được xây theo trận pháp, bên trong giống như còn có khoảng trời riêng. Kém xa nơi ông ta tu luyện, nhưng có thể nhìn thấy ở một nơi nhỏ bé chật hẹp như hoa hạ, cũng coi như là hiếm có. Giang Minh, là nơi này sao? Bên cạnh lão giả này, một người đàn ông mặc tây trang nho nhã nâng kính lên, cung kính gật đầu. Đúng vậy, nhị sư thúc, dựa theo thông tin thanh bang chúng ta đạt được, Mạc Phàm ở biệt thự số 9. Biệt thự số 9. Lão giả nhìn lướt qua phía đông, trong mắt chớp lóe sắc bén. Chúng ta đi lên đi. Hai người lập tức đi về phía cửa biệt thự đóng chặt. Hai vị tới đây làm gì, nếu không phải người trong biệt thự, mời lập tức rời đi, tìm người mà nói, mời gọi điện thoại cho chủ nhà để người gác cổng chúng tôi biết. Một bảo vệ trẻ tuổi nhìn thấy hai người đi về phía khu biệt thự, vội vàng đi tới hỏi. Người ra vào biệt thự, anh ta đều nhận được, rõ ràng hai người này tới đây lần đầu. Nơi này là biệt thự tư nhân, không chỉ tướng quân khai quốc ở trong, Mạc Phàm đại sư Đông Hải cũng ở đó, người ngoài không được dễ dàng tiến vào. Mặt lão giả không chút thay đổi, không để bảo vệ canh cửa vào trong mắt. Vạn Giang Minh khẽ nhếch miệng, nở nụ cười anh tuấn. Anh ta giơ tay nắm lấy bên cạnh, nắm được sư tử bằng đá dương nanh múa vuốt cạnh cửa. Sư tử bằng đá này dùng để trấn trạch biệt thự, cao hơn 2 thước, nặng mấy ngàn cân. Khởi! Vạn Giang Minh khẽ quát một tiếng, bắp thịt trên tay lộ ra, cánh tay như kim khí. Sư tử bằng đá nặng mấy ngàn cân, mấy chục người cũng không cầm nổi, vậy mà bị anh ta cầm rất dễ dàng, giống như cầm một món đồ chơi. Đi! Anh ta ném mạnh một cái. Một tiếng ầm, thật lớn vang lên, sư tử bằng đá đánh trúng cửa lớn biệt thự. Sư tử bằng đá bị vỡ nát ra thành mảnh, cửa khu biệt thự bị đánh mở ra, hợp kim tạo ra cửa lớn méo lại. Hiện giờ chúng tôi còn cần gọi điện thoại cho người ta thông báo sao? Hai mắt tiểu ca canh cửa mở to, mắt khẽ đảo, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn Vạn Giang Minh như nhìn thấy quỷ. Cầm lấy sư tử đá bằng một tay, sức mạnh lớn cỡ nào? Anh ta xoay người muốn chạy về phía sau, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không chỉ không trốn được, trái lại còn ngã xuống đất. Không chỉ có tiểu ca này, mấy tên bảo vệ đang ở trong phòng bảo vệ ăn mì nhìn thấy một màn kinh người này, sắc mặt cả đám tái mét, đã quên nuốt mì trong miệng xuống, mì treo ở trên môi, nước mì rơi từng giọt xuống dưới. Vẻ mặt Vạn Giang Minh không có chút thay đổi, giống như giẫm chết một con kiến, cung kính làm tư thế mời với lão giả kia. Nhị sư thúc, mời vào bên trong. Hai người đi qua cửa lớn bị phá mở, đi về phía biệt thự số 9, để lại khiếp sợ như ve mùa đông và người qua đường. Đây là chuyện gì thế? Cửa biệt thự số 9, Chu Huyệt mặc áo sơ mi hình ô vuông, bên trong là áo ngực màu trắng, bao quanh bộ ngực cao ngất của cô, phía dưới là quần bò bó sát màu lam, làm lộ dáng người ưu tú xuất chúng. Cô ngồi khoanh chân trên một tảng đá, một thanh kiếm để trên đùi. Cả người như một thanh kiếm dựng thẳng, phong mang tất lộ. Chị Chu, ăn cơm thôi. Tiểu Vũ mang theo hộp đựng cơm, chạy từ trong biệt thự ra. Mấy ngày nay Mạc Phàm không có ở nhà, Chu Hiệt luôn canh giữ ở ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần biệt thự, đều là Tiểu Vũ đưa cơm cho cô. Chu Hiệt nhìn thấy Tiểu Vũ, lúc này trên mặt mới xuất hiện nhu hòa, cười khẽ, cô đứng dậy đi về phía Tiểu Vũ. Đúng lúc này, lão giả kia và Vạn Giang Minh đi tới. Khóe miệng Chu Hiệt vừa nhếch lên tươi cười, bỗng nhiên cứng ngắc lại, ánh mắt phát lạnh theo, nhìn về phía hai người đi tới, trường kiếm trong tay kêu ong ong, giống như gặp phải kẻ địch mạnh. Chu Hiệt ra tay. Cô tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức mạnh hơn trúc cơ sơ kỳ bình thường rất nhiều. Hai người không có ý định che đậy khí tức, cô có thể cảm nhận được rất rõ,
cho dù là người thanh niên anh tuấn đẹp trai bên cạnh, khí tức cũng không kém Vân Thiên Không cao thủ tiên thiên của Lạc gia. Lão giả bên cạnh, lại càng có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Hai cao thủ xa lạ tự dưng đến thăm, trong chớp mắt mồ hôi lạnh chảy từ trán cô xuống, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi. Tiểu Vũ, lúc này chị không đói bụng, em đi về trước đi, đừng để bất luận ai tiến ra, đúng rồi, nói cho ông nội Tần và ông nội Lạc, có khách đến thăm hỏi. Vẻ mặt Chu Hiệt không đổi nói. Tiểu Vũ chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua hai người, tươi cười trên mặt cũng mất theo. Chị Chu, chị cẩn thận một chút, em lập tức đi gọi ông nội Tần. Tiểu Vũ nắm tay Chu Hiệt, trong mắt tràn đầy lo lắng, đi vào trong biệt thự. Cô vừa đi vừa nhìn Chu Hiệt, giống như sợ quay người lại không còn nhìn thấy Chu Hiệt nữa. Chu Hiệt xoay người lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người vừa tới. Hai người là ai, đến Mạc gia chúng tôi làm gì? Lão giả và Vạn Giang Minh nhìn chằm chằm Chu Hiệt, mắt nheo lại. 19 tuổi, trúc cơ sơ kỳ, kiếm tu cũng không tệ, cô có quan hệ gì với Mạc Phàm? Lão giả hài lòng nói. Giọng điệu bình tĩnh nhưng khiến người ta có cảm giác uy nghiêm không thể trái nghịch. Mạc Phàm là sư phụ tôi. Chu Hiệt nắm chặt trường kiếm trong tay, vẻ mặt cảnh giác nói. Đồ đệ của Mạc Phàm sao? Lão giả và Vạn Giang Minh khẽ nâng mí mắt lên, chỉ là khẽ nâng mà thôi. Sư phụ nhận vào cửa, tu hành ở người. Cho dù sư phụ giỏi đến mấy, nếu gặp đồ đệ vô dụng không thể dạy dỗ, cũng vô kế khả thi. Trừ chuyện đó ra, linh khí trên địa cầu khô kiệt, rất khan hiếm linh thảo, công pháp thất truyền, cho dù là đại thế gia muốn bồi dưỡng ra một chút cơ kỳ cũng càng ngày càng không dễ như vậy. Mạc Phàm chỉ mới 17, 18 tuổi, ngay cả đồ đệ cũng không nhiều tuổi lắm, vậy mà đồ đệ cũng tới chút cơ sơ kỳ, hơn nữa không phải chút cơ sơ kỳ bình thường. Dáng người Chu Hiệt hơi gầy yếu chút, nhưng khí tức trầm ổn, thần thức ngưng thực, toàn thân có sắc bén chi khí như có như không. Chắc chắn trúc cơ sơ kỳ bình thường không phải đối thủ của cô. Mạc Phàm có thể nuôi dưỡng được đồ đệ như vậy, quả nhiên không hổ là thiếu niên tông sư. Thanh Bang, đến để báo thù. Lão giả lạnh nhạt nói. Rõ ràng là đến báo thù, giọng điệu của ông ta đơn giản như tới lấy đồ trong túi. Thanh Bang. Đồng tử Chu Hiệt co rút lại. Mạc Phàm dùng ba chiêu giết chết cao thủ nước ngoài kia là người của Thanh Bang. Chuyện này sau đó cô mới biết, còn cố ý điều tra bối cảnh của Thanh Bang, hiện giờ Thanh Bang phái cao thủ tới báo thù sao? Một tay cô đặt lên trên kiếm, lông mày nhíu chặt lại, lạnh lùng nói. Muốn báo thù, qua cửa của tôi trước rồi nói sau. Két, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, chỉ về phía hai người Vạn Giang Minh. Lão giả lắc đầu, cười khinh thường. Ở trong mắt ông ta, Chu Hiệt giống như cây nhỏ trước cơn gió xoáy. Tuyên bố muốn đỡ gió xoáy này. Ông ta còn có thể hủy rừng rậm nguyên thủy, một cây nhỏ mà không chém được sao? Giang Minh, Mạc Phàm giết sư đệ con giết đồ đệ của Mạc Phàm trước đi. Dạ, nhị sư thúc. Vạn Giang Minh chắp tay với lão giả, khi rời mắt nhìn Chu Hiệt, ánh mắt trở nên phát lạnh, như lợi kiếm hàn băng. Anh ta chậm rãi đi về phía Chu Hiệt, chỉ là một bước, rõ ràng như xa 10 thước. Khi bước chân hạ xuống đã đến bên cạnh Chu Hiệt. Một tay anh ta vươn ra, khẽ đẩy, đơn giản giống như đẩy cửa. Nhưng chỉ một chưởng như thế mới ra, một thủ ấn chừng cỡ một người xuất hiện, đánh mạnh về phía Chu Hiệt. Thủ ấn còn chưa tới người Chu Hiệt, kình phong vù vù như có thể thổi bay người ta xuất hiện, nếu đánh trúng người, chỉ sợ cho dù là một chiếc xe con cũng bị đánh vỡ. Đôi mắt Chu Hiệt mở to, trong mắt lộ ra chút bối rối. Tụ khí thành binh, tiên thiên tông sư. Trường kiếm trong tay cô run lên, một đóa hoa sen màu xanh huyễn hóa mà ra, vẫn thổi về phía Vạn Giang Minh. Kiếm thuật không tệ, đáng tiếc cô quá yếu. Khóe miệng Vạn Giang Minh cong lên nụ cười tà mị, tay hơi trầm xuống. Anh ta đã đến cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, đều từng giết chết cao thủ tiên thiên nước ngoài dám đối địch với Thanh Bang, chỉ là một chút cơ sơ kỳ có thể làm gì anh ta. Phốc. Hoa sen màu xanh chỉ kiên trì được một lát, giống như ngọn nến tắt trong gió to, đại thủ ấn đánh về phía Chu Hiệt, trong chớp mắt đã đến trước người cô. Sắc mặt Chu Hiệt thay đổi, môi son khẽ mở. Nhiếp hồn. Đôi mắt cô lập tức biến thành màu máu, như hai mặt trăng treo cao. Tươi cười của Vạn Giang Minh cứng đờ, đại thủ ấn bị kiềm hãm, ngây ra như phỗng, giống như bị trúng ma pháp.
Trường kiếm của Chu Hiệt chớp lóe thanh mang, trường kiếm như tia sáng đâm về phía mi tâm Vạn Giang Minh, tốc độ vô cùng nhanh. Pháp thuật, ngưng kiếm như tơ. Trong mắt lão giả không bận tâm xuất hiện gợn sóng, nhưng không có ý định ra tay. Không đợi tia kiếm màu xanh đâm đến, mắt Vạn Giang Minh nheo lại, vẻ mặt khôi phục như thường, trong hai mắt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Một tiểu nha đầu, thiếu chút nữa giết chết anh ta. Muốn chết, tay còn lại nhanh như tia chớp bắt được tia kiếm màu xanh, khẽ bóp chặt. Keng keng keng, trường kiếm bị cắt ra thành vài đoạn, đại thủ ấn đánh về phía Chu Hiệt. Dầm một tiếng thật lớn, thân thể Chu Hiệt lập tức bay ra ngoài như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Máu tươi từ miệng và hổ khẩu tay Chu Hiệt bắn ra, tạo thành một vùng huyết vụ trong không trung. Dầm, Chu Hiệt bị đánh vào trên ngọn núi giả ngoài biệt thự, tảng đá vỡ nát. Khụ khụ, lại một bãi huyết dịch phun từ trong miệng Chu Hiệt ra. Vạn Giang Minh thấy Chu Hiệt trúng một đại thủ ấn của mình mà vẫn chưa chết, nhíu mày lại. Cho dù anh ta chỉ dùng một phần lực lượng, cũng đủ giết chết trúc cơ trung kỳ, vậy mà cô gái này không chết. Anh ta đi nhanh về phía Chu Hiệt, muốn đánh thêm một chưởng. Lúc này một giọng nói non nớt truyền từ bên cạnh đến. Người xấu, dừng tay, không được phép làm hại chị Chu Hiệt, nếu anh tìm anh trai tôi báo thù, thì tìm Mạc Vũ tôi đây này. Bóng người chớp lóe, Tiểu Vũ đi từ trong biệt thự ra, chạy đến bên cạnh Chu Hiệt. Vội vàng lấy một viên tinh khí đan ra đưa cho cô. Chị Chu, chị ăn viên đan dược này trước đi. Chu Hiệt thấy là Tiểu Vũ, sắc mặt vốn trắng bệch lại khó coi vài phần, quát lớn nói. Tiểu Vũ, không phải chị bảo em đi gọi ông nội Tần và ông nội Lạc, không cho em ra ngoài sao? Tụ linh trận pháp được Mạc Phàm bổ sung nên mạnh hơn, cho dù là Tiên Thiên Tông sư cũng không hẳn xông vào được, chỉ cần Tiểu Vũ đi vào, không ai có thể làm gì Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không đi thông báo người khác thì thôi, còn tự mình chạy ra. Em! Tiểu Vũ khóc lóc nước mặt đầy mặt, vẻ mặt ấm ức và xoắn xuýt. Cô vốn định đi gọi người, nhưng còn chưa đi xa, liền nghe thấy tiếng động thật lớn bên ngoài. Bình thường Chu Hiệt rất tốt với cô, giống như chị gái, cô thấy Chu Hiệt gặp nguy hiểm, liền gọi to vào trong biệt thự, không quản có người nghe thấy hay không, liền chạy ra ngoài. Chu Hiệt nhíu mày, cô nhiều tuổi hơn Tiểu Vũ không ít. Sao không biết tâm tư của Tiểu Vũ? Tiểu Vũ, nghe lời, mau quay về đi, ở đây có chị là được. Nếu Tiểu Vũ không đi, vậy sẽ không đi được nữa. Hai người ai cũng không được đi, nhất là tiểu nha đầu này. Vạn Giang Minh đã đến bên cạnh hai người, một tay giơ lên, đại thủ ấn lại xuất hiện, mạnh hơn vừa rồi vài phần. Mắt Chu Hiệt và Tiểu Vũ mở to, khuôn mặt trắng bệch. Lúc này, một giọng nói có lực truyền từ bên cạnh đến. Hai vị, bắt nạt hai đứa bé rất thú vị sao? Giọng nói trầm thấp như sấm rền hạ xuống, gió to nổi lên, bầu trời tối sầm lại, giống như mặt trời bị bóng dáng to lớn chắn mất. Một bóng dáng cao lớn uy vũ xuất hiện trước người Chu Hiệt và Tiểu Vũ, một tay vỗ vào đại thủ ấn. Rầm, đại thủ ấn bị vỡ thành mảnh nhỏ như thủy tinh. Sắc mặt Vạn Giang Minh khẽ đổi, thân hình chớp lóe lùi về bên cạnh lão giả kia, nhìn về phía xa. Một lão giả tóc hoa râm, cao khoảng hơn hai thước, lưng hùm vai gấu xuất hiện. Lão giả mặc kiểu áo tôn trung sơn, đứng ở nơi đó giống như Thái Sơn, làm cho người ta có cảm giác như ngọn núi cao. Các hạ là ai? Vạn Giang Minh híp mắt, lạnh giọng hỏi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Vạn Giang Minh, xoay người nhìn về phía Chu Hiệt và Tiểu Vũ, ân cần hỏi han. Không sao chứ? Ông nội Mông. Chị Chu bị người kia làm bị thương rồi. Tiểu Vũ nhìn thấy lão giả này, ấm ức lập tức tràn ra, hai mắt nén lệ nói. Yên tâm đi, ông nội Mông báo thù cho các cháu. Lão giả họ Mông sờ mặt Tiểu Vũ, ánh mắt phát lạnh, rời mắt nhìn hai người kia. Lão giả bên cạnh Vạn Giang Minh khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn lão giả họ Mông một cái. Thân như kim cương, hoành luyện tông sư. Không đợi lão giả họ Mông ra tay, Tần Quỳnh. Lạc Phi, Vân Thiên Không, cha mẹ Mạc Phàm, A Hào, mẹ con Tiểu Ngọc vội vàng đi ra. Vài người nhìn Chu Hiệt bị trọng thương, không khỏi nhíu mày. Tố Tố, em đưa Tiểu Hiệt về nhà trước đi. Cha Mạc Phàm sắp xếp. Lão mẹ Mạc Phàm và mẹ Tiểu Ngọc đỡ Chu Hiệt, đi vào trong biệt thự. Hai người là ai, vì sao lại ra tay với hai đứa bé? Lạc Phi nhìn chằm chằm hai người kia, tức giận hỏi. Thanh Bang.
Vạn Giang Minh thản nhiên nói. Hai chữ đơn giản, đủ để khiến sắc mặt mọi người ở đây thay đổi, không cần phải hỏi gì nữa. Chuyện Mạc Phàm giết Tôn Vũ Thanh Bang, nơi này không ai không biết. Mạc Phàm đến Vu Thần Giáo còn chưa về, lúc này Thanh Bang tìm tới, sắc mặt không ít người hiện lên lo lắng. Tôn Vũ bị Mạc Phàm giết chết lần trước, rõ ràng chỉ là nội kình hậu kỳ, ngay cả Vân Thiên Không Tiên Thiên Tông Sư đều không phải là đối thủ của ông ta. Hai người trước mắt, Vạn Giang Minh vừa ra tay đã bày ra thực lực Tiên Thiên Tông Sư, không biết lão gia chưa ra tay có tu vi gì. Hai người như vậy đến tìm Mạc Phàm báo thù, chỉ sợ nguy hiểm rồi. Tên tiểu tử Mạc Phàm kia không có nhà, tôi tới lĩnh giáo bản lĩnh của hai người. Lão giả họ Mông bước lên trước một bước, mặt đất đều chấn động, đi về phía hai người. Nhị sư thúc. Vạn Giang Minh nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh trưng cầu ý kiến. Một khi tu thân thể thành hoành luyện tông sư, không chỉ không sợ đao súng, tiên thiên bình thường đều không phải là đối thủ. Từ một trưởng vừa rồi nhìn ra được, anh ta tự biết mình không phải là đối thủ của lão giả họ Mông, chỉ có thể mời nhị sư thúc ra tay. Lão giả nheo mắt lại, liếc mắt nhìn lão giả họ Mông với vẻ khinh thường. Ông là Mông Hãn người được xưng chiến thần Kim Cương ở quân đội Hoa Hạ, huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng Huyền Vũ Nham đúng không? Mông Hãn nhíu mày, đồng tử hơi co rụt lại. Sắc mặt Tần Quỳnh và Lạc Phi cũng thay đổi theo, Mông Hãn là đại tướng rất mạnh thuộc hạ của Lạc Phi. Khi Lạc Phi thu lưu Mông Hãn đã là hoành luyện đại sư, dựa vào thân thể mình đồng ra sát diệt liên tục một đại đội Nhật Bản. Mông Hãn hiện giờ đã là một trong những hoành luyện tông sư không nhiều ở Hoa Hạ. Lần này Mạc Phàm đến Vu Thần Giáo vô cùng nguy hiểm, vì để phòng bất trắc, ông ta mới gọi Mông Hãn tới đây, chuyện này chỉ có một số người biết được. Nhưng ai ngờ tới, cao thủ Thanh Bang này lại nhận ra thân phận của Mông Hãn. Chính là tại hạ. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Mông Hãn trầm giọng hỏi. Dựa vào thực lực của ông, chưa đủ tư cách biết tên của tôi. Lão giả lạnh nhạt nói. Những lời này vừa vang lên, cho dù là đám Tần Quỳnh và Lạc Phi cũng chảy mồ hôi lạnh. Bọn họ biết rõ thực lực của Mông Hãn nhất, Lạc gia có thể đứng vững chân ở Bắc Xuyên, ngoại trừ phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội của Lạc Phi, còn có Mông Hãn hoành luyện tông sư này. Tiên Thiên Tông Sư. Chân nhân nhập pháp chết trên tay Mông Hãn, tuyệt đối không dưới 10 người. Thực lực như vậy, vậy mà chưa đủ tư cách biết tên cao thủ Thanh Bang này. Mông Hãn nắm chặt tay lại, vẻ mặt giống như chuẩn bị vồ mãnh thú, vô cùng chuyên chú. Vậy đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, dùng thực lực nói chuyện đi. Khí tức toàn thân Mông Hãn thay đổi, không khí xung quanh lập tức vặn vẹo, giống như ngọn lửa đang chuyển động quanh người ông ta. Xung quanh Mông Hãn đều đã trở nên mơ hồ không rõ. Mông Hãn vốn cao lớn, cộng thêm không khí như ngọn lửa xung quanh, khiến cả người ông ta như chiến thần. Thực lực, kha kha. Lão giả cười khinh thường nói. Nếu ông 30 tuổi có thực lực như hiện giờ, còn có thể đấu với tôi một trận, hay ở độ tuổi của ông, có tu vi hoành luyện tông sư trung kỳ, cũng có thể đấu với tôi một trận, nhưng ông lại không có hai thứ này, chỉ là hoành luyện tông sư sơ kỳ khí huyết khô kiệt. Cũng dám nói thực lực với tôi, không biết tự lượng sức mình, tôi sẽ cho ông thấy thực lực chân chính là thế nào. Tay lão giả kia đẩy về phía trước, một bàn tay to lớn tự nhiên xuất hiện trước người Mông Hãn, gần như là bàn tay thật, bàn tay to lớn mang theo quyền ý mạnh hơn đánh về phía Mông Hãn. Phá! Vẻ mặt Mông Hãn thay đổi, một quyền đánh vào trên bàn tay này. Dầm, một tiếng như tiếng bom nổ mạnh, bàn tay to lớn không chỉ không vỡ ra. Trái lại đẩy Mông Hãn lùi về phía sau. Ở trong mắt tôi hoành luyện tông sư chỉ có khí lực mạnh mà thôi, nhưng cho dù khí lực của ông mạnh, ông thắng được tôi sao? Lão giả cười lạnh lùng. Bàn tay gần như bị ngăn lại, sau đó được kéo về. Bên trái, bên phải, sau lưng Mông Hãn lập tức xuất hiện ba bàn tay to, bốn bàn tay bao vây Mông Hãn thật chặt ở trong. Vừa rồi Mông Hãn còn khí nuốt ngàn dặm như hổ, phá được đại thủ ấn của Vạn Giang Minh. Lúc này hai tay giao thoa, bắp thịt như sắt thép dán lên lộ ra, tràn ngập lực lượng dễ nổ. Nhưng vậy mà không thể làm gì bốn bàn tay kia, căn bản không có lực đánh trả. Ông đã không làm được gì, vậy đi xuống thành thật một chút cho tôi, người tôi muốn tìm không phải là ông. Tay của lão giả đánh xuống. Lại một bàn tay từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch rơi xuống đất. Rầm, đất đai chấn động, bụi đất văng tung tóe.
Thân thể cao lớn uy vũ của Mông Hãn bị ấn liên tục xuống đất, huyết khí nồng đậm tràn ngập trong không khí. Ở đây, ngoại trừ hai người kia ra, thân thể những người khác chấn động, như bị sét đánh. Mông Hãn là Hoành Luyện Tông sư tiếng tăm lừng lẫy ở Hoa Hạ như vậy, ít nhất có thể đứng top 50 Hoa Hạ, ở trước mặt cao thủ thanh bang này căn bản không có một chút sức lực đánh trả. Cao thủ thanh bang này mạnh như vậy, chỉ sợ Mạc Phàm quay về cũng không làm gì được. Ông nội Mông, Tiểu Vũ kêu lên, muốn chạy về phía Mông Hãn. Mông Hãn mới đến chưa được mấy ngày, khi tới mang cho bọn họ không ít đặc sản, ấn tượng của cô đối với Mông Hãn cũng rất tốt. Không đợi cô chạy ra, liền bị Lạc Phi sắc mặt xanh mét ôm trở về. Ông ta và Mông Hãn cùng giết kẻ địch trên chiến trường nhiều năm, sớm đã tình như anh em. Nhìn Mông Hãn bị người ta đánh trọng thương, ông ta càng khó chịu hơn Tiểu Vũ. Nhưng bọn họ và Tiểu Vũ không thể đi qua, nhất là Tiểu Vũ. Không chỉ sắc mặt Lạc Phi xanh mét, sắc mặt những người xung quanh cũng rất khó coi. Rất lâu sau, Lạc Phi nghiến răng nghiến lợi nói, ông là Thiên Thành Diệt. Vừa rồi Vạn Giang Minh xưng hô với lão giả này là nhị sư thúc, vậy rất có khả năng cũng là nhị sư thúc của Tôn Vũ. Sư đệ của Vạn Thiên Tuyệt, Thiên Thành Diệt ma vương sát nhân. Trước đây người này là cao thủ võ đạo nổi tiếng ở Hoa Hạ, vì tăng võ đạo, ông ta từng siêu tầm các loại cổ pháp bí pháp. Phương pháp huyết tế của Vu Thần Giáo, phương pháp dịch kinh của Thiếu Lâm Tự, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công của Nam Phái, vân vân. Mỗi lần ông ta đạt được một loại cổ pháp, đều có ít nhất mấy chục đến trăm người bị giết chết, hành động đó của Thiên Thành Diệt khiến nhiều người của giới võ đạo và pháp đạo Hoa Hạ tức giận. 20 năm trước, Thiếu Lâm Tự dẫn đầu, tập hợp 20 cao thủ tiên thiên đuổi giết Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt lấy bí pháp tăng tu vi, quả nhiên thực lực không tầm thường. 20 cao thủ này không chỉ không giết chết được Thiên Thành Diệt, còn bị Thiên Thành Diệt giết mấy người, để ông ta chạy trốn ra nước ngoài. Thiên Thành Diệt ra nước ngoài liền gia nhập Thanh Bang, thành sư đệ của Vạn Thiên Tuyệt. Nghe nói ông ta ra nước ngoài vẫn không bỏ qua chuyện siêu tầm cổ pháp như trước, vì đạt được bí pháp của một dân tộc, ông ta giết liên tục trên vạn người mười mấy bộ lạc. Bởi vì chuyện này, Thiên Thành Diệt có danh xưng ma vương sát nhân, cũng là nhân vật số một bị hình cảnh quốc tế truy nã quanh năm. Thiên Thành Diệt từng lui tới Bắc Xuyên nhiều lần, ông ta từng phụ trách điều tra về Thiên Thành Diệt, cho nên hiểu biết rất rõ về Thiên Thành Diệt này. Nếu không ai có thể ngờ tới, lão giả nhìn có vẻ mặt mũi hiền lành, thực ra là ma vương sát nhân giết trên vạn người. Lạc Phi, vậy mà ông còn nhớ rõ tên tôi. Thiên Thành Diệt khẽ nâng mí mắt, cười nói. Thiên Thành Diệt vừa mới nói xong, trong lòng Tần Quỳnh và Vân Thiên không hồi hộp hơn, sắc mặt tái mét. Thiên Thành Diệt có thể thoát khỏi tay 20 cao thủ tiên thiên, thực lực không thể nghi ngờ, chẳng trách Mông Hãn không phải là đối thủ của ông ta. Cho dù là Mạc Phàm cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta, trừ phi mời được Lâm Thiên Nam tới. Tuy đám cha Mạc Phàm không biết Thiên Thành Diệt là ai, nhưng Tần Quỳnh và Lạc Phi đều sợ hãi như vậy, chắc chắn Thiên Thành Diệt không phải người bình thường. Nếu biết tên của tôi, Tần Quỳnh, Lạc Phi hai người còn chắn phía trước tôi nữa không? Thiên Thành Diệt khẽ nhếch miệng, cười mỉa nói. Hai người Lạc Phi và Tần Quỳnh nhíu mày, nhìn thoáng qua nhau một cái, lông mày lập tức giãn ra. Lạc Phi sờ đầu Tiểu Vũ, đưa Tiểu Vũ cho cha Mạc Phàm. Thiên Thành Diệt, ông nghĩ xương cốt hai người chúng tôi mềm như vậy sao? Ông dám động vào Mạc gia, phải qua cửa ải của hai chúng tôi trước đã. Lạc Phi gõ cây gậy trong tay xuống đất, ngẩng đầu một cách kiêu ngạo. Nếu không có Mạc Phàm, mạng lão phu đã không còn từ mấy tháng trước, Thiên Thành Diệt, nếu ông có can đảm cứ việc tới lấy, không có can đảm thì cút khỏi Hoa Hạ. Tần Quỳnh tiến lên trước theo, đứng sóng vai với Lạc Phi. Cằm ông ta cũng hơi nâng lên, nhìn Thiên Thành Diệt, trên mặt không có một chút sợ hãi. Đến tuổi này của bọn họ, sớm đã nhìn thấu sinh tử. Sống lâu một ngày là được lợi một ngày, không sống được cũng không có gì tiếc nuối. So với những chiến sĩ chết trận trên chiến trường, bọn họ đã vô cùng may mắn. Tần Kiệt hy vọng của hai người bọn đã bái Mạc Phàm làm sư phụ, chỉ dựa vào điểm này, trong trăm năm ai dám làm gì Tần gia và Lạc gia. Có thể làm được chuyện này, cho dù bây giờ bị Thiên Thành Diệt giết chết, bọn họ cũng có thể chết nhắm mắt rồi. Dáng người hai người bọn họ không cao như Mông Hãn, nhưng theo trán bọn họ khẽ nâng cao, thân hình bọn họ cao lớn hơn nhiều. Vẻ mặt cha Mạc Phàm khẽ đổi, lông mày nhíu chặt lại.
Tần lão, Lạc lão, đây là chuyện của Mạc gia tôi, nên do tôi tới gánh chịu. Quốc Hoa, cậu còn là quân nhân không? Tần lão gia tử nghiêng đầu, cười nói. Nhất nhật vì binh, trung sinh vì ngũ. Mắt cha Mạc Phàm mở to, nghiêm túc nói. Tòng quân là kiêu ngạo cả đời của ông, sao có thể không là quân nhân? Được lắm, tôi lấy thân phận tướng quân khai quốc ra lệnh cho cậu, mang những người khác tiến vào biệt thự, cho dù ngoài này xảy ra chuyện gì, chỉ cần Mạc Phàm chưa quay về, mọi người không thể đi ra, còn nữa, sau này mong mọi người chiếu cố tiểu kiệt nhà chúng tôi nhiều hơn. Tần lão gia tử nói xong những lời này, cười hiền lành. Chuyện này, vẻ mặt cha Mạc Phàm sửng sốt, trong con người xuất hiện xoắn xuýt. Thế nào, cậu muốn cãi lời quân lệnh, hay là không muốn chiếu cố tiểu kiệt nhà chúng tôi? Tần lão gia tử nhíu mày hỏi. Dạ, thủ trưởng. Mắt cha Mạc Phàm đỏ lên, thân thể đứng thẳng tắp, chào Tần lão, Lạc lão một cái, cơ thể không ngừng run rẩy. Nếu có lựa chọn, ông tuyệt đối không muốn như vậy. Nhưng ông là quân nhân, mệnh lệnh của tướng quân ông không thể không nghe theo. Nếu ông dám động vào ba vị tướng quân, Mạc Quốc Hoa tôi xin thề, Mạc gia tôi nhất định sẽ diệt các người. Cha Mạc Phàm nghiến răng, nhìn chằm chằm Thiên Thành Diệt, hung dữ nói. Phẫn nộ chưa bao giờ có. Cha Mạc Phàm nói xong nắm chặt tay lại, mang theo Tiểu Vũ xoay người đi về phía biệt thự. A Hào và Vân Thiên không không cam lòng, nhưng không thể không đi theo. Cách đó không xa, Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh cười khinh thường. Ở trong mắt bọn họ, một màn này giống như chuyện cười. Nếu Mạc Phàm không có ở đây, tất cả mọi người đều bị người Thanh Bang bọn họ giết sạch, chỉ là chuyện sống lâu thêm vài giây mà thôi, vào biệt thự thì sao chứ? Tần Quỳnh, Lạc Phi, tôi giết hai người các ông, Hoa Hạ có phái Lâm Thiên Nam đến đây không? Thiên Thành Diệt hỏi. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, ông sợ sao? Tần Quỳnh lạnh lùng nói. Thiên Thành Diệt giết hai người bọn họ và Mông Hãn, tương đương với giết hai tướng quân khai quốc và một vị tướng quân, Hoa Hạ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Lâm Thiên Nam ra tay, Thiên Thành Diệt sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đúng là như vậy, vậy các người càng phải chết. Thiên Thành Diệt cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Ông ta vẫn muốn nhìn xem, rốt cuộc cao thủ có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt Sư huynh ông ta có cảnh giới gì, đây là một trong những mục đích ông ta về Hoa Hạ. Giết Mạc Phàm trước, lại diệt Lâm Thiên Nam, tới xác minh võ đạo của ông ta. Ông có thể thử xem. Tần Quỳnh không sợ hãi nói. Ha ha, nếu đã dựng nước xong rồi, hai tướng quân khai quốc ông không còn quan trọng nữa, hai người vẫn nên đi chết đi. Thiên Thành Diệt cười khinh thường nói. Ở trong mắt người khác, tướng quân khai quốc là trời, ở trong mắt ông ta chỉ là người phàm. Ông ta vươn tay ra, hét lớn một tiếng. Khởi! Dầm! Động đất rung núi. Dưới chân Tần Quỳnh và Lạc Phi, tảng đá hình bàn tay hai ba người ôm không hết vươn ra, ôm chặt lấy hai người. Răng rắc, tiếng xương cốt không chịu nổi vang lên trên người Tần Quỳnh và Lạc Phi. Sắc mặt hai người không chút thay đổi, trái lại chuyện trò vui vẻ cách không. Lão Lạc, ông còn nhớ trận chiến ở Bắc Xuyên không? Tần Quỳnh vận khởi nội khí, gắng gượng chống đỡ nói. Đương nhiên nhớ rõ, chúng ta không có đạn, liều mạng với lưỡi lê, tôi giết 109 người, ông chỉ giết được 100 người. Lạc Phi tức giận nói. Nếu không phải lão tử đỡ hộ ông một súng, sao có thể giết ít hơn ông? Nếu không phải ông đỡ một súng thay lão tử, sao khuê nữ nhà tôi có thể gả cho lãng tử nhà ông? Vậy bây giờ ông dám thi đấu một lần không, thi cái gì? Xem ai chống đỡ lâu hơn? Thi thì thi, đời này lão tử chưa từng sợ người nào. Lạc Phi hào khí ngất trời nói. Ha ha, Thiên Thành Diệt cười khinh thường, chết đến nơi còn cứng miệng. Tay ông ta nắm chặt, bàn tay hình tảng đá lập tức nắm chặt, tiếng xương cốt gãy vang lên trên người Tần Quỳnh và Lạc Phi. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ không kêu đau, còn nở nụ cười. Sảng khoái. Trong biệt thự, mắt cha Mạc Phàm, A Hào và Vân Thiên không gần như sắp phun ra lửa, trừng mắt nhìn Thiên Thành Diệt. Tiểu Vũ ở bên cạnh đã chảy nước mắt rào rào, nếu không phải bị cha kéo lấy, chắc chắn cô đã chạy ra ngoài. Hai ông nội này đều là người tốt, sao có thể bị người xấu giết chết? Răng rắc, tiếng xương gãy lại vang lên, không đợi tiếng thứ ba vang lên, Tiểu Vũ vội hét lên. Anh, cứu mạng!
Trong sơn động Vu Thần Giáo, Mạc Phàm ngồi xuống bế quan là 5 ngày, lúc này mở to mắt. Hắn kiểm tra thân thể mình, ảnh hưởng khi sử dụng tinh vệ sản sinh ra đã biến mất. Ở chỗ linh đài, lúc trước đạo cơ hình tháp chỉ có 4 tầng, bây giờ đã biến thành 9 tầng, hình thành một bảo tháp lưu ly đầy đủ, ánh sáng màu tím lượn lờ, vô cùng rực rỡ. Chúc cơ hậu kỳ, thành công. Mạc Phàm cười nói. Hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, một hỏa kiếm một lôi kiếm xuất hiện trong hai tay hắn. Sức nóng của hỏa kiếm bức người, lôi kiếm chấn động khiến da đầu người ta run lên. Hắn hiện giờ lại gặp Vu Thiếu Huyền, hoàn toàn không cần sử dụng tinh vệ cũng có thể giết chết anh ta. Ý niệm của hắn khẽ động, cất hai thanh pháp kiếm đi, lấy linh cốt châm tiên thiên còn lại trong nhẫn ra. Nhân cơ hội này, hoàn thành nốt thứ cốt châm lần hai đi. Thứ cốt châm lần hai mất gần 3 ngày, sau khi hoàn thành thứ cốt châm xong về Đông Hải cũng không muộn. Hắn mới lấy linh cốt châm tiên thiên ra, bỗng nhiên nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng. Một giọng nói mang theo nức nở nổ tung trong thức hải. Anh, cứu mạng. Giọng nói này rất quen thuộc, ngoại trừ Tiểu Vũ ra thì còn có thể là ai. Những lời này vừa vang lên, hàn khí lấy Mạc Phàm làm trung tâm, dập dờn tỏa ra xung quanh. Vù vù, lửa trên cây đuốc như gặp phải gió lạnh, trong chớp mắt ngọn lửa thu nhỏ lại không chỉ một lần, mấy cây đuốc còn tắt đi. Muốn chết. Trong mắt Mạc Phàm nở rộ ánh sáng lạnh, giọng điệu như lợi kiếm hàn băng. Hắn cất linh cốt châm tiên thiên đi, lấy bạch ngọc kiếm ra. Hắn ném bạch ngọc kiếm về phía không trung, bạch ngọc kiếm như tinh linh trôi nổi xung quanh hắn, kiếm khí lạnh lạnh xuất hiện trên thân kiếm, bảo vệ Mạc Phàm. Làm xong những chuyện này, hai mắt Mạc Phàm nhắm nghiền. Chú ngữ khó hiểu phối hợp với pháp ấn phức tạp không ngừng đánh ra. Theo một đám thủ ấn bay ra, bay vào trong cơ thể hắn, khí tức trúc cơ hậu kỳ trên người hắn càng ngày càng yếu. Từ lúc bắt đầu khí như khói báo động, dần dần biến thành như tơ nhện, cuối cùng giống như một người chết, nếu không cảm nhận cẩn thận, căn bản không cảm nhận được Mạc Phàm còn sống. Lúc này, ở cửa biệt thự số 9, nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Vũ, Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh cười khinh thường. Nếu kêu một tiếng cứu mạng, sẽ có người đến cứu bọn họ, thế giới này sẽ thật sự điên rồi. Tiểu cô nương, nếu thật sự có người dám tới cứu các người, tôi lập tức tha cho hai lão già này, nếu không có, hai người bọn họ chỉ có thể chết rồi. Thiên Thành Diệt cười mỉa nói. Tay ông ta khẽ động, bàn tay hình tảng đá nắm chặt theo, răng rắc tiếng xương gãy lại vang lên, huyết dịch tràn ra từ miệng hai người, hai lão gia tử muốn nói gì đó, nhưng miệng vừa mở ra, máu tươi trong cổ họng rót vào, không phát ra được tiếng. Cha Mạc Phàm nghiến chặt răng, quả đấm vang lên răng rắc. Ông chỉ do dự một lát, nắm lấy bả vai Tiểu Vũ, lau nước mắt trên mặt cô. Tiểu Vũ còn phải nghe lời, ở yên trong này, nhất định không được ra ngoài, cha ra ngoài cứu hai ông nội, có nghe thấy không? Dạ. Tiểu Vũ nức nở gật đầu, nước mắt rơi như mưa. Vẻ mặt cha Mạc Phàm nghiêm nghị, xoay người ra khỏi biệt thự. Tần Quỳnh và Lạc Phi thấy cha Mạc Phàm đi ra, mắt mở to, lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc này đi ra, không phải muốn chết thì là gì, hai người bọn họ chết còn chưa đủ sao? Thực xin lỗi, lão gia tử, tôi không có tu vi gì, nhưng không muốn cả đời làm đào binh. Cha Mạc Phàm cúi đầu với Tần Quỳnh và Lạc Phi, lạnh lùng rời mắt nhìn Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt, ông thả hai vị tướng quân ra đi, người thanh bang ông là do Mạc Phàm con tôi giết, người ông muốn tìm là con tôi, không phải ông muốn chiến với con tôi một trận sao, giết tôi, thả hai vị tướng quân, ông sẽ nhanh chóng được như ý nguyện. Hửm, Thiên Thành Diệt nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Từ khi ông ta thành danh tới nay, rất ít con kiến dám nói chuyện với ông ta như vậy. Nhưng con kiến này không ở trong trận pháp tham sống sợ chết, dám ra đây chịu chết, tình nghĩa quan trọng như vậy sao? Cậu tin có người tới cứu các người sao? Thiên Thành Diệt giống như không sốt ruột giết chết cha Mạc Phàm, cười hỏi. Chắc chắn là có, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cha Mạc Phàm nói chắc chắn như đinh đóng cột, trên mặt không có chút sợ hãi. Tuy Tiểu Phàm còn chưa quay về, nhưng bọn họ đã nhận được tin Vu Thần Giáo bị diệt, không lâu sau Tiểu Phàm sẽ quay về thôi. Chỉ cần Tiểu Phàm quay về, diệt Vu Thần Giáo, còn không diệt được ma vương sát nhân này sao? Cậu rất tin tưởng con trai mình nhỉ? Hổ phụ vô khuyển tử. Hổ phụ, chỉ dựa vào hai chữ này,
còn chưa đủ nói điều kiện với tôi, hơn nữa tôi giết tất cả những người ở đây, con trai Mạc Phàm cậu càng vội vàng tới tìm tôi hơn. Thiên Thành Diệt cười mỉa nói. Hai mắt ông ta nheo lại, tàn nhẫn xuất hiện trong mắt. Ông, cha Mạc Phàm nhíu mày, hai mắt như sắp phun lửa. Cho nên cậu đã đi ra, cũng chết luôn đi, khởi. Thiên Thành Diệt khẽ quát. Tảng đá hình bàn tay chui từ dưới chân cha Mạc Phàm ra, còn chưa nắm lấy người cha Mạc Phàm, một bóng dáng chấp lóe, đẩy cha Mạc Phàm ra. Tảng đá hình bàn tay nắm chặt lấy bóng người kia, giơ lên trên cao, người này đúng là A Hào. Thực lực của A Hào còn không bằng Tần Quỳnh và Lạc Phi, bị tảng đá hình bàn tay nắm lấy, máu tươi lập tức tràn ra từ khóe miệng. A Hào! Cha Mạc Phàm nhíu mày, lo lắng kêu lên. Ha ha, Mạc tiên sinh, không chỉ ông không muốn cả đời làm đạo binh, A Hào tôi cũng không muốn. Mặt A Hào giật giật liên tục, chịu đựng đau nhức toàn thân cười nói, tươi cười sáng lạn như hoa. Cậu! Cơ thể cha Mạc Phàm chấn động run rẩy liên tục. Trong lòng ông cảm thấy không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, vô lực. Qua, trong biệt thự này đúng là nhiều người không sợ chết, các người nghĩ rằng bươm bướm có thể dập tắt lửa sao? Thiên Thành Diệt lắc đầu cười. Ở trong mắt ông ta, cảnh này giống như một chuyện cười. Tay ông ta khẽ cử động, một tảng đá hình tay khác chui từ đất ra, vồ lấy cha Mạc Phàm. Nếu đã liều mạng như vậy, vậy thì chết cả đi. Thiên Thành Diệt, ông đủ rồi đó. Vân Thiên không nổi giận thét lên một tiếng, đi từ trong biệt thự ra, dưới chân giống như dẫm xuống mây trôi, chỉ nhoáng lên một cái, mang theo cha Mạc Phàm né sang một bên. Tiên Thiên Tông Sư đi ra, ông cũng ở lại đi, không phải Mạc Phàm được xưng là thần y Đông Hải sao, xem cậu ta cứu các người thế nào. Thiên Thành Diệt khẽ nhếch miệng, vẫn khoan thai như trước. Vân Thiên không thầm kêu không hay, dưới chân khẽ động muốn mang cha Mạc Phàm rời đi. Còn muốn chạy. Ở trước mặt tôi, ông không có tư cách chạy trốn. Thiên Thành Diệt hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía không trung. Một quyền đơn giản, không thấy bất luận quyền kinh gì. Nhưng mà, dầm một tiếng, không khí chấn động, giống như một quả bom nổ mạnh trong không trung. Phốc, Vân Thiên không bị trúng một đòn nghiêm trọng, máu tươi phun ra, thân thể bị kiềm hãm theo. Hai tảng đá hình bàn tay chui từ trong đất ra. Nắm lấy cha Mạc Phàm và Vân Thiên không. Năm tảng đá hình bàn tay nắm lấy năm người giơ lên cao. Cửa biệt thự giống như pháp trường, sinh và tử, toàn bộ do Thiên Thành Diệt nắm giữ trong tay. Thiên Thành Diệt không trực tiếp giết chết năm người này, mà đi đến cửa biệt thự. Nhà đầu, bây giờ cô còn cảm thấy có người sẽ tới cứu cô không? Sẽ, anh tôi từng nói rồi, anh ấy nhất định sẽ đến. Hai mắt Tiểu Vũ nén lệ quang. Trong đáy mắt giống như có ngọn lửa chuyển động, bộ dạng rất nghiêm túc. Mạc Phàm chưa từng lừa gạt cô, anh nhất định sẽ đến. Cậu ta đến thế nào đây, cậu ta có nói với cô không, bay tới, hay là đi tới, nếu cậu ta không tới, cha chú ông nội cô đều phải chết. Thiên Thành Diệt cười mỉa nói. Năm ngón tay ông ta muốn nắm chặt, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền từ người Tiểu Vũ ra. Tôi sẽ dùng biện pháp ông thiên sinh vạn thế cũng không tưởng tượng được tới. Từng câu từng chữ như châu ngọc rơi xuống, thanh thế như lợi kiếm hàn băng. Xung quanh lập tức như rơi xuống hầm băng. Tiểu Phàm, Mạc tiên sinh, trên tảng đá hình bàn tay, đám cha Mạc Phàm không nhìn thấy người, nhưng nghe ra giọng của Mạc Phàm, vẻ mặt đều sửng sốt. Lúc này Mạc Phàm hẳn là đang ở Vu Thần Sơn bế quan, Vu Thần Sơn cách Đông Hải hơn ngàn dặm, đi máy bay cũng phải mất mấy tiếng, vậy mà giọng nói của hắn xuất hiện ở đây. Là con. Giọng nói trầm thấp như sấm sét không dứt. Những lời này vừa nói ra, tảng đá màu đỏ tím trên cổ Tiểu Vũ sáng lên, tảng đá khẽ lung lay. Hồng quang tỏa ra, khí tức vô cùng cường đại như sóng biển ngập trời, từng đợt, mênh mông mà ra trong hồng quang. Hồng quang chướng cao như một người, hóa thành một người đứng bên cạnh Tiểu Vũ, đúng là Mạc Phàm. Tiểu Vũ ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn nước mắt, hai mắt cô ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm. Trong đôi mắt đẫm lệ của cô đã có kích động và khiếp sợ. Cô gọi một tiếng, anh trai thật sự chui từ trong đá ra. Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Cô nhào vào trong lòng Mạc Phàm. Anh nói rồi, em gọi anh, cho dù cách thiên sơn vạn thủy, anh đều quay về, lần sau gọi sớm một chút, có nghe thấy không? Mạc Phàm vỗ lưng Tiểu Vũ đầy cưng chiều, nói.
Dạ. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Mạc Phàm trấn an Tiểu Vũ xong, nhìn thoáng qua tảng đá hình bàn tay khổng lồ nắm lấy mọi người, trong con ngươi là một biển lửa, ngọn lửa bắn ra bốn phía, ánh mắt phun lửa nhìn về phía Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh. Cách đó không xa, Vạn Giang Minh nhìn Mạc Phàm trong hồng quang, vẻ mặt khiếp sợ. Dù anh ta đã trở thành Tiên Thiên Tông Sư, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Anh ta từng thấy dùng pháp khí lưu ảnh rồi, nhưng một người dùng ảnh chiếu đến lại có khí tức cường đại như vậy, tuyệt đối là lần đầu. Khí tức này kém nhị sư thúc anh ta một chút, nhưng một chút này anh ta cũng không so được, may mà anh ta không hành động lỗ mãng, một mình tới Hoa Hạ, nếu không chỉ sợ anh ta đã thành người chết. Thiên Thành Diệt nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó thay vào đó là hưng phấn. Thân ngoại hóa thần, thuật sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, có thể tách ra một chút linh hồn ký gửi trên thiên tài địa bảo đặc biệt, hình thành phân thần của một người. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thân thể ở cách xa ngàn dặm, thần hồn có thể xuyên giới mà đến, phát huy thực lực không tưởng tượng được. Loại bí pháp thân ngoại hóa thần này đã sớm thất truyền mấy trăm năm, lần cuối xuất hiện là một cao thủ đạo gia vì muốn giành được tín nhiệm của hoàng đế mà thi triển. Nghe nói dùng pháp thuật này xong, vị đạo sĩ kia liền chết. Bí thuật thần kỳ như vậy, không ngờ có thể thấy ở đây. Muốn thi triển loại bí pháp này, không có tu vi chân nhân tuyệt đối không làm được. Mạc Phàm này ngoại trừ là thiếu niên tông sư, còn là thiếu niên chân nhân. Xem ra đến Hoa Hạ một chuyến, lão phu không về vô ích rồi, khà khà. Thiên Thành Diệt cười nói. Nước ngoài, Thanh Bang. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Trong số tất cả kẻ địch của hắn, ở nước ngoài chỉ có Thanh Bang. Các người không nên quay về, còn không nên động vào người nhà tôi. Ông đã làm như vậy, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Hoa Hạ. Mạc Phàm trầm giọng nói, sát khí trong giọng nói bắn ra bốn phía. Chỉ dựa vào trạng thái này của cậu sao? Ha ha! Thiên Thành Diệt nhướng mày, cười khinh thường, không e sợ chút nào. Bản nhân của Mạc Phàm đến đây có lẽ còn đánh với ông ta được mấy chiêu, chỉ là một thân ngoại hóa thần, tối đa có một phần mười thực lực đã không tệ rồi, ra tay với ông ta, quả thực như lấy trứng chọi đá. Chỉ dựa vào một chút phân thần của cậu, ngay cả bọn họ cũng không cứu được. Thiên Thành Diệt cười nói. Đồng tử Mạc Phàm co rụt lại, vẻ mặt lãnh khốc. Ông ta cho rằng y tiên bất tử hắn là mèo bệnh, cho rằng tụ linh đại trận của hắn là vật trang trí sao. Là ông căn bản không biết ông đang đứng chỗ nào, người ông trêu chọc là ai. Hắn giơ tay về phía bầu trời, trên không biệt thự xuất hiện 81 trận bàn. Trấn. Mạc Phàm quát khẽ một tiếng. 81 trận bàn nhanh chóng tản ra, lấy tốc độ cực nhanh sắp xếp lần nữa. Cả tụ linh trận tăng lên hơn gấp đôi trong chớp mắt, bao phủ Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh ở bên trong. 81 trận bàn sáng lên, khí tức quỷ dị hạ xuống, tất cả phạm vi đại trận bao phủ, mọi thứ lập tức bị kiềm hãm. Lá cây rừng bay giữa không trung, trùng tử rừng bò. Trong biệt thự, nước chảy trong vòi nước không rơi xuống đất. Cũng dừng ở giữa không trung, ngay cả tay Thiên Thành Diệt đang nắm cũng ngừng lại. Thời không giống như bất động, thứ gì cũng dừng ở trạng thái khi Mạc Phàm nói chuyện, chỉ có mình Mạc Phàm cử động. Sắc mặt Mạc Phàm lãnh khốc, một cước đá vào ngực Thiên Thành Diệt, thân thể Thiên Thành Diệt lập tức bay về phía sau, đập mạnh vào một cây đại thụ bên ngoài biệt thự. Răng rắc, cây đại thụ bị đập gãy. Mạc Phàm khẽ bay đến bên cạnh năm tảng đá hình bàn tay, tâm niệm khẽ động. Năm tảng đá hình bàn tay cao ngất mở ra, quay về dưới đất, mặt đất khôi phục như nguyên dạng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ dậm chân, mông hãn hoành luyện tông sư bị đánh lún xuống nền đất đi lên, mặt đất cũng được lấp đầy như cũ. Tay hắn tạo mấy pháp ấn, từng đạo pháp ấn đánh vào 6 người này, thanh quang bắn ra từ trong trận bàn trên bầu trời, chiếu vào 6 người này, vết thương của 6 người nhanh chóng khôi phục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm giống như thần trong đại trận này, bẽ gãy nghiền nát toàn bộ thứ Thiên Thành Diệt nắm giữ hầu như không còn, mọi chuyện khôi phục lại như ban đầu. Làm xong những chuyện này, tay hắn nắm chặt. Linh tới. Bùm, tiếng sấm nổ tung trên bầu trời vang lên. Trên không đại trận chớp lóe bạch quang, trận linh như long bay từ trong trận bàn ra, ngưng tụ thành một trường kiếm hình rồng màu trắng xuất hiện trong tay Mạc Phàm. Tụ linh đại trận khôi phục kích cỡ ban đầu, hình ảnh khôi phục như thường. Tiểu Phàm, còn đây là có chuyện gì thế?
Đám cha Mạc Phàm nhìn Mạc Phàm trong hồng quang, nghi ngờ hỏi. Hiện giờ Mạc Phàm giống như một quỷ hồn. Cha, con thu thập hai người kia trước, rồi sẽ giải thích với cha, cha mang những người khác đi nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho con. Mạc Phàm nhẹ giọng nói. Được. Cha Mạc Phàm gật đầu. Trong mắt đám Tần Quỳnh và Lạc Phi lóe lên khác thường, bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, đều nhanh chóng quay về biệt thự. Mạc tiên sinh cẩn thận một chút, người này tên là Thiên Thành Diệt, là sư đệ của Vạn Thiên Tuyệt, trên người ông ta có rất nhiều bí pháp, không yếu hơn Vạn Thiên Tuyệt nhiều lắm đâu. Lạc Phi nhắc nhở. Ừm. Mạc Phàm đáp. Trên cây bị gãy, theo cha Mạc Phàm quay về biệt thự, Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh cũng khôi phục bình thường. Thiên Thành Diệt nhìn lướt qua trận bàn trong bầu trời, cho dù bị Mạc Phàm đạp một cước, ông ta bất nộ phản hỉ. Tiểu tử, cậu thật sự khiến lão phu kinh ngạc vui mừng không ít đâu. Hiện giờ càng ngày càng ít phương pháp lọt vào mắt ông ta, vậy mà ông ta lập tức thấy được hai cái. Đại trận quanh biệt thự này có thể khiến thời không dừng lại, may mà Mạc Phàm chỉ là một phân thân, nếu không vừa rồi ông ta không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng đợi ông ta giết Mạc Phàm. Trận pháp thần kỳ này và bí pháp thân ngoại hóa thần của Mạc Phàm đều thuộc về ông ta. Còn có vô số hoảng sợ. Một tay Mạc Phàm cầm kiếm đi về phía Thiên Thành Diệt. Dám động vào người nhà hắn, hắn nhất định phải khiến hai người sống không bằng chết, muốn chết cũng không được. Mặc kệ là ai. Hoảng sợ sao, đợi cậu quay về rồi nói sau, chỉ sợ cậu không có bản lĩnh này. Thiên Thành Diệt cười âm hiểm nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn con mồi. Tôi cho cậu thời gian 5 ngày, tôi đợi cậu trên lôi đài dọn xong ở Đông Hải, nếu 5 ngày sau cậu còn chưa quay về tôi sẽ khiến Đông Hải biến thành biển chết. Thiên Thành Diệt nói xong phải bụi trên quần áo, mang theo Vạn Giang Minh xoay người đi xuống núi một tay Mạc Phàm cầm kiếm, hai mắt nheo lại hàn quang lóe lên liên tục, nhìn hai người rời đi cũng không đuổi theo. Nửa tiếng sau, trong sơn động ở Vu Thần Giáo, cơ thể như khô mộc của Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục hơi thở. Chỉ trong vòng một bữa cơm, Mạc Phàm mở to mắt, hàn quang trong con ngươi vẫn không giảm đi. May mà trước khi rời đi hắn để huyết hồn thạch ở nhà, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Vừa rồi chỉ cần Thiên Thành Diệt nắm chặt tay, mọi người chỉ có đường chết. Nhưng huyết hồn thạch này cũng có khuyết điểm lớn, thực lực yếu hơn bản thể của hắn thì không nói, hắn còn không thể rời khỏi tụ linh đại trận lâu lắm. Nếu không linh khí trong huyết hồn thạch sẽ bị hao hết. Hắn chỉ có thể mặc cho Thiên Thành Diệt sâu xé. Xem ra nhất định phải luyện một cái thân ngoại hóa thân, sau này mới có thể yên tâm rời khỏi Đông Hải. Ưu điểm lớn nhất của thân ngoại hóa thân là có thể tự mình tu luyện, cho dù bị giết chết cũng không ảnh hưởng đến tu vi của hắn. Ở tu chân giới, rất nhiều tu sĩ biết luyện chế một hai cái thân ngoại hóa thân, cho dù bản thể bị giết chết, cũng có phương pháp vật đổi sao rời, chuyển rời thần hồn bản thể đến thân ngoại hóa thân. Nếu để ở nhà một cái thân ngoại hóa thân, mà không phải phân thần, hắn hoàn toàn có thể khiến Thiên Thành Diệt bị trọng thương ở trong tụ linh đại trận, giết chết hai người ở ngoài trận, làm bọn họ một đi không trở về. Nhưng luyện chế thân ngoại hóa thân không chỉ vô cùng phức tạp, cũng rất khó tìm nguyên liệu, nếu dùng nguyên liệu bình thường, căn bản không thể chịu nổi sức mạnh của hắn, không chỉ không thể lâm trận đối địch, trái lại tự tổn hại bát bách. Không biết trên địa cầu có nguyên liệu luyện chế thân ngoại hóa thân hay không? Mạc Phàm lẩm bẩm, ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu hắn, liền mất đi. Chuyện thân ngoại hóa thân không thể sốt ruột được, giải quyết Thiên Thành Diệt này trước rồi nói sau. Thiên Thành Diệt này không nên ra tay với người nhà hắn, không nên ra tay khi hắn khi tới trúc cơ hậu kỳ, lại càng không nên cho hắn 5 ngày. Nếu Thiên Thành Diệt đều đã làm, vậy đợi chết đi. Hắn không vội vàng rời khỏi sơn động, lại lấy linh cốt châm tiên thiên ra. Mấy ngày này chắc chắn Thiên Thành Diệt sẽ không đến biệt thự số 9 nữa, thừa dịp lúc này, trải qua thứ cốt lần 2 rồi quay về cũng không muộn. Hắn về 9 cốt châm như bạch ngọc, 9 cây châm xếp từ đỉnh đầu đến phần bụng hắn. Cốt châm sáng tắt bất định, mỗi sáng tắt một lần, hơi thở trên người Mạc Phàm cũng cường đại hơn một chút. Lúc này, trên bờ biển mênh mông ở Đông Hải, dưới gió biển vù vù, nước biển nhấc lên cao từ 3 đến 5 mét. Vỗ mạnh lên trên tảng đá lộ trên mặt nước, giống như muốn vỗ đá ngầm xuống dưới, phát ra âm thanh bốp bốp. Trong sóng biển, trên một chiếc thuyền còn có một lão giả và một người trẻ tuổi đang đứng. Lão giả đúng là Thiên Thành Diệt vừa rời khỏi biệt thự Mạc gia không lâu,
người trẻ tuổi tất nhiên là Vạn Giang Minh. Hai người và thuyền ở dưới chân, so với biển lớn ở trước mặt thì như muối bỏ biển. Sóng biển không chỉ không cản trở Thiên Thành Diệt trên thuyền nhỏ, trái lại một lớp sóng phụ giúp thuyền nhỏ đi trước. Hai người đứng trên thuyền, thuyền nhỏ đứng vững ở một nơi đầy đá ngầm, phía trước có một con thuyền đánh cá to ra biển quay trở về. Hai người đang làm gì thế, nhanh tránh ra, nơi này không phải là nơi thuyền nhỏ của các người nên tới. Một người có vẻ là thuyền trưởng, đứng ở đầu thuyền nhìn hai người, quát lớn nói. Nguy hiểm ở biển lớn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, giống như bọn họ có thuyền lớn chứa được 50 người, gặp phải gió bão cũng có khả năng một đi không trở về. Mỗi lần bọn họ ra biển cơ bản đều buộc mệnh ở dây lưng quần, mang theo mệnh đi. Một chiếc thuyền nhỏ như vậy cũng dám ra biển sâu, quả thực là không muốn sống nữa. Nếu không phải bọn họ phát hiện đúng lúc, dừng thuyền lại. Nếu bọn họ cứ lái thuyền qua, trong chớp mắt có thể đụng nát thuyền nhỏ. Không có thuyền bơi từ đây về, cho dù vận khí tốt không gặp phải cá mập, 100 người cũng không hẳn có một người bơi về được. Ra tay đi. Thiên Thành Diệt nheo hai mắt lại, thản nhiên nói. Dạ, nhị sư thúc. Vạn Giang Minh gật đầu cung kính, rời mắt nhìn về phía người trên thuyền. Để thuyền lại, tự mình bơi về đi, tôi sẽ tha cho các người không chết. Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền đến tai mỗi người trên thuyền. Trên thuyền, vẻ mặt mọi người khẽ đổi, lộ ra vẻ bối rối. Hải tặc sao? Kể bên này thường có hải tặc lui tới, một khi gặp phải hải tặc, bây giờ bọn họ ra biển cơ bản phải về tay không? Tiểu tử, cậu điên rồi à? Chỉ dựa vào hai người các người, một chiếc thuyền con, cũng dám ra đây làm hải tặc, muốn làm hải tặc các người phải có thứ này. Thuyền trưởng nhíu mày, lấy súng ra giơ lên trên cao. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách súng trên tay tôi không có mắt. Vạn Giang Minh không nhăn mày lại, làm như không nhìn thấy cây súng kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu là như vậy, thuyền và người đều ở lại đi, một người cũng không thể thiếu. Cái gì? Sắc mặt thuyền trưởng hơi âm u. Lão đại, hai người kia không thích hợp lắm. Bên cạnh thuyền trưởng, một đại hán lo lắng nhắc nhở. Nơi này cách bờ biển khoảng chừng 20-30 km, hai người ngay cả mái chèo cũng không có, vậy mà có thể đến được đây. Không thích hợp thì sao, chẳng lẽ cậu muốn đưa thuyền cho bọn họ? Thuyền trưởng tức giận nói. Đại hán kia lập tức không nói nữa, trên thuyền là thu hoạch nửa tháng bọn họ ra biển. Người nhà đều dựa vào đồ trên thuyền để sống. Tiểu tử, tôi lại cảnh cáo cậu một lần, nếu không tránh ra, tôi sẽ nổ súng đó. Thuyền trưởng mở chốt an toàn, trầm giọng cảnh cáo. Ông nổ súng đi. Vạn Giang Minh cười khẽ nói. Trong mắt thuyền trưởng hiện lên tàn nhẫn, do dự một lát. Bằng, một tiếng súng vang lên, một viên đạn bay về phía chân Vạn Giang Minh. Khóe miệng Vạn Giang Minh cong lên tươi cười tà mị. Ngón tay bạch ngọc như gảy nhẹ đàn tranh, vươn ra trong không trung. Đạn đụng tới ngón tay anh ta, phát ra âm thanh bằng, bị bắn trở về. A, thuyền trưởng kêu lên, lảo đảo lùi về phía sau, ở chỗ mày có thêm một điểm đỏ, huyết dịch chảy từ trong ra. Thuyền trưởng lùi lại vài bước, té ngã xuống đất, ánh mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Xung quanh, mắt mọi người mở to, có mấy người vội vàng che miệng, giống như chết lặng. Rõ ràng là thuyền trưởng bọn họ nổ súng, thuyền trưởng bọn họ lại bị tên hải tặc này búng đạn giết chết. Tay không đỡ đạn, hải tặc này là người sao? Nhanh trốn đi. Im lặng một lát, không biết ai kêu lên. Bùm bùm, có người nhảy vào trong biển, liều mạng bơi ra xa, giống như thấy quái vật biển, rời xa nơi thị phi này. Có người nhảy xuống biển, những người khác cũng vội vàng nhảy xuống theo. Tôi nói rồi, một người cũng không chạy thoát. Vạn Giang Minh cười lạnh lùng, hai tay đè mạnh xuống phía dưới. Trên bầu trời, hai đại thủ ấn tự nhiên xuất hiện, như thiên thạch rơi vào trong nước biển. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có thuốc nổ trên tấn nổ tung trong nước. Sóng biển nhấc lên 20 mấy mét, người nhảy xuống nước cộng thêm đám cá trong nước đều bị nổ tung. Chỉ trong phút chốc, một đám người và cá chết nổi trên mặt biển, trôi theo sóng biển. Một số người còn chưa nhảy xuống biển. Vội vàng dừng động tác nhảy xuống, sắc mặt trắng bệch, không dám nhảy xuống biển, cũng không dám phản kháng. Trên thuyền đánh cá lộn xộn yên tĩnh trong chớp mắt. Nhị sư thúc xem nơi này thế nào? Vạn Giang Minh hỏi Thiên Thành Diệt. Có thể, chỉ là hơi ít thuyền,
Thiên Thành Diệt liếc nhìn bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói. Nhị sư thúc yên tâm, trong vòng 3 ngày, cháu đảm bảo nơi này sẽ thành nơi quyết đấu khiến sư thúc hài lòng. Vạn Giang Minh nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, cung kính nói. Ừm, Thiên Thành Diệt gật đầu hài lòng. Đông Hải vốn không yên bình, một trận cuồng phong nhấc lên sóng to khủng bố trên biển, thổi về phía thành phố Đông Hải. Tỉnh Giang Nam, Bạch Gia, trong phòng luyện công của Bạch Vô Thành. Bạch Vô Thành mặc trang phục luyện võ màu trắng, bên hông thắt đai lưng màu đen. Hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng nhập định ngồi trên nệm tatami, bạch khí như du long không ngừng vờn quanh ông ta. Những bạch khí này có tổng cộng 64 đạo, lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ, lúc thực lúc ảo, lúc mạnh lúc yếu, mỗi trạng thái đều nhanh như cắt. Bên cạnh ông ta, bốn người có diện mạo tương tự mỹ nữ đứng bốn phía. Bốn mỹ nữ này nhìn qua hơn 20, cũng mặc trang phục luyện võ, tuy đều là dung nhan đơn thuần, nhưng đẹp hơn minh tinh trên tivi vô số lần. Da thịt như tuyết, mặt mày như hoa, dáng người cao gầy làm người ta không tìm ra được một chút khuyết điểm, chỗ gần ngực lộ ra chữ thêu xuân hạ thu đông. Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Vô Thành còn chưa mở mắt, lông mày đã nhăn lại trước, bạch khí chớp lóe trên người biến mất hết. Vào đi. Cửa phòng mở ra, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi vào. Sao hai vị trưởng lão gấp như vậy, tìm tôi có việc gì à? Bạch Vô Thành đứng dậy nhận lấy khăn lông ướt một mỹ nữ đưa qua, lau mặt hỏi. Đây là phòng luyện công của ông ta, nếu không có việc gấp, trưởng lão sẽ không dễ dàng xông vào. Khởi bẩm gia chủ, người Thanh Bang đã tới Đông Hải rồi. Đại trưởng lão nói, trên mặt là vui mừng. Bạch Vô Thành nhướng mày, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Người đến là Vạn Thiên Tuyệt sao? Không phải, người này chắc chắn gia chủ quen, là Thiên Thành Diệt sư đệ của Vạn Thiên Tuyệt. Nhị trưởng lão nói tiếp, là võ sĩ muốn đạt được bạch đồng tử của bạch gia chúng ta sao? Bạch Vô Thành lạnh lùng nói, bạch đồng tử của bạch gia bọn họ có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đại hoa hạ. Những người bạch đồng tử thấy đều có thể giết. Không ít người để mắt đến bạch đồng tử của bạch gia bọn họ, tất nhiên Thiên Thành Diệt là một trong số đó. Nhưng giống như những người khác, Thiên Thành Diệt cũng thất bại rồi. Không có huyết mạch bạch gia bọn họ, cho dù lấy được bí pháp mở ra bạch đồng tử, cũng không có tác dụng. Không sai. Nhị trưởng lão gật đầu. Nếu đúng là ông ta, vậy tiểu tử kia lành ít dữ nhiều rồi. Bạch Vô Thành trầm giọng nói. Năm đó, Thiên Thành Diệt tới bạch gia bọn họ trộm bí pháp, ngay cả cha ông ta cũng không thể bắt được Thiên Thành Diệt. Không lâu sau, Thiên Thành Diệt lại bị 20 cao thủ tiên thiên bao vây tấn công, giết mấy tên cao thủ tiên thiên rồi chạy trốn ra nước ngoài, thực lực không kém Vạn Thiên Tuyệt đánh bại 10 đại cao thủ tiên thiên của Hoa Hạ. Lúc đó Thiên Thành Diệt đã khủng bố như vậy, bây giờ Thiên Thành Diệt càng đáng sợ hơn. Tiểu tử kia chỉ có pháp thuật lợi hại nhất, nếu để tiểu tử kia lựa chọn nơi quyết đấu. Thiên Thành Diệt sẽ chết trong tay Mạc Phàm, nhưng nơi quyết đấu do Thiên Thành Diệt lựa chọn, cậu ta gần như không có bất luận phần thắng nào. Nhị trưởng lão phân tích cẩn thận nói. Tuy chuyện Mạc Phàm ngăn cản tế tự của Vu Thần giáo truyền ra rất ít, nhưng tin tức mà bạch gia bọn họ muốn biết, có khó gì. Mạc Phàm dùng trận pháp ngăn cản huyết tế của Vu Thần giáo, quả thật trận pháp có uy lực quỷ thần khó lường, nhưng không thích hợp lâm trận đối địch. Trận pháp còn chưa tạo xong. Đã bị đối phương dùng một quyền đánh chết. Với thực lực và kinh nghiệm của Thiên Thành Diệt, sẽ không cho Mạc Phàm bất luận cơ hội gì. Nơi quyết đấu ở đâu? Bạch Vô Thành gật đầu, sau đó hỏi. Gần đảo Chu Sơn xa ở Đông Hải, Thiên Thành Diệt bắt mấy chục thuyền đánh cá, tạo lôi đài trên biển ở đó, đợi Mạc Phàm xuất hiện. Gia chủ, lần này tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ, chúng ta nhất định phải thu thập người nhà tiểu tử này. Đại trưởng lão nheo mắt lại, cười hỏi, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám mạo phạm bạch gia bọn họ, mà không trả giá thật nhiều. Để tiểu tử này sống tạm bỡ lâu như vậy, cũng đến lúc nên diệt cả Mạc gia, Bạch Vô Thành do dự một lát, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh. Phái người đến Đông Hải, một khi tiểu tử kia bị giết chết, lập tức bắt người Mạc gia tới đây, người nào dám phản kháng giết kẻ đó. Dạ. Đại trưởng lão cười nham hiểm, lĩnh mệnh đi xuống. Một tiểu bối vô danh ở Đông Hải, dám giết cháu nội của ông ta, có dùng bạch nhật lệnh giả đùa giỡn bọn họ trong tay, vậy thì dùng mạng tất cả mọi người tới đổi đi.
thành phố Đông Hải, trong phòng khách ở tầng cao nhất một khách sạn xa hoa. Từ nơi này, có thể nhìn thấy nơi có phong cảnh đẹp nhất ở thành phố Đông Hải, Vân Trung Thự và Hồ Vũ Trung. Hoàng Thiếu Nguyệt mặc váy ngủ màu đỏ sậm, tóc dài buông xõa trước ngực, trong váy ngủ rộng thùng thình lộ ra một mảng lớn tuyết trắng như ngọc, còn phiếm bạch quang. Từ nhỏ cô ta đã dùng nước thuốc của hoàng gia tắm rửa, làn da như ngọc, không chỉ khiến rất nhiều người đàn ông như sói đói, ngay cả phụ nữ cũng rất hâm mộ. Đáng tiếc toàn bộ chuyện này. Một tay cô ta lắc lắc ly rượu vang, đứng ở cạnh cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Trung Thự, ánh sáng lạnh lóe lên. Trong TV LCD 64 inch ở khách sạn, đang phát sóng trực tiếp sự cố trên biển. Cục trưởng Bành, nửa tiếng trước lại có thuyền đánh cá mất đi liên hệ, đây đã là thuyền đánh cá thứ 36 mất tích, cảnh sát xử lý những chuyện này thế nào? Một đám phóng viên vây quanh một cảnh sát hỏi. Cảnh sát đang huy động toàn lực điều tra chuyện này, rất nhanh sẽ có kết quả cho mọi người, hy vọng ngư dân và du khách đừng ra biển, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát này khuyên. Cục trưởng Bành, tôi nghe nói lần này thuyền đánh cá mất tích có liên quan đến Mạc Đại Sư, là cậu ta đắc tội thế lực nước ngoài, mới nhận được trả thù, chuyện này là thật sao? Một phóng viên hỏi. Những lời này vừa vang lên, giống như sao băng rơi xuống biển rộng, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay cả cục trưởng cục cảnh sát vừa mới mở miệng, sắc mặt cũng âm u hơn. Mạc Đại Sư là người giết chết tên cuồng đồ nước ngoài sao? Đông Hải ngoại trừ Mạc Đại Sư này, còn có người thứ hai sao? Phóng viên lúc trước nói chuyện cười mỉa nói. Không có khả năng. Sao lại không có khả năng? Tên cuồng đồ mà Mạc Đại Sư dùng ba quyền giết chết lần trước là thành viên của thanh bang ở nước ngoài. Rất nhiều người bàn tán xôn xao. Mạc Đại Sư đâu rồi? Nhanh bảo Mạc Đại Sư cho người nhà ngư dân một công đạo, tự cậu ta gây họa vì sao người khác phải gánh chịu. Có người phẫn nộ nói. Đúng vậy, đúng vậy. Xung quanh tràn đầy tiếng phụ họa. Tôi còn nghe nói, nếu hai ngày sau Mạc Đại Sư không xuất hiện, người nọ sẽ biến Đông Hải chúng ta thành biển chết. Chuyện này cục trưởng Bành có nghe nói không? Phóng viên kia lại hỏi tiếp. Cái gì, không thể nào. Bắt Mạc Đại Sư lại, đưa cho người kia. Có người nhà ngư dân kêu lên. Trong chớp mắt cục diện không khống chế được. Đoạn phát sóng trực tiếp này truyền ra, thành phố Đông Hải vốn là gió thổi mưa dông trước cơn bão, lập tức xuất hiện hơi thở chết chóc. Bên cạnh cửa sổ, Hoàng Thiếu Nguyệt nghe phát sóng trực tiếp, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ. Mạc Phàm, xem cậu có chết không? Lúc này cửa phòng khách mở ra. Liễu Như Tùng mặc áo ngủ mỉm cười đi tới. Ông ta nhìn thấy dáng người Hoàng Thiếu Nguyệt phía trong áo ngủ, trong mắt lập tức lóe lên dâm quang. Hoàng tiểu thư, lần này cô yên tâm rồi chứ? Mạc Phàm này dám hủy đi dung nhan và tu vi của ông ta, hiện giờ không chỉ Thiên Thành Diệt tìm tới cửa, Bạch Gia cũng lẻn vào từ khe hở, cả thành phố Đông Hải đều coi Mạc Phàm là kẻ địch. Người Liễu gia bọn họ cũng sẽ đến. Cảm ơn ông nội Liễu đã giúp đỡ. Hoàng Thiếu Nguyệt khẽ cúi người, cười nói. Cô ta cúi người, cổ áo rủ xuống, gần như bại lộ toàn bộ thân thể trước mặt Liễu Như Tùng. Lần này không ai cứu được Mạc Phàm và Mạc gia nữa rồi. Tần gia không được, Lạc gia cũng không được, tuy Mạc Phàm không chết trong tay cô ta, nhưng thù của Hoàng gia cô ta được báo rồi. Hoàng tiểu thư, lần này vì giúp Hoàng gia cô báo thù, tôi phải trả giá không ít, đợi xong chuyện này, chuyện cô đồng ý với tôi không thể đổi ý đâu đó. Liễu Như Tùng liếm môi dưới, cười dâm nói. Ông nội Liễu, yên tâm, chỉ cần Mạc Phàm vừa chết, chúng ta giết sạch người Mạc gia, Tiểu Nguyệt tuyệt đối không thất hứa. Mặt Hoàng Thiếu Nguyệt không chút thay đổi nói. Ha ha, vậy tôi yên tâm rồi, chưa đến hai ngày, Mạc Phàm sẽ là một người chết. Liễu Như Tùng cười nói. Trong mắt ông ta tràn đầy đắc ý. Giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm chết dưới tay Thiên Thành Diệt, Mạc gia bị mấy thế lực giết chết. Phát sóng trực tiếp truyền ra, cả thành phố Đông Hải bùng nổ trong chớp mắt. Tiểu Tuyết, nhanh thu dọn đồ đi, chúng ta đến nhà ông ngoại. Không ít người thu dọn đồ đạc, mang theo người nhà lái xe rời khỏi thành phố Đông Hải. Không biết nội dung phát sóng trực tiếp là thật hay giả, mấy chục thuyền đánh cá bị tập kích ở Đông Hải là thật, cảnh sát đã xác nhận rồi. Nhớ đâu là thật, Mạc Phàm lại không quay về Đông Hải, người tìm Mạc Phàm trả thù thật sự muốn biến Đông Hải thành biển chết, bọn họ sẽ thành kẻ chết thay Mạc Phàm. Nếu là như vậy, rời đi trước tốt hơn.
Trong Vân Trung Thự, một vị phu nhân ngồi trên ghế sofa bằng da thật, hai đùi tuyết trắng chồng lên nhau, véo lỗ tai một đứa bé nam bằng tuổi Tiểu Vũ, ra lệnh. Gần đây không được lui tới với người Mạc gia, có nghe thấy không, Mạc gia sắp xong đời rồi. Bảo con chơi với cô ấy là chủ ý của mẹ, không cho con chơi cũng là chủ ý của mẹ. Đứa bé trai bĩu môi, xoa lỗ tai sưng đỏ, bất mãn nói. Con dám cãi lại, mẹ đây đều là vì tốt cho con, trước đây Mạc gia lấy thúng úp voi, leo lên còn không kịp, hiện giờ nhà đó đắc tội nhiều người như thế, người báo thù đã tới Đông Hải rồi, hiện giờ ai cũng không bảo vệ được bọn họ, còn có quan hệ gần gũi với bọn họ, đến lúc đó chỉ liên lụy đến nhà chúng ta, nếu để mẹ phát hiện con đi tìm đứa bé Mạc gia, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Người phụ nữ nói rất chanh chua. Đứa bé nam cái hiểu cái không, nhưng nghe bị đánh gãy chân, vẫn gật đầu. Trong một nhà hàng Tây cao cấp ở Đông Hải, hai người đàn ông trung niên mặc Tây trang giá trị xa xỉ, đeo đồng hồ Rolex, uống một ly rượu vang trên vạn tệ, hưởng thụ thịt bò đầu bếp ba sao nấu, vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Tổng, lát nữa cơm nước xong có an bài gì không? Một người đàn ông trong đó cắt thịt bò hỏi. Tôi mới nhận được một đơn của xưởng dược Mạc gia, chuẩn bị về công ty một chuyến. Lưu Tổng lạnh nhạt nói. Xưởng dược Mạc gia sao? Người đàn ông kia mới để miếng thịt bò gần miệng, sắc mặt lập tức thay đổi. Lưu Tổng, ông còn buôn bán với Mạc gia à? Chuyện xảy ra ở Đông Hải gần đây, ông không nghe nói đến sao? Chuyện gì, không phải lại trở mặt với Tần gia đấy chứ? Lưu Tổng trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Mấy ngày nay ông ta luôn ở nước ngoài, sáng hôm nay mới quay về, quả thật không biết xảy ra chuyện gì. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua trái phải, nhỏ giọng nói. Lần này Mạc Phàm đắc tội người còn lợi hại hơn Tần gia, tên cuồng đồ nước ngoài giết lần trước là người của Thanh Bang, hiện giờ cao thủ Thanh Bang tới báo thù, mấy chục thuyền đánh cá bị cao thủ này cướp đi, dựng lôi đài, chỉ đợi Mạc Phàm xuất hiện, nếu hai ngày sau Mạc Phàm không tới đó, cao thủ kia tuyên bố muốn biến Đông Hải thành biển chết. Người kia lợi hại như vậy sao? Vẻ mặt Lưu Tổng khẽ đổi, hỏi. Nghe nói người hầu của cao thủ Thanh Bang có thể cầm sư tử bằng đá ở Vân Trung Thự bằng một tay, phá hỏng cửa lớn của Vân Trung Thự. Bây giờ ông đến Vân Trung Thự là có thể nhìn thấy, cao thủ Thanh Bang kia còn lợi hại hơn, đánh cao thủ Mạc gia, Tần gia, Lạc gia gần chết, sau đó ngang nhiên rời đi. Hơn nữa lần này ra tay không chỉ có Thanh Bang, còn có Bạch gia Giang Nam và Liễu gia thủ đô, cái gì? Sắc mặt Lưu Tổng thay đổi, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tay đang chuẩn bị cắt thịt bò của ông ta run lên, không cắt trúng tảng thịt bò, thiếu chút nữa cắt trúng tay mình. Không nói đến cao thủ Thanh Bang, Bạch gia và Liễu gia bất luận là gia tộc nào, đều là gia tộc thành phố Đông Hải không thể trêu chọc vào. Mấy nhà cùng đối phó Mạc Phàm, cho dù Mạc gia có Tần gia và Lạc gia chống lưng, cũng chỉ có đường chết, Mạc Phàm lợi hại cũng vô dụng. Mạc gia xong đời rồi. Lưu Tổng, bây giờ ông có dự định gì không? Vẻ mặt người đàn ông kia tương đối thông minh lanh lợi, lại hỏi lần nữa. Phùng Tổng có kế hoạch gì, buổi chiều chắc tôi không còn chuyện gì đâu. Lưu Tổng cầm lấy giấy lau mồ hôi trên trán, trong lòng còn sợ hãi. Lúc này ông ta còn buôn bán với Mạc Phàm, không khác gì dẫn lửa thiêu thân. Nhớ đâu liên lụy đến ông ta có lý cũng không nói rõ, vẫn nên nhanh phân rõ quan hệ với Mạc gia tốt hơn. Tôi có hẹn với mấy người bạn rồi, buổi chiều mang người nhà đến Thiên Thượng Nhân Gian ở Giang Nam 10 ngày nửa tháng, Lưu Tổng muốn đi cùng không? Người đàn ông họ Phùng nói. Nhân lúc chưa tới thời gian, vẫn nên trốn đi tốt hơn, thành phố Đông Hải này không an toàn, đợi khi nào yên bình thì quay về cũng không muộn. Dù sao người bình thường như bọn họ cũng không làm được gì. Được, tôi lập tức bảo người ta sắp xếp. Trung học Đông Hải, lớp 2 năm 3. Bởi vì là nghỉ giữa giờ, không ít người tụ tập lại nói chuyện phiếm, thả lỏng đầu óc. Các cậu có nghe nói không, Mạc Đại Sư giết tên cuồng đồ nước ngoài của thành phố Đông Hải chúng ta sắp xong đời rồi. Triệu Phi cầm di động, cười đắc ý nói. Tôi cũng thấy vậy, Mạc Đại Sư này tự mình gây chuyện thì thôi đi, còn kéo theo một đống ngư dân vô tội. Mạc Đại Sư này cũng quá đáng ghét rồi, mình làm xong rồi còn không lau chùi mông sạch sẽ. Đinh Tuấn Kiệt làm bộ trách trời thương dân nói. Không chỉ ngư dân, nghe nói nếu Mạc Đại Sư không xuất hiện, Thanh Bang sẽ diệt Đông Hải chúng ta đó, Mạc Đại Sư này đúng là chuyên đi gây rắc rối. Triệu Phi nói tiếp. Hai bọn họ bị Mạc Phàm ngược vài lần,
bây giờ không có hảo cảm với những người họ Mạc. Ở bên cạnh, bàn tử mới mở túi đồ ăn vặt với Hoàng Giao Giao, nghe thấy hai người âm dương quái khí nói, lập tức nhíu mày lại. Hai người này cô biết Mạc Đại Sư là Mạc Phàm, nhưng anh ta thì biết rất rõ. Ngư dân là thuộc hạ của Thanh Bang ra tay, liên quan gì đến Mạc Đại Sư? Bàn tử lạnh lùng nói. Đám người này khi tên cuồng đồ nước ngoài khiêu chiến cao thủ Đông Hải, bọn họ luôn muốn tên cuồng đồ nước ngoài bị cao thủ Đông Hải giết chết. Hiện giờ thì sao, lại oán trách Mạc Phàm giết tên cuồng đồ nước ngoài. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt thấy bàn tử xen miệng vào, nhớn mày, rời mắt nhìn đám bàn tử. Nếu không vì Mạc Đại Sư giết tên cuồng đồ nước ngoài kia, sao có thể dẫn tới cao thủ Thanh Bang này, sao ngư dân có thể gặp chuyện không may? Triệu Phi cười mỉa nói. Vậy có phải như tôi tóm một tên hái hoa tặc, sư phụ tên hái hoa tặc kia vì trả thù, đúng lúc bạo cúp hoa của hai người cũng oán trách tôi sao? Bàn tử không sợ hãi, lạnh lùng nói. Bàn tử mới mở miệng, sắc mặt Triệu Phi âm u. Tên mập đáng chết này, cậu nói cái gì? Đã lâu rồi Mạc Phàm không tới trường học, bọn họ sớm đã không còn sợ Mạc Phàm giống như trước. Còn bàn tử, bọn họ chưa từng sợ bao giờ. Vậy mà tên mập đáng chết này dám lấy bọn họ ra trêu đùa, ngứa ra à? Thế nào, hai người muốn đánh nhau sao? Bàn tử đứng dậy, bình tĩnh nói, Kình Phong lập tức nhấc lên. Gần đây anh ta luôn tu luyện công pháp Mạc Phàm truyền cho anh ta, tuy kém xa Mạc Phàm, nhưng đối phó với người như Triệu Phi, anh ta cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Cho dù Mạc Phàm không ra tay, nếu hai người dám ra tay, anh ta không ngại thử xem. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt hơi sửng sốt, gần đây bàn tử không còn giống như trước, thậm chí còn khiến bọn họ có cảm giác tim đập nhanh. Thôi, Triệu Phi, nếu bàn tử đã sùng bái Mạc Đại Sư như vậy, để cậu ta sùng bái đi, đợi Mạc Đại Sư xong đời, xem cậu ta kiếm được ích lợi gì. Đinh Tuấn Kiệt chớp mắt, trừng Triệu Phi nói. Hiện giờ có rất nhiều người phân rõ quan hệ với Mạc Đại Sư còn không kịp, vậy mà bàn tử bảo vệ Mạc Đại Sư như thế. Cũng đúng. Bàn tử, cậu cứ sùng bái Mạc Đại Sư của cậu đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu, nhưng cùng là bạn học, tôi nhắc nhở cậu một câu, lần này Mạc Đại Sư thật sự xong đời rồi. Triệu Phi cũng hiểu được, lông mày giãn ra, vỗ bả vai bàn tử cười nói. Một khi Mạc Đại Sư bị giết, những người có quan hệ với Mạc Đại Sư đều xui xẻo theo. Không biết bàn tử có quan hệ gì với Mạc Đại Sư, đến lúc đó châm ngòi thổi gió một phen. Chắc chắn những người muốn diệt Mạc Đại Sư sẽ tin tưởng bọn họ, xử lý luôn cả nhà bàn tử. Đợi xem, kha kha. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cười đắc ý rời đi. Bàn tử nhíu mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. Bên ngoài dư luận xôn xao, trong sơn động Vu Thần Giáo. Vù vù, ngọn lửa trên cây đuốc lắc lư vài cái, cuối cùng Mạc Phàm cũng mở to mắt. Cơ thể hắn hơi chấn động. 9 cây linh cốt châm tiên thiên trước người biến thành bột phấn màu trắng rơi xuống đất. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nhíu mày. Đã là ngày thứ tư, thời gian lâu hơn hắn dự đoán một chút. Không biết tác dụng của thứ cốt lần hai thế nào. Hắn giơ tay ra nắm lấy, bạch ngọc kiếm trôi nổi xung quanh hắn, vèo một tiếng bay vào tay hắn. Hắn cầm lấy bạch ngọc kiếm chém về phía tay còn lại. Keng, tiếng kim khí va vào nhau phát ra. Bạch ngọc kiếm còn chưa chém tới tay, bạch quang trên tay sáng lên, bạch ngọc kiếm bị cản lại. Hửm, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Bạch ngọc kiếm này là pháp bảo, thiết thi ở dưới thanh kiếm này bị cắt dễ dàng như cắt đậu hũ, lại bị cơ thể trải qua thứ cốt lần hai ngăn cản. Khóe miệng hắn nhếch lên, cười hài lòng. Thử lại sức mạnh xem thế nào. Hắn cất bạch ngọc kiếm, muốn thử xem sức mạnh thế nào, liền nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên ngoài. Hắn nhíu mày, nhẫn trên tay sáng lên, thu hết vật có giá trị trong sơn động, đi về phía cửa vào. Bên ngoài cửa bằng tảng đá có mấy chục chiến sĩ súng thật đạn thật. Nếu Mạc Phàm ở bên ngoài nhất định có thể nhận ra được, những chiến sĩ này là thành viên của đội hải quân lục chiến ngồi cùng một phi cơ tới Vu Thần Sơn với hắn, đám Liên Thành và Liệt Hỏa. Lúc này Tần Kiệt đang chắn trước một người thanh niên. Người thanh niên này khoảng 20 tuổi, mặc tây trang không nhuốm bụi trần. Đeo kính râm, cằm khẽ nâng lên, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy kiêu ngạo. Phía sau anh ta có hai người đàn ông cao lớn uy vũ mặc thường phục. Tần Kiệt, cậu chắn đường của tôi là muốn làm gì? Người thanh niên nhíu mày, cười khinh thường hỏi.
Anh muốn làm gì? Tần Kiệt hỏi ngược lại. Mạc Phàm bế quan ở trong, người này không nói tiếng nào liền muốn xông vào trong, tất nhiên anh ta không thể đồng ý. Mạc Phàm, Mạc đại sư ở bên trong sơn động đúng không? Tôi muốn gặp cậu ta, bảo cậu ta lập tức ra đây cho tôi. Người thanh niên nâng kính mắt, lạnh nhạt nói. Giọng điệu giống như đế vương thời cổ đại, muốn triệu kiến một đại thần nào đó. Sư phụ tôi đang bế quan không gặp khách, còn nữa, sư phụ tôi không phải là người anh muốn gặp là gặp, anh có thể rời đi. Tần Kiệt trầm giọng nói. Sư phụ anh ta là người ai cũng có thể gặp được sao? Người thanh niên nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sắc lạnh, anh ta tháo kính ra, xoa mắt. Thế nào, Tần Kiệt, cậu không biết tôi là ai sao? Sắc mặt Tần Kiệt hơi âm u, sao anh ta có thể không biết người thanh niên này, tên là Giang Phong, con trai của Giang Thành Tổng Tư lệnh quân khu Vân Châu. Giang Thành Tư lệnh thì không nói, nhưng Giang Phong này tự cho là đại thiếu gia Giang gia, ngay cả ông nội, ông ngoại hắn hai tướng quân khai quốc cũng không để vào mắt, càng không nói đến anh ta. Trước kia anh ta mang bạn đến Vân Châu chơi, Giang Phong này còn cố ý mang người tới ra oai phủ đầu với anh ta, làm anh ta mất hết mặt mũi. Ngoài ra Giang Phong này ngoại trừ có bối cảnh không tầm thường ra, quả thật cũng có chút thiên phú, khi 16 tuổi đã luyện ra nội kình, hiện giờ chắc đến nội kình trung kỳ rồi. Anh là ai cũng không thể tiến vào. Hả? Giang Phong kêu khẽ, nhìn Tần Kiệt với vẻ đầy hứng thú, trong con ngươi lộ ra vẻ bất ngờ. Trước đây không phải anh ta chưa từng gặp Tần Kiệt, nhưng Tần Kiệt chưa bao giờ nói chuyện với anh ta như hôm nay. Tần Kiệt, cậu bái được sư phụ, lá gan lớn không ít đâu. Nếu anh còn dám tiến về phía trước một bước, lá gan của tôi còn có thể lớn hơn một chút. Tần Kiệt nắm chặt tay nói. Mạc Phàm đang bế quan, anh ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, Giang Phong cũng không được. Nếu Giang Phong dám xông vào, anh ta không ngại thử thực lực hiện giờ của mình trên người Giang Phong. Sắc mặt Giang Phong hơi âm u, tươi cười trên mặt cũng cứng đờ. Một lát sau, sắc mặt anh ta mới khôi phục lại bình thường, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Tôi rời đi cũng được, nhưng nếu tôi rời đi, thành phố Đông Hải xảy ra chuyện lớn gì, đừng nói là tôi chưa có tới đó. Còn nữa, nếu lát nữa cậu muốn xin tôi quay lại, tôi hy vọng là quỳ, cậu chắc chắn bảo tôi rời đi sao? Tần Kiệt hơi nheo mắt lại, giữa trán lộ ra chút nghi ngờ, vẫn nói. Cút! Anh ta coi như hiểu Giang Phong, không có chuyện gì sẽ không lên Tam Bảo Điện, anh ta tìm Mạc Phàm chắc chắn không phải chuyện tốt. Trong mắt Giang Phong hiện lên tàn nhẫn, cười nói. Được lắm, tôi sẽ nhìn xem cậu quỳ xuống cầu xin tôi thế nào. Anh ta nói xong muốn dẫn hai người rời đi. Lúc này, xoèn xoẹt, tiếng tảng đá ma sát vang lên. Cửa động mở ra, Mạc Phàm đi ra ngoài. Tần Kiệt nhìn thấy Mạc Phàm, vội vàng đi tới. Sư phụ, tiểu hồ ly cũng chui từ trong túi Tần Kiệt ra, nhảy lên vai Mạc Phàm. Mộc đầu, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Chiến sĩ đội hải quân lục chiến ở xung quanh thấy Mạc Phàm đều cúi chào. Sau khi Mạc Phàm nhảy xuống phi cơ, bọn họ và cả phi cơ bị đám mây màu đen mang đến núi Vu Thần, bị đệ tử Vu Thần giáo buộc trên thập tự giá làm tế phẩm. Nếu không nhờ Mạc Phàm ngăn cản tế tự, bọn họ đã chết. Giang Phong mới bước hai bước, nghe thấy cửa động mở ra liền dừng bước, quay đầu liếc nhìn Mạc Phàm một cái, lông mày nhíu lại, ngả ngớn hỏi. Cậu là Mạc Phàm Mạc Đại Sư sao? Anh ta nghe nói Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải rất trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại bằng tuổi Tần Kiệt. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Giang Phong một cái. Anh ta là ai vậy? Tần Kiệt lạnh lùng liếc Giang Phong một cái, giải thích thân phận của Giang Phong cho Mạc Phàm, tính cả chuyện Giang Phong nói lúc trước nói hết cho hắn. Mạc Đại Sư, tôi có một số thông tin liên quan đến thành phố Đông Hải, tôi vốn có ý tốt nhắc nhở, lại bị đồ đệ của cậu đuổi đi, nếu cậu muốn nghe mà nói, bảo đồ đệ cậu quỳ xuống cầu xin tôi có thể không so đo hiềm khích lúc trước, nói tin tức đó cho cậu. Giang Phong hơi nhếch miệng, nhìn Tần Kiệt chăm chú cười nói. Tuy anh ta có chút khó tin chuyện Mạc Phàm trẻ tuổi như vậy, nhưng chắc chắn người thanh niên này là Mạc Đại Sư gặp tai họa đến nơi. Giang Phong, anh! Tần Kiệt nhíu mày, hai mắt nhìn Giang Phong đầy căm tức. Giang Phong cười đắc ý, tiếp tục hỏi. Thế nào, Mạc Đại Sư, yêu cầu của tôi cũng hợp tình hợp lý đúng không? Chỉ cần cậu bảo đồ đệ quỳ xuống cầu xin tôi có thể nói tin tức về Đông Hải cho cậu, chuyện này trăm lợi vô hại với cậu.
Mạc Phàm lắc đầu cười, làm như không nghe thấy, nghiêng đầu hỏi Tần Kiệt. Chuẩn bị xong phi cơ chưa? Những lời này vừa vang lên, Giang Phong sửng sốt, sau đó vẻ mặt âm u, khó coi như gan heo để mấy ngày. Những lời này của Mạc Phàm ngay cả tên của anh ta cũng không nhắc tới, nhưng giống như một cái tát tát mạnh anh ta trước mặt bao người. Anh ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bẽ mặt như thế, khuôn mặt nóng rát. Chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể quay về Đông Hải bất cứ lúc nào. Tần Kiệt thầm kêu sảng khoái, cố nén cười nói. Vậy chúng ta đi thôi. Mạc Phàm gật đầu, từ đầu đến cuối không để ý đến Giang Phong. Cách đó không xa, Giang Phong nắm chặt tay lại, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy. Một tiểu tử vô danh cũng dám đối xử với anh ta như vậy. Thấy Mạc Phàm sắp rời đi, anh ta nghiến răng, tức giận hỏi. Mạc Phàm, cậu chắc chắn không muốn biết tin tức từ chỗ tôi sao? Mạc Phàm dừng bước, liếc mắt nhìn Giang Phong một cái. Cho anh một phút để nói chuyện anh biết, nếu chỉ là chuyện Thiên Thành diệt đến Đông Hải, anh không cần mở miệng nói nữa. Giang Phong nhíu mày, sửng sốt. Cậu bế quan 4 ngày ở trong sơn động, sao lại biết chuyện Thiên Thành diệt? Tần Kiệt cũng nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Sư phụ, Thiên Thành diệt là ai? Mạc Phàm không giải thích, chỉ lạnh nhạt nói. Anh còn 55 giây. Anh ta nghĩ rằng trong sơn động không có tín hiệu. Hắn không thể biết tin tức bên ngoài à, buồn cười. Cậu! Giang Phong tức đến mức nghiến chặt răng, trầm giọng nói. Thiên Thành diệt lấy mấy chục thuyền đánh cá dựng lôi đài ở Đông Hải, mấy trăm ngư dân không rõ sống chết, tin tức này đã truyền khắp Đông Hải. Hơn nữa người Đông Hải nhận định chuyện này là do cậu tạo thành, hiện giờ Đông Hải đã vô cùng hỗn loạn, cậu cũng thành kẻ địch của Đông Hải, có không biết bao nhiêu người muốn bắt được cậu, đưa cậu cho Thiên Thành diệt, đổi lấy an toàn của Đông Hải. Cái gì? Sắc mặt Tần Kiệt thay đổi. Lúc này bọn họ mới rời đi vài ngày, Mạc Phàm đã thành kẻ địch của Đông Hải. Tuy anh ta không biết vì nguyên nhân gì mà như vậy, nhưng dựa theo lời Giang Phong nói, quả thật có khả năng. Mạc Phàm cứu 10 vạn người, cũng không đánh lại liên lụy đến một người vô tội, trở thành kẻ địch của một đám người. Rất nhiều người sẽ không vì được hắn cứu, mà mang ơn trong lòng. Hả? Mạc Phàm nhướng mày. Trong mắt lóe lên hàn quang. Xem ra không chỉ có Thiên Thành diệt tâm ngoan thủ loạt, còn có người giúp phía sau nữa. Sẽ là ai đây? Liễu gia, Hoàng Thiếu Nguyệt, Bạch gia, Thiếu Lâm. Hắn suy nghĩ một lát, rời mắt nhìn về phía Giang Phong. Anh muốn gì, sẽ không tự nhiên có bánh thịt rơi từ trên trời xuống. Giang Phong này đã chạy tới nói với hắn những chuyện này, chắc chắn có mục đích khác. Giang Phong thấy Mạc Phàm động tâm. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tươi cười đắc ý lại xuất hiện trên mặt lần nữa. Anh ta không tin cừu không ăn lúa mạch non, lần này cá mắc câu rồi. Thực ra rất đơn giản, tôi cho cậu 2 lựa chọn. Thứ nhất, cậu tự mình thừa nhận chuyện tiêu diệt Phu Thần giáo là do tôi ủy thác cậu làm, Giang gia chúng tôi có thể giúp cậu giải quyết chuyện này. Thứ hai sao, chỉ cần cậu tuyên bố ở rể Giang gia chúng tôi, chị họ tôi sẽ gả cho cậu, Giang gia chúng tôi cũng giải quyết chuyện này giúp, chị họ tôi là người mẫu. Tuyệt đối xứng với cậu. Giang gia bọn họ không chỉ có cha anh ta là tư lệnh đơn giản như thế, Giang gia bọn họ có công ty vận tải đường biển, đã kinh doanh được 100 năm, rất có thế lực trên biển. Nếu Mạc Phàm gật đầu, lựa chọn 1 trong 2, bọn họ hoàn toàn có thể phái thuyền đuổi Thiên Thành diệt đi, hay giết chết. Còn những tên ngu dân không biết tốt xấu ở Đông Hải, hoàn toàn không cần để ý đến. Đương nhiên nếu không phải nhìn chúng Mạc Phàm diệt Phu Thần giáo, Giang gia bọn họ chẳng muốn hợp tác với Mạc Phàm. Hành động diệt Phu Thần giáo lần này rất thành công, không chỉ cứu 10 vạn người bị huyết tế, còn diệt toàn bộ đệ tử của Phu Thần giáo, đây là chuyện hiếm có từ khi khai quốc tới nay. Hơn nữa chuyện này gần như do một mình Mạc Phàm hoàn thành, quân đội chỉ làm một chút công tác hậu kỳ. Nếu có thể cầm công lao từ trong tay Mạc Phàm, có lợi rất lớn với Giang gia bọn họ. Nếu không chỉ là một thuật sĩ giang hồ, cần anh ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy sao? Giang Phong vừa nói xong, Tần Kiệt nhíu chặt mày. Lúc bọn họ đối phó Vô Thần giáo, không thấy người Giang gia ra mặt, lúc này Giang gia đứng ra là muốn cướp đoạt công lao. Hơn nữa Giang gia còn thừa dịp Đông Hải gặp chuyện không may, không khác gì loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sắc mặt đám Liên Thành, Liệt Hỏa cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn có phẫn nộ. Bọn họ ghét nhất là người mạ vàng. Hiện giờ Giang Phong này không chỉ muốn mạ vàng,
còn muốn cướp đi toàn bộ công lao. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ. Nếu tôi không lựa chọn thì sao? Không chọn, vậy càng đơn giản, cậu không phải người của quân đội, cũng không phải cảnh sát, giết hơn ngàn người ở đây, có khả năng phải đi theo chúng tôi một chuyến, tiếp nhận điều tra, không sai, là như vậy. Giang Phong hơi híp mắt lại, cười âm hiểm nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chỉ có thể bắt Mạc Phàm lại. Chỉ cần đè Mạc Phàm một ngày, khiến cậu ta không thể đến chỗ hẹn, chuyện Đông Hải sẽ ầm ĩ hơn nữa, anh ta không tin đến lúc đó Mạc Phàm không chịu cúi đầu. Giang Phong, anh dám. Tần Kiệt nghiến răng nói. Sư phụ anh ta không giết người Vu Thần Giáo, huyết tế sẽ tiếp tục kéo dài. Sư phụ anh ta ngăn cản huyết tế, Giang Phong còn mang người tới so đo chuyện giết người. Tôi làm việc theo trình tự, có gì mà không dám, nếu sư phụ cậu là tự vệ đúng đắn, hay là vì bất đắc dĩ cứu người, điều tra 2-3 ngày sẽ được thả ra. Đương nhiên nếu điều tra ra cậu ta vì báo thù riêng mà giết người, vậy có khả năng phiền phức rồi, giết người ở Hoa Hạ chúng ta là tội lớn. Giang Phong liếc mắt nhìn Tần Kiệt một cái, cười nói. Anh! Tần Kiệt tức giận đến mức hai mắt bốc lửa. Lúc này Giang Phong làm việc theo trình tự, sao anh ta cướp đoạt công lao không làm việc theo trình tự? Sắc mặt đám Liên Thành và Liệt Hỏa ở bên cạnh âm trầm, vài người nắm chặt tay lại, ước gì có thể đi lên thu thập Giang Phong này. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe ra hàn quang. Tôi sẽ không chọn, cũng không đi theo anh một chuyến, anh có thể bắt tôi thử xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửm. Giang Phong nhíu chặt mày, sau đó hử lạnh một tiếng. Liên Thành, các anh còn thất thần làm gì, không nhanh bắt hai người kia lại cho tôi. Trong lúc này, một đám binh lính bên cạnh Liên Thành đều nhìn về phía Liên Thành, không ai ra tay. Mạng của bọn họ là do Mạc Phàm cứu trở về. Tính cả chuyện Mạc Phàm giết Thiết Bối Ưng cứu bọn họ nữa, Mạc Phàm đã cứu bọn họ 2 lần. Giang Phong ra lệnh cho bọn họ bắt người cứu bọn họ 2 lần, hơn nữa người này không làm sai chuyện gì, có sai là người ra lệnh cho bọn họ. Liên Thành do dự một lát, ra hiệu bằng tay với Liệt Hỏa và Lão Trương. Hai người hiểu ý, đi theo Liên Thành đến chỗ Mạc Phàm. Giang Phong nhướng mày, vẻ đắc ý lại dày đặc hơn. Đấu với Giang gia bọn họ, còn kém xa lắm. Anh ta không tin lá gan Mạc Phàm lớn như vậy, dám chống lại chiến sĩ Hoa Hạ vây bắt. Mạc Đại Sư, cậu muốn suy nghĩ thêm hay không? Anh ta vừa mới nói xong. Bốp, một cái tát vang dội lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tát mạnh vào mặt Giang Phong. Nghĩ con mẹ cậu ấy, suy xét chị gái cậu sao, dám nói chuyện với Mạc Đại Sư như vậy, lão tử hoài nghi cậu có tội, đi theo chúng tôi một chuyến. Liệt Hỏa nghiến răng, hùng hùng hổ hổ nói, biểu cảm như kiêu binh. Cậu ta nghĩ rằng đội hải quân lục chiến của anh ta không biết phải trái, người khác nói gì sẽ làm theo, không có ý kiến của mình sao. Một cái tát này đánh xuống, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, vẻ mặt Tần Kiệt thì hả giận. Những thành viên đội hải quân lục chiến lộ ra tươi cười không khác Liệt Hỏa, vẻ mặt kiêu binh nhìn chằm chằm Giang Phong. Một tay Giang Phong ôm má nóng rát, nghiến răng, gương mặt anh Tuấn có chút hung dữ. Một tiểu binh lính, vậy mà cũng dám đánh anh ta. Từ khi anh ta sinh ra chưa từng bị như vậy, cho đến bây giờ đều là anh ta đến bộ đội, thu thập những binh lính không có thân phận bối cảnh này. Thu thập xong, những binh lính này ngoại trừ nịnh bợ anh ta, thì không có biện pháp gì khác. Con mẹ nó, anh không muốn sống nữa đúng không? Giang Phong giận dữ hét. Cậu đang uy hiếp chiến sĩ đội hải quân lục chiến Hoa Hạ sao? Liệt Hỏa không sợ hãi, cười nói. Hai người còn thất thần làm gì, nhanh ra tay. Giang Phong giận dữ hét lên với hai người phía sau. Anh ta muốn đám binh lính này bắt Mạc Phàm, kết quả thì ngược lại mình bị tát một cái, chuyện này làm anh ta không ngẩng đầu lên được. Sắc mặt hai người mặc thường phục phía sau anh ta thay đổi, vội vàng đi về phía Liệt Hỏa. Hai người vừa cử động, mấy chục chiếc súng xung quanh tự động chĩa về phía đám Giang Phong. Ken két, chốt bảo hiểm mở ra, họng súng tối đen khiến lưng người ta phát lạnh. Thậm chí có mấy điểm đỏ chiếu về phía mi tâm ba người, chỉ cần ba người hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ bị bắn nổ đầu. Hai người đàn ông mặc thường phục nhíu mày, không chút do dự giơ tay lên. Mắt Giang Phong mở to, một hai binh lính thì thôi, vậy mà cả đám người đều bảo vệ Mạc Phàm. Dù sao anh ta cũng là đại thiếu Giang gia, từng thấy không ít tình cảnh, cho nên nhanh chóng tỉnh táo lại.
Liên Thành, các anh muốn tạo phản à? Vị thiếu gia này, những lời này của cậu dọa sợ lão đại tôi đó, chúng tôi không phải lính của cậu, chúng tôi là chiến sĩ Hoa Hạ, tạo phản cái gì, đừng nói với tôi là cậu tên Hoa Hạ đấy nhé. Liệt Hỏa cười nói. Trong chớp mắt khuôn mặt Giang Phong đỏ bừng, sắc mặt rất khó coi. Liên Thành, có phải mắt các anh bị mù đúng không, không biết tôi là ai sao? Giang Phong vừa kêu lên như vậy, Liên Thành luôn trầm mặc lúc này mới mở miệng, một tay anh ta vươn đến trước mặt Giang Phong. Quả thật gần đây thị lực của tôi không được tốt lắm, xin hỏi cậu là ai, nếu cậu là binh lính thì mời lấy chứng nhận binh lính, nếu cậu là sĩ quan thì mời lấy chứng nhận sĩ quan của cậu ra, nếu cậu không có hai thứ này, mời lấy chứng nhận thân phận của cậu ra, sau đó theo chúng tôi một chuyến, bởi vì chúng tôi cậu có mưu đồ gây rối ở đây. Trong giọng điệu nói chuyện giống như thật sự không biết, không giống đang nói đùa. Giang Phong lại sửng sốt, cha anh ta là tổng tư lệnh, anh ta không có nhập ngũ, hiện giờ đang học khoa quản lý ở Đại học Cambridge, lấy đâu ra thân phận quân nhân. Trong chớp mắt anh ta thở hồng hộc như trâu, giọng nói như sấm rền. Cha tôi là Giang Thành, như vậy còn chưa đủ sao, Liên Thành. Ha ha, cha cậu tên là Giang Thành sao? Liệt Hỏa nở nụ cười. Những binh lính khác cũng cười khinh thường, Tần Kiệt cũng lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Trước khi chưa gặp Mạc Phàm, anh ta cũng như Giang Phong, cảm thấy bối cảnh đủ cứng là được. Thực ra ở trong mắt một số người, chuyện này như một câu chuyện cười, thực lực mới là tất cả, không có thực lực sớm muộn gì phòng ốc cũng sập. Cha cậu là cha cậu, không phải cậu, ông ấy có thể ra lệnh cho chúng tôi, nhưng cậu không có tư cách này, cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Liên Thành lạnh lùng nói. Anh! Giang Phong nắm chặt tay, trong mắt đều là phẫn nộ. Trước đây chỉ cần anh ta nói ra tên mình hay tên cha anh ta, lập tức có người cúi đầu xin lỗi anh ta. Hôm nay anh ta không chỉ không điều động được đám binh lính này, còn bị một người trong đó đánh, ngay cả tên cha anh ta cũng không có tác dụng, đúng là một đám binh lính không biết sống chết, đợi quay về xem anh ta thu thập bọn họ thế nào. Các người đợi đó cho tôi, các người nhất định sẽ hối hận. Giang Phong lạnh lùng liếc nhìn Liên Thành một cái, sau đó rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn như vậy, không có Giang gia chúng tôi, cậu không đối phó được cao thủ Thanh Bang, chính cậu cũng không nuốt được công lao lớn như vậy. Giang Phong vừa nhắc đến chuyện cao thủ Thanh Bang, trên mặt đám Tần Kiệt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm thành kẻ địch của Đông Hải, nếu có thể liên thủ với Giang gia, có lẽ sẽ giải quyết dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà hiện giờ, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lắc đầu, cười khẽ. Hắn vươn một tay ra, năm ngón tay nắm chặt. Rầm, cửa đá đóng mạnh vào. Anh không phải tôi, sao anh biết tôi không đối phó được Thiên Thành Diệt? Hắn nói xong chậm rãi đi đến bên cạnh khu đất trống, một chiếc phi cơ trực thăng tư nhân đậu ở đây, phía trên còn có chữ Giang. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Vẻ mặt Giang Phong mờ mịt, hỏi. Hắn không để ý đến Giang Phong, bạch quang trên tay sáng lên, giống như bóng đèn sáng đến mức tận cùng. Tay hắn kéo ra sau, như dương cung, một chưởng đánh ra. Một cơn gió to tự nhiên nổi lên, thổi người ta không mở mắt ra được. Rầm, tay hắn đánh xuống cabin, hợp kim trên phi cơ trực thăng lập tức lõm xuống hơn một thước, cả phi cơ như đạn bay ra khỏi nòng súng bay về phía xa, bay ra xa một cây số mới dọc theo đường parabol rơi xuống. Bùm, một tiếng nổ mạnh truyền từ dưới núi đến, ngọn lửa như mây hình nấm bốc lên trong sơn cốc. Anh không phải tôi, làm sao biết tôi không lấy được công lao lớn như vậy? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Những lời này vừa vang lên, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Đám Liên Thành từng thấy Mạc Phàm biểu lộ thực lực, cũng trợn mắt há miệng. Mắt Giang Phong còn mở to hơn, vẻ mặt khó có thể tin. Phi cơ trực thăng của anh ta bản số lượng, không có ngàn vạn không mua được, quan trọng hơn là phi cơ trực thăng này nặng gần 5 tấn. Phi cơ nặng như vậy, lại bị một trưởng của Mạc Phàm đánh bay. Tiểu tử này còn là người sao? Mạc Phàm, cậu dám hủy phi cơ của tôi? Giang Phong nuốt nước bọt, cố chấp nói. Hủy phi cơ của anh? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Chỉ sợ anh cũng không biết cái giá phải trả cho việc mạo phạm tôi. Giang Phong nhíu mày, bị Mạc Phàm nhìn chăm chú trong lòng anh ta hơi sợ hãi. Cậu đã không chịu hợp tác với Giang gia chúng tôi thì thôi, chúng ta đi. Anh ta khoát tay, muốn rời khỏi nơi này, trong mắt lóe lên âm độc.
đám binh lính này giống như có quan hệ với Mạc Phàm, chỉ sợ hôm nay không có cơ hội thu thập đám người này, sau khi quay về sẽ tìm cơ hội. Một người cũng đừng nghĩ chạy trốn, một câu của anh ta chắc chắn có thể khiến đám người này chết vì nhiệm vụ, nhất là người vừa tát anh ta một cái, phải chết. Mạc Phàm sao, đợi Thiên Thành diệt diệt cậu ta, phần lớn công lao sẽ thuộc về Giang gia bọn họ. Đi sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng. Anh đi được à? Giang Phong này xông vào nơi hắn bế quan, làm nhục Tần Kiệt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn hắt nước bẩn lên người hắn, sai bảo đám Liên Thành bắt hắn như tội phạm. Anh ta cho rằng Y Tiên Bất Tử hắn chỉ là đứa bé 16, 17 tuổi. Trên mặt Giang Phong lộ ra bối rối, những binh lính này không dám nổ súng, nhưng Mạc Phàm không phải là binh lính. Mạc Phàm động một tí là diệt Hoàng gia Tấn Châu, còn giết người của Vu Thần Giáo, ở nơi này Mạc Phàm là người duy nhất giết được anh ta. Mạc Phàm, không phải cậu muốn giết tôi đấy chứ, cậu giết tôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện có một chút công lao, còn bị đưa vào nhà tù, chuyện này không có lợi với cậu. Giang Phong cố lấy hết can đảm nói, hô hấp không còn vững vàng như trước. Bây giờ tôi không giết anh, nhưng nếu chiến sĩ ở đây có một người xảy ra vấn đề, tôi mặc kệ anh là ai, tôi đều giết cả nhà anh, hiện giờ sao, đánh gãy tay chân anh là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mắt hắn hơi híp lại, màu trắng trong mắt biến mất toàn bộ, không còn chút nào. Trong con mắt màu đen, bốn đạo màu đen bay ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần tay chân Giang Phong. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết truyền từ trong miệng Giang Phong ra, anh ta đau đớn lăn lộn trên đất, khuôn mặt anh Tuấn hơi giật giật. Mạc Phàm, mày dám làm tao bị thương, mày đợi bị Thanh Bang diệt đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không có bất luận gợn sóng gì. Vậy anh cũng mở to hai mắt mà nhìn kỹ, tôi giết Thiên Thành diệt thế nào? Chúng ta đi. Mạc Phàm nói với Tần Kiệt. Dạ. Tần Kiệt đáp, hai người một hồ đi xuống núi. Hơn 3 tiếng sau, một chiếc phi cơ trực thăng quân dụng lượn vòng trên không thành phố Đông Hải. Sư phụ, chúng ta trực tiếp đến biển kia, hay về nhà trước? Tần Kiệt hỏi. Về nhà trước, lần này ra ngoài không vui chút nào. Tiểu hồ ly bĩu môi, bất mãn nói. Mạc Phàm luôn bế quan, Tần Kiệt thì bảo vệ Mạc Phàm như hộ pháp, nó đi dạo khắp nơi một mình, không thú vị chút nào. Có một lần ra ngoài, thiếu chút nữa bị một binh lính bắn, nó đã buồn bực lâu rồi. Mạc Phàm véo mặt mũm mĩm của tiểu hồ ly, nghĩ một lát. Hắn thành kẻ địch của Đông Hải, lúc này không biết bên biệt thự sẽ xảy ra chuyện gì, về trước nhìn kỹ rồi hãy nói. Bên Thiên Thành diệt sao? Hắn nhìn thoáng qua biển Đông, trong con người chớp lóe ánh sáng lạnh, Thiên Thành diệt không chạy thoát được, cũng không sống được. Về nhà trước đi, nhìn xem những người này đối xử với kẻ địch Đông Hải tôi thế nào. Đi vào trong đó. Tần Kiệt chỉ phương hướng cho người điều khiển, phi cơ trực thăng điều chỉnh phương hướng, bay về phía Vân Trung Thự. Vân Trung Thự, biệt thự số 9. Lúc này, mấy trăm người bao vây biệt thự nước không lọt qua được, có một số người còn cầm thứ gì đó trong tay. Mười mấy phóng viên cầm camera, có không ít người lấy di động ra quay. Tần Quỳnh nhíu mày đứng khoanh tay ở cửa. Đường Long, A Hào mang theo mấy chục đại hán đứng sau lưng Tần Quỳnh, lạnh lùng nhìn đám người chăm chút, trong khách sạn cách Vân Trung Thự không xa, Liễu Như Tùng, Hoàng Thiếu Nguyệt, còn cả người Bạch ra xem TV, đang chú ý đến một màn này, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Sắp bắt đầu rồi, xem bọn họ làm sao bây giờ. Các người đang làm gì vậy? Tần lão gia tử nhìn lướt qua mọi người, bất ôn bất hỏa hỏi. Lão gia tử, ông đừng giả bộ hồ đồ với chúng tôi nữa, giao Mạc đại sư ra đây, để chúng tôi dẫn cậu ta đi, chúng tôi lập tức đi ngay. Một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, làn da đen xì cười mỉa nói. Người đàn ông này vừa mở miệng, Đường Long ở phía sau Tần lão gia tử nhíu mày. Đỗ Hải này là thuyền vương trên biển Đông Hải, 1/3 thuyền ra biển đánh cá là của ông ta, coi như có chút thực lực ở Đông Hải. Nhưng nếu là trước đây, đừng nói là lão gia tử ra mặt, một câu của anh ta cũng khiến ông ta câm miệng rồi. Không biết hôm nay ăn tim gấu, hay là gan báo, vậy mà mang người chắn trước cửa nhà Mạc tiên sinh, còn dám vô lễ với lão gia tử như thế, đúng là không muốn sống nữa rồi. Đỗ Hải, con mẹ nó ông đừng có mà. Anh ta còn chưa nói xong, Tần lão gia tử liền giơ tay bảo anh ta im miệng.
Đường Long liếc mắt nhìn Đỗ Hải một cái, không nói nữa. Mạc đại sư đang trên đường quay về, không ở biệt thự. Tần lão gia tử lạnh nhạt nói. Tôi thấy cậu ta sợ cao thủ kia, mặc kệ sự sống chết của người Đông Hải chúng tôi rồi. Đỗ Hải âm dương quái khí nói. Tần lão gia tử nhíu mày, không nói tiếp. Mạc Phàm vốn không để ý đến sống chết của những người khác. Nếu Mạc đại sư không dám quay về, lão gia tử tránh ra đi, chúng tôi đi vào bắt người Mạc gia, lập tức đi ngay, lão gia tử ngăn cản như vậy, làm lão gia tử bị thương thì không hay rồi. Đỗ Hải giả mù sa mưa nói. Tần lão gia tử bất phi sở động, hỏi. Chuyện này không liên quan đến người nhà của Mạc đại sư, cậu bắt người nhà Mạc đại sư làm gì? Chỉ cần chúng tôi bắt người Mạc gia đưa cho cao thủ kia, có thể đổi về 10 người chúng tôi, Tần lão gia ông không biết sao? Đỗ Hải cảm thấy khó hiểu nói. Đường đường là Thái Sơn Đông Hải, thậm chí ngay cả tin tức cũng không biết, hay làm bộ như không biết. Lông mày tuyết trắng của Tần Quỳnh nhíu lại, tiếp tục hỏi. Cậu có nghĩ tới người Mạc gia sẽ có kết cục gì không? Đỗ Hải hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt là lạnh lùng. Sống chết của những người khác liên quan gì đến ông ta? Người Mạc gia có kết cục gì liên quan gì đến chúng tôi chỉ muốn cứu người của chúng tôi thôi. Ông ta mới mở miệng, trong đám người có người đứng ra. Chuyện này là do Mạc đại sư tự mình gây họa, dựa vào cái gì chúng tôi gặp tao ương, nếu cậu ta gây họa, cậu ta không có ở đây, vậy dùng người nhà cậu ta giải quyết đi, chúng tôi quản sống chết của bọn họ làm gì, bọn họ chết cũng là trừng phạt đúng tội. Một người phụ nữ béo tóc quăn nói rất chanh chua. Dừng một mạng Mạc gia đổi lấy 10 người bị bắt, chuyện này rất đáng giá, chết 10 còn tốt hơn được một. Một người đàn ông thư sinh nói. Không phải Mạc đại sư là đại sư sao, đại sư nên có phong phạm của đại sư, hy sinh hạ mình cứu những tiểu dân như chúng tôi, nếu không sao được chúng tôi gọi là đại sư, mọi người nói xem có phải không. Người đàn ông khác cười nói. Không sai. Trong lúc này, người một lời ta một câu, cục diện rất hỗn loạn. Trong khách sạn, đám Liễu Như Tùng thấy cảnh này trên TV, đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Muốn bảo vệ Mạc Phàm, đâu dễ như vậy, lúc này mới chỉ là bắt đầu, trò hay còn ở phía sau. Tần lão gia tử lắc đầu cười khổ, thế sự xoay vần trong con ngươi ông ta đều là thất vọng. Chuyện này có liên quan đến Mạc Phàm, nhưng thật sự chỉ là Mạc Phàm gây họa sao? Cho dù là Mạc Phàm gây họa, lại muốn hy sinh người nhà Mạc Phàm đi cứu người. Các người muốn tiến vào biệt thự này cũng được, bắt lão phu tôi trước đã, có lẽ có thể đổi về được một hai người. Hửm, không ít người nhìn về phía Tần lão gia tử với vẻ sửng sốt. Lão gia tử tiếp tục giúp đỡ Mạc đại sư, mặc kệ sống chết của những tiểu dân chúng tôi sao? Nếu là như vậy, vậy đừng trách chúng tôi không cho ông mặt mũi. Trên mặt Đỗ Hải hiện lên âm u, nói. Chỉ cần bọn họ bắt được một người Mạc gia là được 500 vạn, bọn họ đánh cá vài năm cũng không kiếm được nhiều như thế. Bắt mười mấy người, còn đánh cá làm chó gì, bao nuôi mấy em gái học sinh hưởng thụ không hết phúc. Hải ca, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với ông ta, lão già này là cá mè một lứa với Mạc đại sư kia, chúng ta cứ xông thẳng vào đi, xem bọn họ có thể làm gì chúng ta. Một người trẻ tuổi gầy yếu bên cạnh Đỗ Hải thúc giục. Tôi xem ai dám. Đường Long quát to một tiếng, giọng nói như hổ gầm. Anh ta vừa mới nói xong, những đại hán sau lưng anh ta không do dự đi về phía trước. Mọi người thấy rồi đó, bọn họ cùng một phe với Mạc đại sư giám chó kia, cùng ức hiếp những tiểu dân như chúng ta. Người thanh niên gầy yếu kia không sợ hãi, cười âm hiểm nói. Một câu của anh ta như thêm dầu vào lửa, cảm xúc của không ít người lập tức bùng nổ. Đừng nói lời vô nghĩa với ông ta. Xông vào đi. Trong mắt Đỗ Hải chớp lóe ánh sáng lạnh, khóe miệng nhếch lên. Đường Long, nếu là bình thường chúng tôi còn sợ cậu một chút, nhưng hôm nay sao, ngại quá, vì cứu gia nhân của tôi chỉ có thể đắc tội rồi, nếu cậu muốn ra tay thì cứ ra tay, trừ phi cậu giết hết chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua, chỉ là trước khi các người ra tay phải suy xét kỹ càng trước. Đỗ Hải nhìn thoáng qua đám phóng viên xung quanh nói. Ở đây có nhiều phóng viên như vậy. Trên cơ bản là phát sóng trực tiếp, ông ta không tin Đường Long dám ra tay trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Vào biệt thự, bắt người. Đỗ Hải cười âm hiểm khoát tay, dẫn đầu đi về phía biệt thự. Đường Long nắm chặt tay lại, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi,
muốn hạ lệnh ra tay, nhưng không thể. Nếu không phải có một đám phóng viên xuất hiện, đâu có chỗ cho Đỗ Hải làm càn. Làm sao bây giờ? Lông mày Tần lão gia tử nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên lo lắng, không rời đi, cũng không nói gì thêm. Trong khách sạn, Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt hơi nhếch miệng, cười vô cùng đắc ý. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Thấy Đỗ Hải sắp đi vào biệt thự, trước mắt mọi người sáng lên, một đạo lôi quang phát sáng từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào gần cửa biệt thự. Bùm bùm, tiếng sấm như tiếng bom nổ mạnh vang lên, bầu trời và cả Bạch Vân Sơn đều chấn động. Không đợi chấn động dừng lại, một giọng nói rét lạnh truyền đến. Người nào dám động đến người nhà tôi? Giọng nói này vừa vang lên, đám Liễu Như Tùng ở trong khách sạn khiếp sợ. Rè rè, trên màn hình TV là một vùng tuyết, không thấy rõ lắm. Sao lại thế này? Hoàng Thiếu Nguyệt vừa mới nở nụ cười một nửa, tươi cười lập tức cứng đờ, lông mày nhíu lại. Trong khách sạn Bạch Gia ở, cũng là cảnh tượng như vậy. Tình huống gì thế này? Có phải Mạc Phàm quay về rồi không? Không thể nào. Vừa nhắc tới Mạc Phàm, sắc mặt đám người không còn dễ nhìn như trước. Có phải Mạc Phàm hay không? Lát nữa sẽ biết, Liễu Như Tùng trầm giọng nói. Là cậu ta thì thế nào? Quay về lúc này, cậu ta có thể giết toàn bộ ngư dân thật sao? Cho dù cậu ta dám giết, sao Tần lão gia tử có thể đồng ý? Nếu Tần lão gia tử không ngăn cản Mạc Phàm, ông ta sẽ không là Thái Sơn Tần gia. Còn nữa, Mạc Phàm không qua được cửa của Thiên Thành Diệt đâu, Mạc gia bị diệt là chuyện sớm hay muộn, căn bản không cần phải lo lắng, Mạc Phàm lợi hại đến mấy là đối thủ của Thiên Thành Diệt sao? Bên ngoài biệt thự, theo bóng trắng hạ xuống, bạch quang tỏa sáng, biến thành điện quang hình cung lan tràn ra xung quanh. Điện quang đến chỗ nào, mọi người chỉ cảm thấy tay chân tê dần, giống như bị điện giật, cơ thể không tự chủ được dừng lại. Tất cả thiết bị điện tử phát ra âm thanh rè rè, khói đen tỏa ra, bị hủy hết trong chớp mắt. Lúc này bạch quang mới thu lại, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh lùng, trong mắt như có ngọn lửa. Mạc Phàm vừa mới xuất hiện, một chiếc phi cơ trực thăng trên không trung cách 10 thước bay tới. Dầm, Tần Kiệt nhảy xuống dưới theo, tự giác đứng sau Tần Quỳnh. Mạc tiên sinh, Đường Long vội vàng đi lên chào một tiếng, Tần lão gia tử cũng gật đầu. Mạc Phàm khẽ đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người muốn xông vào biệt thự. Hắn đoán có người sẽ làm chuyện mờ ám, không ngờ những người này dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Ai bảo các người bắt người nhà tôi? Giọng nói vô cùng lạnh lẽo mang theo nộ khí nồng đậm truyền đi rất xa, đám chim chóc sống trên cành cây ở phía xa nghe thấy âm thanh này, vội vàng vỗ cánh bay đi. Vẻ mặt đám Đỗ Hải khiếp sợ, sắc mặt thay đổi. Nhất là Đỗ Hải lúc trước không kiêng nể gì, ông ta lùi về sau theo bản năng, trong mắt lộ ra sợ hãi. Tuy ông ta không nhìn thấy rõ, nhưng rất rõ ràng là Mạc Phàm nhảy từ trên phi cơ xuống, nhảy từ nơi cao hơn 10 thước xuống, người bình thường không chết thì bị ngã thành tàn tật. Mạc Phàm không chỉ không sao, còn ngự điện mà đến, giống như lôi thần. Đây là Mạc Đại Sư sao? Có người nhìn Mạc Phàm chăm chú, ngơ ngẩn hỏi, giọng điệu không còn khí thế như trước. Mạc Đại Sư đã quay về, chúng ta có cần rời đi không? Có người nuốt nước bọt muốn rút lui. Tần lão gia tử là tướng quân khai quốc, thanh danh còn đó sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Nhưng Mạc Đại Sư thì không dễ nói chuyện như vậy, bọn họ muốn bắt người nhà Mạc Đại Sư, là ai đều không cần quan tâm, rất có khả năng Mạc Đại Sư sẽ giết bọn họ. Nghe thấy có người muốn rời đi, Đỗ Hải nhíu mày, trong mắt hiện lên nham hiểm. Cậu là Mạc Đại Sư đúng không? Cậu gây ra họa lớn như vậy, khiến thuyền đánh cá của chúng tôi bị giam nhiều như thế. Chúng tôi bắt người nhà cậu đi cứu người nhà tôi thì làm sao? Một người nhà cậu có thể cứu được 10 người của chúng tôi, nếu cậu thức thời, tự mình giao người nhà cậu ra đây. Hửm! Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn ý dày đặc hơn một chút. Kiếp trước, tiếc nuối lớn nhất của hắn là người nhà. Những người này muốn cứu ngư dân bị giam hắn không có ý kiến, nhưng dám lấy người nhà hắn đi cứu người, Thiên Thành Diệt phải chết, ai dám động vào người nhà của hắn, tiên nhân cũng không được. Tu sĩ cũng không được, người bình thường càng không ngoại lệ, đều phải chết. Cho dù người nhà tôi có thể đổi lấy 1 vạn mạng người, cũng sẽ không đổi nửa mạng của các người. Mạc Phàm vừa nói xong, hô hấp của tất cả mọi người như bị kiềm hãm. Mạc Đại Sư, chẳng lẽ cậu mặc kệ sống chết của người bình thường chúng tôi?
Đỗ Hải cố chấp nói. Dù sao bọn họ đã làm như vậy rồi, tên đã rời cung không thể quay đầu lại. Thành, sau này ông ta không cần vất vả kiếm tiền nữa. Cho dù thất bại cũng không sao, Mạc Phàm dám giết bọn họ chắc. Cho dù Mạc Phàm thật sự có lá gan này, cũng phải suy xét người sau lưng ông ta. Sống chết của các người sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười thê lương. Nếu hắn mặc kệ sống chết của những người này, khi dịch bệnh truyền nhiễm không biết Đông Hải chết bao nhiêu người. Hắn mặc kệ sống chết của những người này, những đứa bé bị Nam phái bắt đi còn có thể quay về sao? Hắn mặc kệ sống chết của những người này, 10 vạn người trên núi Vu Thần đã biến thành thây khô. Các người muốn bắt người nhà tôi đi chịu chết, vì sao tôi phải quan tâm sống chết của các người? Cậu, thực lực của cậu mạnh như vậy, không phải cậu nên bảo vệ những người tay trói gà không chặt như chúng tôi sao? Đỗ Hải vội nói. Mạc Phàm cười, thực lực mạnh nên bảo vệ thực lực yếu sao? Bộ dạng người này không được lắm, dùng đạo đức lừa gạt rất nhuần nhuyễn, ông ta cho rằng những thứ này có thể trói buộc được hắn sao? Ở chỗ hắn tu tiên, chuyện như vậy từng xảy ra rồi. Lúc hắn ra ngoài rèn luyện, một người đàn ông mặc quần áo tả tơi nói thôn anh ta bị cường đạo chiếm đoạt, mở miệng là tiên nhân bảo hắn đi giúp cứu người. Hắn thấy người này vô cùng đáng thương, tin là thật nên đi theo. Ai biết rơi vào bẫy của hổ yêu, thực ra người kia là hổ trành, chuyên giúp hổ yêu lừa gạt tu sĩ đến. Nếu không có bùa hộ mệnh sư phụ cho hắn, thiếu chút nữa hắn đã chết trong tay hổ yêu kia. Lúc này lại dùng những mánh khóe đó lừa hắn, ha ha. Hắn có tâm cứu giúp, nhưng sẽ không cứu người lấy hảo tâm của hắn làm trò tiêu khiển, nhất là người động vào người nhà hắn. Ông biết người mạnh có thể bảo vệ các ông, vậy các ông có biết người mạnh cũng có thể giết chết các ông hay không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh giọng hỏi. Mắt Đỗ Hải mở to, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, ông ta có cảm giác như bị mãnh thú vô cùng to lớn để mắt đến, lạnh lẽo truyền từ sống lưng đến gáy. Cậu đường đường là Mạc Đại Sư của Đông Hải, cậu muốn giết tôi sao? Đỗ Hải run rẩy nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, giết người này chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn. Người nào bảo các ông tới bắt người nhà tôi, không nói thì chết. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Nhất định có người sai bảo ở phía sau, đám người này mới dám tới biệt thự bắt người nhà của hắn, hắn nhất định phải tra rõ đám người này, một người cũng không thể thoát. Sắc mặt Đỗ Hải trầm xuống, ông ta rời mắt, quyết định chạy về phía đám người. Mọi người đều thấy rồi đó, Mạc Đại Sư không chịu cứu chúng ta thì thôi, còn muốn giết chúng ta nữa. Ông ta vừa mới kêu lên, không ít người lập tức kích động, nhìn về phía Mạc Phàm đầy bất mãn. Cậu muốn giết thì giết cả chúng tôi nữa. Một bà béo nắm chặt thắt lưng nói. Còn tôi nữa, giết cả tôi cũng được. Những người này vừa mở miệng, trên mặt Đỗ Hải và vài người hiện lên đắc ý, xem Mạc Phàm có dám giết người không. Mạc Phàm nhíu mày, hắn khẽ búng ngón tay, một đạo bạch quang bay về phía Đỗ Hải. Chết đi. Vèo. Đầu Đỗ Hải quay sang một bên, tươi cười trên mặt nhanh chóng cứng ngắc, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Sau đó chậm rãi mất đi ánh sáng. Phịch, Đỗ Hải như bùn lầy, té ngã trên mặt đất. A, tiếng thét chói tai vang lên trong đám người, mọi người vô cùng bối rối. Có người nhìn thấy Đỗ Hải bị giết trong chớp mắt, xoay người muốn rời đi. Có người nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ, giống như nhìn thấy ma quỷ. Mạc Đại Sư thật sự giết người rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh, liếc mắt nhìn đám người một cái, vẫn không có ý định dừng lại. Bùm, tiếng sấm vang lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh điện kiếm. Hắn cầm kiếm đi về phía đám người này. Là ai bảo các ngươi tới, nói. Phịch, Mạc Phàm vừa mới chất vấn, không ít người không cẩn thận ngã xuống đất, ngã về phía xa. Có mấy người thấy Đỗ Hải bị giết chết, mặt xám như cho tàn, trực tiếp sụi lơ trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Rõ ràng là muốn chạy trốn, nhưng hai chân căn bản không nghe sai bảo. Mạc Phàm bước hai bước là tới, lôi kiếm chỉ thẳng về phía người phụ nữ béo chanh chua lúc trước. Nói, hoặc chết. Người phụ nữ béo nhìn lôi kiếm, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Tôi nói, tôi là người bán cá ở bờ biển, là Đỗ Hải bảo chúng tôi tới, chỉ cần chúng tôi bắt được một người nhà của cậu, mặc kệ sống chết, đều có thể lấy được 50 vạn. Đây không phải là chuyện tôi muốn biết, chết.
Nếu người phụ nữ béo này vì người nhà bị bắt mà đến, có lẽ hắn có thể tha thứ. Nhưng vì tiền bạc mà tới bắt người nhà hắn, phải chết. Người nhà của Y Tiên bất tử hắn, không phải thịt cá mặc người ta sâu xé. Tay hắn nâng kiếm lên, đầu thân người phụ nữ béo hai nơi, huyết dịch văng đầy đất. Lại có một người chết, sắc mặt không ít người thay đổi. Ngay cả Tần lão gia tử đứng ở một bên cũng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm không nhíu mày một cái, lôi kiếm để sát vào một người đàn ông gầy khô. Người đàn ông gầy khô này nhìn thi thể Đỗ Hải và bà béo, nuốt nước bọt. Tôi nói, Đỗ Hải rất có danh tiếng trên biển, mấy ngày nay có mấy người tìm Đỗ Hải, chỉ cần Đỗ Hải có thể tập hợp một lượng lớn ngư dân tới bắt người nhà cậu, bắt được một người sẽ cho ông ta 500 vạn, vì thế Đỗ Hải giết một ngư dân không đồng ý tới nơi này gây chuyện. Cái gì, Đỗ Hải là vì tiền mới tới nơi này sao? Một ngư dân cảm thấy khó tin nói. Trong số bọn họ có không ít người nhà bị cao thủ thanh bang bắt đi, bọn họ tưởng rằng Đỗ Hải vì cứu người nhà bọn họ mới đến, ai biết thì ra là như vậy. Mạc Phàm không để ý đến những ngư dân này, tiếp tục hỏi. Những người này tên là gì, hay có đặc thù gì không? Có một lão nhân, một vị cô nương, hình như hai người đi cùng nhau, hai người này không phải người Đông Hải, khẩu âm của lão nhân là giọng Bắc Kinh, còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi, mắt rất sáng. Trong trắng nhiều hơn màu đen nhiều, có cảm giác như mắt cá chết, nhìn rất kỳ lạ, những chuyện này đều là thật, Mạc đại sư tha mạng, tôi vốn không muốn đến, nhưng con gái tôi bị bệnh, cần gấp một số tiền để mua thuốc, lúc này mới bí quá hóa liều. Người đàn ông gầy khô kích động nói. Mạc Phàm cất lôi kiếm, lão nhân giọng Bắc Kinh là Liễu Như Tùng, nữ chắc chắn là Hoàng Thiếu Nguyệt. Đôi mắt như cá chết, là bạch đồng tử của Bạch gia, xem Bạch Nhật lệnh không có tác dụng ở địa cầu. Nhưng cũng không sao, một người cũng không chạy thoát được. Có những ai tham dự vào chuyện này? Người đàn ông gầy khô thành thật nói tên vài người, cơ bản đều là người ầm ĩ lúc trước. Tiểu Long, mang bọn họ đi, giao cho cục cảnh sát. Tần lão gia tử đứng ra nói. Dạ, lão gia tử. Đường Long khoát tay với mấy đại hán, vài đại hán áo đen đi về phía mấy người kia. Tần Quỳnh gật đầu hài lòng, rời mắt nhìn những người khác. Mạc đại sư đã quay về, tôi đảm bảo với mọi người, Mạc đại sư nhất định sẽ không bỏ qua cho người xâm phạm Đông Hải chúng ta, nếu mọi người tin tưởng tôi, có phải nên rời đi hay không? Thực ra những ngư dân này cũng không muốn ầm ĩ lớn, dù sao người bắt người nhà bọn là thanh bang, không liên quan trực tiếp đến Mạc Phàm, bọn họ đều bị Đỗ Hải mê hoặc và quấy rầy mà tới. Hiện giờ Mạc Phàm quay về, cũng chứng minh bọn họ bị Đỗ Hải lừa gạt, bọn họ đã sớm muốn rời đi. Có không ít người xin lỗi Mạc Phàm và Tần lão gia tử, sau đó nhanh chóng rời đi. Trước biệt thự lại quay về yên tĩnh như xưa. Đợi đám người rời đi, Tần lão gia tử đến bên cạnh Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, kế tiếp cậu có dự định gì? Đã đuổi đám ngư dân rời đi, chuyện lớn nhất là vẫn còn đây, Mạc Phàm có thể đánh bại Thiên Thành Diệt là tốt nhất, nhưng Mạc Phàm là đối thủ của Thiên Thành Diệt sao? Mạc Phàm nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Truyền tin tức tôi quay về ra, truyền càng xa càng tốt, ngày mai tôi sẽ giết Thiên Thành Diệt. Mạc Phàm nheo mắt lại, phong mang lóe ra. Hôm nay như vậy thôi. Hắn còn chưa nói xong, liền đi về phía biệt thự. Tần lão gia tử cũng không hỏi nhiều, mọi chuyện chỉ xem cuộc chiến ngày mai giữa Mạc Phàm và Thiên Thành Diệt. Liễu gia, Hoàng gia và Bạch gia nên xử trí thế nào? Tần lão gia tử hỏi một câu. Thiên Thành Diệt là tai họa ngầm lớn nhất. Ba gia tộc này cũng không dễ trêu chọc, nếu không đã không có chuyện hôm nay. Ba nhà bọn họ, ngày mai tôi giết Thiên Thành Diệt, có gì phải sợ bọn họ? Mạc Phàm vân đạm phong khinh nói. Hiện giờ ba nhà này rất đáng chết, hắn hoàn toàn có thể tìm ra người ba nhà này giết chết. Nhưng để bọn họ sống thêm một tối, để bọn họ nhìn xem bọn họ trêu chọc phải ai, rồi hết hy vọng đi. Hắn nói xong xoay người đi vào biệt thự. Trong mắt Tần lão gia tử xuất hiện vẻ lo lắng, vẫn sắp xếp người đi làm việc dựa theo Mạc Phàm nói. Không lâu sau, trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố Đông Hải. Liễu Như Tùng tắt điện thoại, trên gương mặt già nua là nụ cười mỉa. Quả nhiên tiểu tử kia đã trở lại, ngày mai sẽ là ngày Mạc gia bị diệt. Trong một khách sạn khác, Bạch Phô Hận cha của Bạch Tiểu Long đứng cạnh cửa sổ, nhìn về phía Vân Trung Thự, trong mắt hiện lên chút sát ý. Tiểu Long,
ngày mai cha sẽ giết sạch người Mạc gia, báo thù cho con. Trong mật thất biệt thự Giang Nam, một thanh niên mặc trang phục luyện võ màu trắng cúi người với một lão giả râu tóc bạc trắng. Sư phụ, Đông Hải truyền tin tức đến, Mạc đại sư kia đã quay về, chắc là đại chiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Lông mày tuyết trắng của lão giả nhướng lên, mở mắt nói. Chúng ta đi thôi. Trong mắt lão giả chớp lóe lam quang, mật thất lập tức bị sóng gợn như nước biển bao trùm, sóng gợn biến mất, hai người cũng không thấy nữa. Trong lúc này, không chỉ Đông Hải, Giang Nam, còn có không ít người Vân Châu, Tấn Châu, thủ đô cũng xuất phát tiến về Đông Hải. Tông sư đại chiến, như long hổ tranh đấu, chuyện này rất hiếm gặp, nhất định không thể bỏ qua. Lúc tin tức lan truyền như điên, Mạc Phàm chào hỏi người nhà một tiếng, quay về phòng ngủ. Hắn lấy ra ba thứ, lấy pháp bảo Bạch Ngọc Kiếm, tinh hồn thiết đạt được từ chỗ Hoàng Thiếu Nguyệt lúc trước, còn có tảng đá hình đài sen ở trong sơn động Vu Thần Giáo. Ý niệm của hắn khẽ động, nhất nguội chân hỏa màu trắng sáng lên trong tay hắn. Ngọn lửa màu trắng đốt trên tảng đá hình đài sen, trên đài sen lập tức hiện lên vết rạn, tảng đá bên ngoài rơi xuống, lộ ra chất lỏng như thủy ngân bên trong, bên ngoài chớp lóe điện quang. Tạo hóa lôi kim, cũng là một loại nguyên liệu cấp cao luyện chế pháp bảo. Trình độ chân quý còn trên tinh hồn thiết, nếu không sao Vu Thần Giáo có thể thông qua bản mệnh tinh huyết khiến người ta trọng sinh. Nhân lúc này luyện chế mấy pháp bảo đi. Nhất nguội chân hỏa nướng ba thứ này, pháp ấn trên tay hắn không ngừng biến ảo. Mấy tiếng sau, ba thanh kiếm xuất hiện xung quanh hắn. Một trắng, một đỏ, một bạc. Bạch Ngọc Kiếm đã là pháp bảo, hắn sửa trận pháp bên trong, uy lực của nó hiện giờ mạnh gấp 5 lần trở lên lúc trước. Tinh hồn thiết biến thành tiểu kiếm đỏ như máu, bên ngoài bùng cháy ngọn lửa màu trắng. Tạo hóa lôi kim cũng hình kiếm, lôi quang chớp lóe khiến người ta sợ hãi. Sau này ngươi tên là Chu Sát. Mạc Phàm chỉ Bạch Ngọc Kiếm. Ngươi là Chu Diệt. Tiểu kiếm ngọn lửa màu đỏ. Ngươi tên là Chu Tà, lôi kiếm màu trắng. Ngày mai đi theo ta giết địch, diệt cừu, nổi danh thiên hạ, thế nào? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên cực nóng, hỏi. Ong ong, ba thanh kiếm cùng chấn động. Mạc Phàm cười hài lòng, tiếp tục động tác lúc trước. Sáng sớm hôm sau, bờ biển cách thành phố Đông Hải mười mấy cây em, ở nơi dày đặc đá ngầm. 36 chiếc thuyền bị xích sắt to cỡ cánh tay nối vào nhau, mỏ neo thuyền cỡ nửa người đâm sâu vào trong đá ngầm, xích sắt kéo thẳng, cố định thuyền lại. Trên bầu trời, rõ ràng mặt trời nhô lên cao, nhưng giống như không có ánh sáng, sắc trời vô cùng âm u, giống như giông bão sắp tới. Bình thường mặt biển gió thổi cao 3 thước, vậy mà yên bình hiếm có, không có một chút gió. Ngay cả mặt biển cũng không có bất luận gợn sóng gì, giống như xung quanh có thứ nó e ngại, không khí vô cùng áp lực. Trên mặt biển, cách nơi con thuyền được xích sắt nối liền không xa. Không ít du thuyền xa hoa đỗ trên mặt biển, bên trên đầy người mặc quần áo lộng lẫy. Trên bầu trời, hơn 10 phi cơ trực thăng lượn vòng cách mặt biển 2, 30 thước. Bất luận là du thuyền hay phi cơ đều là những thứ người bình thường không có được, ít nhất cũng phải có tài sản vài tỷ. Có một số du thuyền và phi cơ đánh dấu hiệu cảnh sát và quân đội, còn cả thế gia hay tông phái nữa. Trên những du thuyền và phi cơ trực thăng, không ít người cầm ống nhòm nhìn về phía này. Có một số người hai mắt lóe tinh quang, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ, trực tiếp nhìn về phía này, không thể không nói cục diện này không xa hoa. Trên một chiếc du thuyền trong đó, Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng đứng sóng vai. Người này là Thiên Thành Diệt sao? Hoàng Thiếu Nguyệt nhìn qua ống nhòm, nhìn một lão giả gầy khô ngồi trên chiếc thuyền cao nhất, giữa lông mày là nghi ngờ. Cô ta từng thấy thực lực của Mạc Phàm, hư không sinh hỏa, chú ấn diệt tộc, bất luận là cái nào đều khiến cô ta hiện giờ không thể ngủ say vào ban đêm. Lão giả này nhìn không khác gì lão giả đánh thái cực ở trong công viên, cô ta cảm thấy lão giả này như người nằm bệnh viện mấy tháng, lão giả như vậy có bản lĩnh gì, có thể đánh bại Mạc Phàm không? Mạc Phàm diệt hoàng gia cô ta, lại diệt Vu Thần Giáo, thực lực rõ như ban ngày. Hoàng tiểu thư, cô vẫn không biết thực lực của tông sư rồi, cô cảm thấy hiện tượng ở xung quanh đều do thời tiết sao? Liễu Như Tùng cười khinh thường nói. Trước khi chưa bị Mạc Phàm phế đi, ông ta là tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực không bằng Mạc Phàm, nhưng hiểu biết rất rõ về cảnh giới của võ giả, dù sao Liễu gia bọn họ là võ đạo thế gia nổi tiếng ở thủ đô.
võ giả cảnh giới tôi thể luyện tinh, cảnh giới trúc cơ luyện khí, cảnh giới tiên thiên luyện thần. Muốn đột phá đến cảnh giới kim đan trong truyền thuyết, tất phải hợp nhất ba loại tinh, khí, thần mới được. Bất luận một loại yếu hơn, đều rất khó ngưng tụ kim đan, tu thành cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết. Chẳng lẽ mặt trời, gió biển, mặt biển xung quanh đều bị thiên thành diệt này khống chế? Vẻ mặt Hoàng Thiếu Nguyệt sửng sốt, khó có thể tin hỏi. Cô ta là người hoàng gia, võ đạo không thông, nhưng có chút hiểu biết với pháp thuật. Thời cổ những đại sư này có thể cầu mưa, không phải thần niệm có thể thay đổi thiên tượng, thì là kẻ lừa đảo vận khí tốt, đúng lúc gặp được trời mưa xuống. Thiên thành diệt này là một võ giả có thể khiến khí tượng ở biển rộng thay đổi sao? Thần niệm này tuyệt đối đã thông thiên, không khác gì chân nhân. Một võ giả có thần niệm chân nhân, người này lợi hại biết bao nhiêu. Nếu lão phu đoán không sai, khí tức xung quanh đều chịu ảnh hưởng của thiên thành diệt, nếu lúc nữa Mạc Phàm không thể thay đổi được khí tượng xung quanh, vậy cậu ta nhất định sẽ chết, chỉ là thiên thành diệt đã đến mức này, thần thông thông thiên, Mạc Phàm kia cũng không có bất luận phần thắng gì. Liễu Như Tùng cười nói vô cùng chắc chắn. Hai mắt Hoàng Thiếu Nguyệt phát sáng, khóe miệng hơi nhếch lên. Mạc Phàm còn sống một ngày, cô ta không thể sống yên ổn một đêm, dù sao trên người cô ta còn có chú ấn Mạc Phàm hạ xuống. Cô ta không biết Mạc Phàm vì nguyên nhân gì, không kích hoạt chú ấn giết cô ta. Nhưng cô ta biết chỉ cần Mạc Phàm vừa chết, cô ta không chỉ báo được thù, cũng hoàn toàn tự do. Ở một vị trí khác. Một tiểu nha đầu buộc tóc sừng dê đứng bên cạnh một lão giả mặc huyền y ngồi trên xe lăn. Tuổi nha đầu này tương đương với tiểu vũ, khuôn mặt như trẻ con. Nhưng luận về kiến thức và nhãn lực, những bạn cùng lứa tuổi không thể so sánh được với cô. Ông nội, tên thiên thành diệt này thật hung dữ, người cũng vô cùng khủng bố, chỉ sợ đã đến tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần thân thể cường thịnh hơn chút nữa, có thể đến tiên thiên hậu kỳ, còn đến được kim đan. Nhà đầu buộc tóc sừng dê nghiêm túc nói. Ông ta đâu chỉ hung dữ, nếu năm đó không phải ông ta vội vã chạy trốn, một quyền của ông ta đánh mạnh hơn chút, ông không chỉ bị tàn phế, mà là thân tử đạo tiêu. Lão giả huyền y còn sợ hãi nói. Năm đó ông ta tuổi trẻ khí thịnh, là một trong những cao thủ tiên thiên đuổi giết thiên thành diệt. Kết quả giao thủ với thiên thành diệt, ông ta mới biết thiên thành diệt đáng sợ thế nào. Cùng là cao thủ tiên thiên sơ kỳ. Chênh lệch giữa ông ta và thiên thành diệt như trứng chim và tảng đá. Một quyền của thiên thành diệt đã đập nát xương sống ông ta, tôn ra tìm bác sĩ và thuốc tốt nhất, cả đời này ông ta chỉ có thể ngồi xe lăn. Ngay cả làm người đàn ông cũng không được, bởi vì chi dưới của ông ta không có bất luận chi giác gì. Trước khi tới, ông ta từng nghĩ nhân cơ hội cho thiên thành diệt một kích chí mạng, báo thù năm đó. Nhưng nhìn thiên thành diệt hiện giờ, ông ta không còn ý nghĩ báo thù nữa rồi. Cho dù ông ta khổ luyện mất ăn mất ngủ, chênh lệch giữa ông ta và thiên thành diệt không chỉ không giảm đi, trái lại còn kéo dài hơn. Thiên thành diệt hiện giờ, chỉ dùng một ngón tay cũng giết được ông ta. Ông nội tôn, nếu không phải Vạn Thiên Tuyệt hay Lâm Thiên Nam tới, thù của ông không báo được rồi. Cô gái buộc tóc sừng dê tiếc nuối nói. Muốn đánh bại thiên thành diệt, ít nhất phải có thực lực tiên thiên hậu kỳ, nếu không không có khả năng. Theo cô biết. Võ giả có khả năng đến tiên thiên hậu kỳ là Vạn Thiên Tuyệt của Thanh Bang và Lâm Thiên Nam người đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Người trước là sư huynh của Thiên Thành Diệt, thề 10 năm không vào Hoa Hạ, thời gian chưa đến, không có khả năng đến đây. Người sau được phái đến nơi bí mật chấp hành nhiệm vụ, cũng không có khả năng xuất hiện. Còn Mạc Đại Sư quyết đấu với Thiên Thành Diệt, thực lực tối đa là tiên thiên sơ kỳ. Đối phó với Thiên Thành Diệt mười mấy năm trước thì có khả năng. Gặp phải thiên thành diệt hiện giờ, chỉ có đường chết. Ái ra, lão giả huyền y ngồi trên xe lăn thở dài một hơi, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Xem ra lúc lão phu còn sống muốn báo thù là không có khả năng. Ha ha, ông nội tôn, ông đừng tức giận, mọi chuyện vẫn còn chút hy vọng, nhớ đâu sẽ trở thành sự thật thì sao, dù sao Mạc Đại Sư kia còn chưa tới. Cô gái buộc tóc sừng dê khuyên. Tiểu tinh, con đừng an ủi ông nội nữa. Không có khả năng đâu, ông nghe nói Mạc Đại Sư kia chưa tới 20 tuổi, ngay cả Lâm Thiên Nam cũng phải 30 tuổi mới tăng đến tiên thiên trung kỳ, Mạc Đại Sư này có thể so được với Lâm Thiên Nam sao? Lão giả huyền y lắc đầu nói. Cô gái buộc tóc sừng dê kia bĩu môi, cũng không nói nữa. Đây là sự thật, dựa theo tình trạng địa cầu hiện giờ,
Hoa Hạ có một Lâm Thiên Nam đã là kỳ tích rồi. Nếu Mạc Đại Sư còn yêu nghiệt hơn Lâm Thiên Nam, vậy chắc chắn là tiên nhân chuyển thế trong truyền thuyết. Mọi người đợi ở đây 3 tiếng, trên mặt biển không sóng không gió không ánh sáng, yên tĩnh làm người ta cảm thấy quỷ dị, vẫn không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Mạc Đại Sư này có tới hay không, không phải bị dọa sợ không dám tới đấy chứ. Trên máy bay Bạch Gia, một người bên cạnh Bạch Vô Hận cười âm hiểm nói. Lúc quyết đấu, một bên tự biết không địch lại không tới là chuyện rất bình thường. Lúc này trên phi cơ quân đội của Tần Lão Gia Tử và Lạc Lão Gia Tử, cũng truyền đến âm thanh như vậy. Mạc Đại Sư sẽ không lâm trận. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Đến rồi. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tây. Đại Sư đã. Phía Tây, trên mặt biển yên tĩnh, một bóng trắng chậm rãi đạp sóng mà đi, càng ngày càng gần. Nước biển ở dưới chân hắn như sàn nhà, hoàn toàn không trầm xuống. Người này mặc trang phục đơn giản thoải mái, đều không phải hàng hiệu. Nhưng mái tóc đen tuyền, hai mắt sâu thẳm như trời xanh, da thịt như ngọc, gương mặt thanh tú, vẻ mặt thản nhiên làm cho người ta có cảm giác trích tiên hạ phàm, người này đúng là Mạc Phàm. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cuối cùng cậu ta cũng đến rồi. Hoàng Thiếu Nguyệt có chút kích động nói. Cô ta nằm mơ cũng mơ thấy cảnh tượng người nhà bị thiêu chết, hiện giờ cơn ác mộng này sắp kết thúc rồi. Đợi xem, hôm nay chắc chắn tiểu tử này một đi không trở về. Liễu Như Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Cách đó không xa trên một chiếc phi cơ trực thăng, Bạch Vô Hận lộ ra biểu cảm tương tự. Cô gái buộc tóc sừng dê lúc trước mở miệng nhìn thấy Mạc Phàm, trên gương mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ông nội tôn, chắc ông phải thất vọng rồi, nhưng ông đừng nản lòng. Đợi con trưởng thành, con nhất định sẽ báo thù giúp ông. Lão giả ngồi trên xe lăn cười chua xót, không nói gì thêm. Mạc Phàm còn yếu hơn ông ta tưởng tượng nhiều. Trên một du thuyền khác, trong mắt một lão giả hiện lên lam quang như nước gợn, nhíu mày. Tiểu tử này là Mạc Đại Sư sao? Chính là cậu ta, làm sao vậy, sư phụ? Bên cạnh lão giả này, một người thanh niên trẻ tuổi hỏi. Cậu ta chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ. Lão giả vô cùng bất vọng nói. Không thể nào, Mạc Đại Sư giết chết yêu thú cảnh giới tiên thiên của hoàng gia, sao có thể chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ. Đợi con đến trúc cơ hậu kỳ, cũng có thể thử giết yêu thú tiên thiên xem. Lão giả cười khinh thường nói. Sở dĩ người là người, vì người có thể sử dụng công cụ. Tuy yêu thú hoàng gia là cảnh giới tiên thiên, nhưng đừng quên người có pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Cho nên trúc cơ hậu kỳ giết chết yêu thú tiên thiên cũng không có gì kỳ lạ, lúc ông ta đến trúc cơ hậu kỳ cũng từng giết yêu thú tiên thiên. Ông ta tưởng rằng cuối cùng Giang Nam xuất hiện một thiếu niên tông sư, xem ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Thiếu niên tông sư, nghe qua thì đơn giản, nhưng nói thì dễ hơn làm. Vậy chẳng phải Mạc Đại Sư không có bất luận khả năng thắng thiên thành diệt sao? Người thanh niên kia nói, thắng, một tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Một trúc cơ hậu kỳ, cách nhau gần 3 cảnh giới, sao có thể thắng được? Ông ta tưởng là tông sư đấu với nhau, xem ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Vậy chúng ta còn giúp cậu ta không, dù sao cũng là người hai người Tần Lão Gia Tử và Lạc Lão Gia Tử tự mình ra mặt mời. Người thanh niên nhìn chằm chằm lão giả, cẩn thận hỏi. Bọn họ là Nam Cung gia ở Giang Nam, thời kỳ kháng chiến Nam Cung gia bị giặc ngoại xâm để mắt đến, tộc nhân chết hầu như không còn. Một đám đứa bé còn sót lại cũng bị giặc ngoại xâm bắt lấy, chuẩn bị bồi dưỡng thành gián điệp. Sau khi cao thủ nhà Nam Cung bế quan ở nơi thâm sâu, cũng là lão giả Nam Cung Thiên này biết, lập tức xuất quan giết hơn ngàn giặc ngoại xâm. Nhưng lão giả này không biết đứa bé Nam Cung ra đi đâu. Đám đứa bé này còn chưa ra khỏi Hoa Hạ, liền được một đám quân nhân cứu, là Tần Quỳnh và Lạc Phi đúng lúc đi ngang qua, cũng đưa bọn chúng về Nam Cung ra. Nam Cung gia xem như nợ Tần Quỳnh và Lạc Phi một ân tình. Mấy ngày hôm trước Tần Quỳnh và Lạc Phi đến Nam Cung gia tìm bọn họ, hy vọng có thể cứu Mạc Phàm một mạng. Lão giả im lặng một lát, khẽ thở dài. Sư phụ sẽ khuyên cậu ta, coi như là trả nhân tình cho hai người kia, nếu tiểu tử kia không nghe, sư phụ cũng không có biện pháp, dù sao đối phương là thiên thành diệt, không phải người khác. Ông ta nói xong trong mắt chớp lóe lam quang. Trên mặt biển yên bình, một đạo ám sóng, nhanh chóng lao về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đang đi về phía thiên thành diệt,
bỗng nhiên hắn nhíu mày, dừng bước lại. Trước người hắn, một sóng nước hình người xuất hiện từ trong nước biển. Tiểu tử, dừng bước lại đi, cậu căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Sóng nước hình người há to miệng, truyền ra giọng nói uy nghiêm của Nam Cung Thiên. Mạc Phàm nheo mắt lại, thủy ảnh thuật. Đây là một loại pháp thuật hệ thủy, ngưng tụ lượng nước lớn, có được tính công kích nhất định, cũng có thể dùng để đưa tin. Hắn nhìn xuyên qua người nước, nhìn về phía Nam Cung Thiên trên du thuyền. Sau đó thì sao? Sau đó xin lỗi Thiên Thành Diệt và Thanh Bang, nể mặt Tần Quỳnh và Lạc Phi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ mạng của cậu và Mạc gia. Nam Cung Thiên cao cao tại thượng nói. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức thoải mái hơn. Hai vị lão gia tử đúng là hao tâm tổn trí, nhưng mà không cần. Tôi thấy tôi không cần thiết phải xin lỗi Thanh Bang hay Thiên Thành Diệt. Mạc Phàm cười nói. Hôm nay không chỉ Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh phải chết, những người đáng chết khác ai cũng không chạy được. Có người xin lỗi, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Tiểu tử, càn rỡ, thực lực của cậu là trúc cơ hậu kỳ, cậu nghĩ mình là đối thủ của Thiên Thành Diệt sao? Nam Cung Thiên hơi tức giận nói. Nếu không phải nợ nhân tình của Tần Quỳnh và Lạc Phi, ông ta lại sinh lòng ái tài, muốn bồi dưỡng Mạc Phàm, sao ông ta có thể ra mặt cứu Mạc Phàm? Trúc cơ hậu kỳ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Ông nhìn lại xem tôi có thực lực gì. Thủy ảnh hình người nhíu mày, lại nhìn Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi. Cảnh giới tiên thiên. Vừa rồi Mạc Phàm chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ, bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn, đến cảnh giới tiên thiên, còn không ngừng tăng lên. Ông lại nhìn lần nữa xem. Mạc Phàm lại nói tiếp. Trong mắt lão giả lóe lên lam quang, lại nhìn thoáng qua. Không có tu vi. Vừa rồi Mạc Phàm còn có cảnh giới tiên thiên, bỗng nhiên trên người không có một chút tu vi, không khác gì phàm nhân. Nam Cung Thiên nhíu chặt mày, sắc mặt âm u hơn, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt ông ta khôi phục như thường, xuất hiện vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, biết một chút pháp thuật giả thần giả quỷ cũng dám khoe khoang trước mặt lão phu, cậu nghĩ lão phu không nhìn thấu tu vi của cậu sao? Mạc Phàm có thể thay đổi hơi thở mạnh yếu. Chắc chắn dùng pháp thuật hay bí pháp gì đó. Không ít bí pháp không chỉ có thể che giấu hơi thở, cũng có thể khiến hơi thở vô cùng cường đại trong khoảng thời gian ngắn. Khi hô hấp Mạc Phàm ổn định chỉ có trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn là trúc cơ hậu kỳ không sai được. Loại mánh khóe nhỏ này lừa gạt những người khác còn được, muốn lừa gạt Thiên Thành Diệt, có khả năng sao? Giả thần giả quỷ. Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông đã có quan hệ với Tần Lão Gia Tử và Lạc Lão Gia Tử. Vậy tôi nhắc nhở ông một câu, tiên nhân không thể xem bề ngoài, có thể đấu được hay không ông sẽ biết nhanh thôi, lùi ra đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Bùm, thủy ảnh hình người nứt vụn, biến thành nước biển lần nữa. Mạc Phàm làm như chưa có chuyện gì xảy ra, lập tức đi về phía Thiên Thành Diệt. Trên du thuyền, Nam Cung Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Thế nào rồi, sư phụ? Người thanh niên vội vàng hỏi. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, không nghe khuyên bảo thì chưa tính, còn phá pháp thuật của sư phụ, đợi chết đi. Nam Cung Thiên vô cùng tức giận nói. Tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu, xem tiểu tử này đối phó Thiên Thành Diệt thế nào. Chuyện này, người thanh niên định khuyên Nam Cung Thiên, nhưng thấy Nam Cung Thiên tức giận như vậy, anh ta đành phải câm miệng, nhìn về phía Mạc Phàm đi tới chỗ Thiên Thành Diệt với vẻ lo lắng. Lúc này một giọng nói vang dội truyền từ trung tâm tới. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Mạc đại sư. Giọng nói như tiếng sấm không dứt, vang lên liên tục. Mọi người lập tức nhìn về phía giữa. Chính giữa du thuyền và phi cơ, trong đám thuyền bị xích sắt nối vào nhau, trên chiếc thuyền chiến lớn nhất. Thiên Thành Diệt ngồi ở mũi thuyền mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Ông ta nhìn Mạc Phàm từ trên cao xuống, cười lạnh lùng. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Mạc đại sư. Những lời này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cằm Mạc Phàm khẽ nâng lên, trong con ngươi lóe lên hàn quang, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn Thiên Thành Diệt. Nếu lần trước tôi ở Đông Hải, hôm nay tôi không cần phải đến đây một chuyến rồi. Nếu lần trước khi Thiên Thành Diệt ở biệt thự số 9, hắn ở trong biệt thự, dựa vào uy lực của tụ linh đại trận, hắn hoàn toàn có thể giết chết Thiên Thành Diệt. Nhưng cũng không sao. Lần này hắn không cần dùng trận pháp, hoàn toàn có thể dùng thực lực giết chết Thiên Thành Diệt. Nếu là báo thù giết người,
vẫn nên tự ra tay tốt hơn. Ha ha, đâu có nhiều nếu như vậy, cậu đã đến nơi này, vậy ra tay đi, để tôi xem thực lực của cậu thế nào, tôi sẽ không lưu tình, nếu chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hôm nay sẽ là ngày chết của cậu. Lần trước Mạc Phàm dùng lực lượng trận pháp, cùng với thân ngoại hóa thần. Hôm nay ông ta muốn xem thiếu niên tông sư có bản lĩnh gì mà dùng ba quyền giết chết được Tôn Vũ. Có bản lĩnh gì diệt hoàng gia? Lại có bản lĩnh gì đối địch với thanh bang bọn họ? Đương nhiên những chuyện này không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là Mạc Phàm này có điểm gì hơn người, vậy mà vượt qua ông ta, trở thành thiếu niên tông sư. Ông ta nói xong không nói thêm gì nữa. Đi cho tôi. Trong mắt ông ta lóe lên chiến ý, nổi giận thét lên một tiếng. Hai tay như di chuyển núi, dùng lực đánh về phía trước. Bùm bùm, hai tiếng sấm vang lên, lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh trúng hai chiếc thuyền đánh cá, trên thuyền đánh cá lập tức có hai cái động lớn đường kính hơn một thước. Trong chớp mắt thời tiết như thay đổi, kình phong vô cùng một ngạt bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, thổi quần áo mọi người bay bay, tóc tai tán loạn. Không khí không chỉ không thoải mái hơn, trái lại một ngạt hơn nhiều, áp lực làm người ta không thở nổi. Theo gió, nước biển bị lực lượng không biết khiên dẫn, xoay tròn mà lên, như rắn quấn quanh cột, xông lên từ trong hai cái động lớn trên thuyền. Rất nhanh hai cột nước như con rồng sừng sững trên biển, bầu trời âm u hơn, gợn sóng mênh mông bát ngát trên biển lớn. Giống như hai con rồng lượn vòng, hay như cự long hút nước trốn trong tầng mây. Cột nước hấp thu nước biển liên tục, càng ngày càng khổng lồ. Rầm rầm, dưới long toàn thủy trụ. Hai thuyền đánh cá bị xoắn thành mảnh nhỏ trong chớp mắt, bắn lên bầu trời. Long toàn thủy trụ này làm mọi người thay đổi sắc mặt. Bởi vì Mạc Phàm chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho nên bọn họ hơi thất vọng về trận quyết đấu hôm nay. Ai biết Thiên Thành Diệt lại dùng toàn lực. Đây là thực lực của tiên thiên trung kỳ đỉnh phong sao. Có người hai mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc nói. Đến tiên thiên kỳ, thực lực có thể thông thần, nhất cử nhất động như thần linh. Trưởng thiên khống địa. Nhưng nói là trưởng thiên khống địa, đã là chuyện từ thời viễn cổ. Hiện giờ linh khí trên địa cầu rất loãng, không có mấy tu sĩ tiên thiên kỳ có thể hô phong hoán vũ, chỉ có thể nội khí ngoại phóng, tinh thần võ đạo ảnh hưởng đến nội khí của đối phương. Thiên Thành Diệt giơ tay nhấc chân, liền xuất ra chiêu long toàn thủy trụ thanh thế khiến người ta sợ hãi như vậy, có khác gì thần linh. Thật đáng sợ, Thiên Thành Diệt đúng là Thiên Thành Diệt. Một người trẻ tuổi được trưởng bối gia tộc dẫn đến nói. Trên biển đáng sợ nhất là sóng thần bùng nổ, nhấc sóng biển lên cao mấy chục mét, hủy diệt một quốc gia nhỏ chỉ trong phút chốc. Long toàn thủy trụ của Thiên Thành Diệt không khác gì sóng thần, muốn hủy ngàn thành quá đơn giản. Tuy tôi cũng là tiên thiên tông sư, nhưng thẹn vì không bằng. Vẻ mặt một lão giả tóc trắng xóa áy náy nói. Tôi cũng thẹn vì không bằng. Một lão giả khác cũng đồng cảm nói. Bọn họ đều là tiên thiên tông sư, bình thường cảm thấy mình đã khá lắm rồi, nhưng so với Thiên Thành Diệt, quả thật không tính là cặn bã. Uy phong của thiên tông sư không giảm so với năm đó. Có người nhìn Thiên Thành Diệt vô cùng kính nể nói. Tiểu tử này xong đời rồi, khà khà. Hoàng Thiếu Nguyệt rất kinh ngạc về thực lực của Thiên Thành Diệt, cười đắc ý nói. Cột nước lớn như vậy, cho dù đập vào thứ vạn tấn. Cũng bị đập vào trong biển, huống chi là Mạc Phàm. Mạc Phàm, nhận một chiêu của tôi đây. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Thiên Thành Diệt lớn tiếng quát. Hai tay ông ta ấn xuống, hai cột nước kình thiên lập tức như trụ trời sập, ném mạnh về phía Mạc Phàm ở giữa cột nước. Chắc chắn như thuyền đánh cá đều bị cột nước khuấy đảo vỡ nát, nếu cột nước này đập trúng Mạc Phàm, sẽ thế nào đây? Giữa cột nước, Mạc Phàm nhìn cột nước như ngân hà đổi chiều. Trên mặt không có một chút sợ hãi và kích động. Hắn vươn một tay ra, nhẫn trên tay sáng lên, bạch ngọc kiếm chu sát xuất hiện trong tay hắn. Nếu biển vì ông sử dụng, tôi sẽ chém biển. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, lạnh lùng nói. Ý niệm của hắn khẽ động, linh khí cuồn cuộn trong cơ thể chút vào trong chu sát. Giống, một tiếng như long ngâm vang lên, trường kiếm khí 15 trượng như thần long phá gió mà ra. Chảm! Tay Mạc Phàm nâng kiếm, kiếm khí chém xuống cột nước kình thiên, cột nước chỉ kiên trì được một lát liền bị chém phá. Bùm, kiếm khí bùng nổ, cột nước thanh thế kinh người bị nổ tung trong chớp mắt, biến thành ngàn vạn hạt mưa rơi xuống bốn phía. Hả?
Một chiêu của Thiên Thành Diệt bị phá, ông ta bất nộ phản hỉ. Tiểu tử, quả nhiên 5 ngày này của tôi không vô ích, chỉ là chút này còn chưa đủ, cậu còn kém xa. Thiên Thành Diệt nói xong giơ tay lên nắm lấy, một màn ngạc nhiên xuất hiện. Thủy Châu vốn bị kiếm khí của Mạc Phàm đánh sơ sát, bỗng nhiên dừng ở trong không trung. Ngay sau đó Thủy Châu bị kéo dài, mỗi một cái đều như viên đạn trôi nổi trong không trung. Chi chít, căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Tuy còn chưa rơi xuống, nhưng nhìn làm ra đầu người ta run lên, sởn gai ốc. Nếu những thủy đạn này rơi xuống, có thể bị bắn thành xúc sắc. Mạc Phàm, thử lại thiên vũ của tôi xem cậu chắn được nữa không? Thiên Thành Diệt cười âm hiểm nói. Kiếm khí của Mạc Phàm có thể ngăn một phần cột nước, nhưng sao có thể ngăn được toàn bộ cần chắn sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua nước hình đạn đầy trời nói. Những nước hình đạn này tuy đều làm bằng nước, nhưng trong mỗi viên đạn đều ngưng tụ nội khí đến mức tận cùng, còn lợi hại hơn cả đạn. Cho dù tiên thiên ngọc thể của hắn có thể ngăn cản, nhưng đợi thiên vũ kết thúc, chắc chắn trên người hắn có chỗ không được tốt lắm, dù sao da thịt hắn còn chưa được rèn luyện. Nhưng những thứ này, hắn cần tự mình đi chắn sao? Nhẫn trên tay hắn sáng lên, kiếm chu sát được hắn cất đi, kiếm chu diệt xuất hiện trong tay hắn. Kiếm ra, ngọn lửa đỏ như máu lập tức dấy lên, vù vù rung động. Thiên Thành Diệt thấy Mạc Phàm thay đổi pháp khí, nhíu mày, cười khinh thường. Mạc Phàm am hiểu dùng lửa nhất, sao ông ta có thể không biết điểm ấy? Nhưng nơi này là biển rộng mênh mông, hỏa kiếm, không biết lửa khắc nước à? Ngây thơ! Một tay Thiên Thành Diệt đánh xuống phía dưới. Vù vù, ngàn vạn thủy đạn trong không trung rơi rầm rầm xuống, bắn về phía Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, xem lần này cậu có chết hay không? Thiên Thành Diệt cười hưng phấn nói. Chết sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Hôm nay chính là ngày chết của ông, trừ hải nấu biển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.